Cậu nhóc này vừa tỉnh dậy nhưng cả thế giới đã thay đổi, khuôn mặt, cái bụng phệ và cả bộ dạng đứa trẻ này làm mình chẳng thể nào quen nổi. Hóa ra anh là bị xuyên không vào trong chính bộ tiểu thuyết của mình, người ta xuyên không làm anh hùng này bá chủ nọ, anh lại xuyên không vào một nhân vật phụ xui xẻo bị chính anh trai của mình hành hình vào 9 năm sau. Ngày đầu tiên khi anh vừa tỉnh dậy trước mắt là một cô hầu gái đang không ngừng run rẩy, anh còn đang chưa hiểu cái méo gì thì em nó đã dập đầu liên lỉ mà cầu xin anh tha mạng vì đã không đánh thức anh dậy sớm. Rasen định đi tới hỏi thăm cô ấy lập tức la làng xin ngài định đánh tôi sao, sau cùng là sợ quá mà ngất đi luôn rồi, rốt cuộc con nhỏ này là bị cái gì không biết cứ như anh là quỷ không bằng. Vào ngày thứ hai anh gặp được một cậu nhóc tên Hampton, cậu ta có nhiệm vụ là ghi lại các hoạt động thường ngày của anh vì là người thừa kế của gia tộc Zhou Mây danh tiếng. Anh chỉ tò mò ngó xem thằng này có viết bậy bạ về mình không nhưng cậu ta lại giật mình làm đổ lọ mực, đột nhiên cơ thể anh lúc này lại tự động hành động chân không kiềm chế được mà sút vỡ alo của thằng nhóc này cứ như nó đã được lập trình sẵn vậy, đây rốt cục là chuyện gì? Chiều hôm đó cuối cùng anh cũng nhớ lại được tất cả ký ức của Rasen, cậu ta là báo thủ nguyên con, 4 tuổi đã thường xuyên đánh đập người hầu. 5 tuổi khi biết được thân phận của mình là con của cha và một người hầu, cậu ta lại thường xuyên sỉ nhục lăng mạ bà ấy như một tên mất dạy. Đến năm 7 tuổi thì không thể đếm hết những tai họa mà cậu ta đã gây ra trong nhà. Vụ việc lớn nhất phải kể tới lần cậu ta dùng gậy gỗ đánh con gái của một gia tộc võ thuật danh tiếng khiến ông bố rất tức giận và phải cúi đầu nhận lỗi trước gia chủ Granden. Trước khi lên chín, Rasen đã bị đầy tới dinh phụ Maple khuất người nhưng cậu ta vẫn chưa có chữa cái tật cô nổ. Mà nguyên nhân hắn trở nên như thế cũng do khứa tác giả là lão cha Sung Min. Thế nhưng anh chưa từng viết ra thế và cuộc đời chi tiết thế này cho một nhân vật phụ, nói cách khác khứa Rasen này là ngoại lệ. Vì cậu ta là nhân vật phụ rất ít xuất hiện nhưng do mang dòng máu gia tộc Pháp Sư danh tiếng nên vẫn có thiên phú ma thuật, sau đó thì cho cậu ta hẹo năm 17 tuổi dưới đao anh trai. Không ngờ tới bây giờ anh lại phải chuyển sinh vào thân phận khứa này đúng là đen như chó. Hiện tại Sen 9 tuổi anh vẫn còn 8 năm nữa để thoát khỏi số phận đó. Nhưng khi sau cùng thì anh vẫn phải đối diện với nhân vật chính thật sự của bộ tiểu thuyết này. Hắn là Casin Sider của gia tộc kiếm thuật lừng danh, thằng được anh búp bẩn để trở thành bá chủ bộ tiểu thuyết này song gia tộc nó lại có thủ không đội trời chung với gia tộc dô mây. Đậu phộng rồi tự đào hố chôn mình luôn chuyển sinh cái quần què gì vậy trời. Bỗng hắn thấy bảng thông báo lúc trước hắn thấy khi vừa xuyên không, trên đó có dòng chữ viết rằng di niệm của nhân vật Rasen Zomei đã được kích hoạt cũng nhờ đó mà Rasen vừa kích hoạt được thêm một kỹ năng mới đó chính là thánh nhãn. Hắn ta cũng rất bất ngờ vì đây chính là kỹ năng của nhân vật chính của tiểu thuyết mà anh viết và không ngờ bây giờ Rasen lại có được kỹ năng này, mà thôi hắn thấy cũng không quan trọng. Dù sao từ lúc mà hắn ta xuyên không tới đây, sự bình thường với sự hợp lý đã không cánh mà bay từ lâu rồi. Trong cuốn tiểu thuyết mà Rasen viết, năng lực của nhân vật chính rất mạnh, hắn ta mạnh tới mức có thể một mình mà có thể hủy diệt được cả một đại lục, mà không, không chỉ một đại lục, mà nếu muốn, có thể hủy diệt được cả một vũ trụ, nhưng vấn đề ở đây là hắn sẽ dùng sức mạnh đó để hủy diệt gia tộc Jo Mây và Rasen cũng là một thành viên của gia tộc này. Bỗng Rasen thấy một vòng tròn trước mắt mình, hắn ta nhận ra đây là một thứ hoàn toàn không thể dùng mắt thường thấy được. Như thể đang có một con mắt thần thánh nào đó đang kiểm tra cơ thể của Rasen vậy, hắn bỗng giật mình nhận ra vòng tròn này chính là chu quyển thứ nhất. Một chu quyển chính là một vành mana hình thành xung quanh tim, đây là nhân tố không thể thiếu trong việc sử dụng ma thuật, nó có tác dụng như là một viên pin năng lượng. Trong thiết lập thế giới mà cha Sung Min đã tạo nên, dù chỉ là chu quyền đầu tiên đi chăng nữa thì nó cũng yêu cầu người ta học tập rèn luyện rất nhiều mới có thể sử dụng được. Một lĩnh vực với tính học thuật cực kỳ cao, nó cần có rất nhiều tiền của và cả sự kiên nhẫn, không thể nào có chuyện tên không ra gì này lại từng huấn luyện đủ trăm, học hành đủ nhiều để có được thứ này cả. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Rasen vào thời gian này mà gõ cửa thì chắc hẳn là Hera. Nữ hầu của Rasen vừa bước vào phòng cô ta liền quỳ gối xuống và nhìn dưới đất khiến Rasen rất bất ngờ, bỗng hắn nhớ ra nguyên chủ từng một chân đạp lên đầu cô ta. Lại vừa nói rằng mỗi lần mà lỡ nhìn thẳng vào mắt hắn ta thì tốt nhất phải quỳ xuống ngay nên bây giờ cô mới làm như vậy. Rasen bất lực với tên khốn nạn này, hắn ta không hiểu rằng tại sao nguyên chủ của mình lại tạo ra được ba cái thứ luật lệ vớ vẩn đó. Bỗng Rasen thấy bản thông báo hiện ra, mô tả về nhân vật hay ra trước mặt, hắn rất sốc bởi vì trong đó ghi rõ rằng thuộc tính chính của cô ta chính là sát thủ. Hắn ta bất ngờ vì sao thuộc tính của một cô gái trẻ lại có thể là sát thủ được. Hắn ta cũng không hề nhớ có thiết lập gì như thế này cả. Nhưng hắn bình tĩnh lại và nhớ rằng thế giới trong cuốn tiểu thuyết mà anh viết đó là một thế giới cực kỳ điên cuồng, là nơi hoành hành ngang ngược của quyền thế và vũ lực. Như thể đây là một thế giới bị chi phối bởi luật rừng vậy. Điều đó có nghĩa hẳn đã có ai đó cố tình sắp xếp vào cạnh Ra Sen một sát thủ, sắp xếp một nữ sát thủ trẻ tuổi vào bên cạnh thứ cận bã thấp kém nhất. Rasen chắc chắn rằng người sắp xếp chuyện này là những người đang muốn tranh đoạt quyền thừa kế. Đây là một thế giới cực kỳ điên cuồng tuy là Rasen tạo ra nhưng hắn không thể phủ nhận được độ kinh khủng của nó, dù hắn ta sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc đi chăng nữa nhưng chết chính là hết. Lúc này hắn ta đang cố gượng ép bản thân mình phải bình tĩnh, ít nhất bây giờ hắn cũng phải cố gắng cười lên, dù gì cô gái trước mặt hắn ta là một sát thủ, nếu cho cô ta cơ hội, có thể cô ta sẽ giết chết Rasen cũng nên. Rasen vừa run rẩy sợ hãi vừa nhận ra những lúc cô ta khóc lóc rồi sợ hãi cầu xin Rasen tha tội. Tất cả đều là đóng kịch và dĩ nhiên sự run rẩy hiện tại của cô ta bây giờ cũng chính là đóng kịch. Đúng vậy, hoàn toàn chỉ là đóng kịch. Những điều thanh nhãn cho Rasen biết đã quá đủ để chứng minh cho điều này. Lúc này Rasen lên tiếng trước bảo cô ta ra ngoài lấy sô cô la tươi vào cho hắn ta. Cô cũng bất ngờ hỏi lại thì bị Rasen cố gồng mình lên để có thể khiến cô ta xéo ra ngoài để bản thân có thể nghĩ. Bên phía Hera cũng đang rất nghi ngờ, tuy không thể nói rõ được, nhưng nhìn rất khác so với trước kia, mấy ngày trước cô ta cũng có cảm giác như thế này. Như thể khí chất của hắn ta đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, hắn ta còn cười dịu dàng với cô, điều mà trước đây cô chưa từng thấy. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô có thể chắc chắn rằng đã có gì đó thay đổi. Dù thay đổi này vẫn chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng cô vẫn quyết định đi báo cáo tin này. Bây giờ, Rasen đang ngồi trong phòng điểm qua lại các sự kiện một lần nữa. Rasen Zomei đã bị trục xuất tới dinh phụ. Hắn ta hiện tại đã bị đẩy hoàn toàn ra khỏi tầm mắt của cha mình và cả danh sách người thừa kế. Hắn ta hoàn toàn không có cơ hội nào trong việc trở thành một ứng viên thừa kế của gia tộc Pháp Sư này. Nhưng trong trường hợp của cậu ta, đây là một điều rất tốt. Đó là bởi gia tộc này gần như đóng vai trò chính trong lực lượng chống lại kiếm gia và bây giờ để sống sót, tạm thời Rasen sẽ phải đóng giả làm một người bình thường. Rasen là người kiến tạo ra thế giới này, giờ hắn ta lại còn có cả khả năng của nhân vật chính nữa, hắn ta biết được rằng tương lai và cả số phận của chính bản thân mình, hắn còn biết được cả nơi chôn cất các tạo tác cổ xưa nữa, hắn ta quyết định sẽ phải tham gia bằng được trận chiến giành người thừa kế này, nếu không hắn ta sẽ chỉ được biết tới là nỗi nhục của gia tộc mà thôi, Rasen hiện tại mới chỉ 9 tuổi hắn ta sẽ hoàn toàn tham gia trận chiến ấy vào năm 10 tuổi. Tên khốn nguyên chủ của Nam Chính Định sẽ khốn tiếp sau mốc 10 tuổi này, rồi rời khỏi thế giới này ở tuổi 17. Ở nơi này, Rasen có thể thoải mái ăn uống không cần lo nghĩ về vấn đề tiền nong, du lịch khắp mọi nơi mà hắn muốn và sống một cuộc đời tự do và xa xỉ. Khác với cuộc sống trước đây của hắn, chỉ cần hắn ta giữ cho mình luôn nằm ở tốp giữa thì mọi chuyện sẽ ổn hết. Chuyện này trước đây Rasen cũng đã làm nhiều lần nên đã quá quen thuộc rồi, bởi vì đây chính là bí kíp sinh tồn trong quân đội Hàn Quốc, Cuối cùng Rasen cũng đã nghĩ thông, việc hắn ta phải cư xử ra sao trong thế giới này cũng đã rõ và giờ là những chuyện mà hắn ta phải làm. Bỗng nhiên thông báo hiện lên vì Rasen hiện tại không đủ mana nên hiệu ứng thánh nhãn của hắn sẽ bị đóng lại. Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, lại chính là Hera. Cô ta vào xin lỗi vì không thể mang sô cô la tươi đến cho hắn ta được, bởi vì nó thật sự rất khó tìm, hắn cũng không làm khó cô nữa, bởi vì thật ra hắn cũng chẳng muốn ăn sô cô la lắm, chỉ là do hắn cần chút thời gian để suy nghĩ mà thôi. Hiện tại bây giờ tạm thời Rasen vẫn sẽ phải diễn tiếp vai thằng khốn này nên hắn ta đã đuổi cô ra ngoài, nhưng cô ta vẫn rất bất ngờ, cứ như bị nghe nhầm vậy. Cái tên điên cuồng vì sô cô la đó lại có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy sao? Cô ta quyết định phải quan sát hắn ta nhiều hơn rồi hãng báo cáo mọi chuyện. Một tuần sau, Rasen cùng tên Hampton đi tới khu huấn luyện, nghe xong khi Hampton liền bất ngờ phải hỏi lại lần nữa vì trước đến giờ thiếu gia của mình chưa từng đến đó. Trong một tuần vừa rồi, Rasen đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên, nếu muốn sống sót, Hắn ta cần thiết phải gia nhập trận chiến giành quyền thừa kế và tỏ ra là một con người ra dáng con người. Thứ hai, để ra dáng con người thì hắn phải tập luyện thật chăm chỉ. Cuối cùng, nhất định bằng mọi giá hắn phải sống sót và trở nên độc lập hơn và tất nhiên để làm được điều đó thì có một điều cực kỳ quan trọng đó chính là hắn phải cần phải kiểm chứng. Chu quyền đầu tiên của hắn, ma thuật chiến đấu và thánh nhãn mà Rasen có được cũng đã tới lúc Rasen phải dùng chúng. Bên này, Hampton đang hớt hải đi hẹn lịch bên khu huấn luyện để Rasen có thể tới đó liền, hắn nhận ra chủ nhân của mình đã thay đổi trong đầu hắn luôn suy nghĩ rằng lý do khiến bản thân mình bị thâm tím nhiều đến như vậy là do bị thiếu gia của mình đánh. Chuyện đó không phải là chuyện khiến hắn giận mà khiến hắn cảm thấy đáng tiếc vì bản thân mình đã không phục vụ thiếu gia của mình tử tế nên mới bị đánh như vậy. Lúc này Rasen cũng thấy được thông tin của tên hấp Tân này, thuộc tính của hắn chính là sử dụng độc. Nhưng đặc điểm lại là một cái bóng hèn nhát, hiện tại Rasen rất là đau đầu, đầu tiên là một tên sát thủ, rồi bây giờ là một kẻ dùng độc. Nhưng Rasen cũng thắc mắc rằng cậu ta học độc dược từ khi nào, hắn nghĩ rằng hẳn là cậu ta đã chờ đợi thời khắc đến gần ra sen lâu lắm rồi bất cứ một ứng viên thừa kế nào của gia tộc pháp sư đều sẽ có một phụ tá được huấn luyện một cách bài bản bọn họ được huấn luyện và tẩy não từ bé để có thể hỗ trợ chủ nhân của mình họ thề rằng sẽ mãi trung thành luôn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho chủ nhân của mình và cái bóng của người con trai thứ bảy chính là hampton rasen cũng bất ngờ bởi vì ngay cả một tên rác rưởi như rasen cũng có một cái bóng nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một tên hầu cận được huấn luyện bài bản của nhà jomei Henton cũng đang rất vui mừng bởi vì thiếu gia của mình đã quyết định đến khu huấn luyện để luyện tập, nhưng cũng thắc mắc vì sao Rasen lại quyết định như vậy. Tuy không phải hắn ta sợ Rasen sẽ gây ra rắc rối gì, nhưng mà mỗi hành động của Rasen đều bị người khác khinh thường khiến cho Henton cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn mãi tin tưởng vào thiếu gia của mình. Vì là một người lười thiết lập, nên Rasen đã vẽ tòa nhà khu huấn luyện thành một tòa nhà hiện đại ở thế giới fantasy này với kiến trúc cao tầng thật không hợp với cốt truyện. Trong tòa nhà có ít nhất một người quản lý vận hành mỗi khu luyện tập khác nhau, lúc này có một người đeo kính mang đồ đen trùng đầu bước ra khỏi tòa nhà và chào hỏi Rasen. Hắn ta chính là Noah, là người quản lý của khu huấn luyện Leaf. Rasen cũng chào hỏi qua loa nhưng hắn ta không biết rằng người trước mặt mình thật sự căm ghét mình đến mức nào. Thì ra vào một năm trước, hắn ta đã bị tên Rasen tát chỉ vì không cúi đầu lễ phép chào hắn ta và không ngờ bây giờ còn không nhận ra hắn khiến hắn càng thêm căm ghét. Lúc này Rasen định dùng thánh nhãn với hắn ta nhưng lại không đọc được gì. Có lẽ hắn ta mạnh hơn Rasen. Nhưng cũng hợp lý bởi dù cho hắn ta cũng là một quản lý, Rasen quyết định sau này nên đối xử với anh ta tử tế một chút. Lúc này Rasen muốn bắt đầu luyện tập liền, muốn hắn ta tìm cho mình con quái nào phù hợp với độ 9 tuổi của bản thân. Tất nhiên là tên Noah đó biết Rasen 9 tuổi rồi. Hắn còn nhớ rõ Rasen đã lôi mình ra làm trò hề từ 396 ngày 8 giờ 32 phút trước. Bây giờ hắn ta đang thật sự rất muốn xử lý Rasen. Nhưng phải xử lý như thế nào một cách hợp tình hợp lý nhất, hợp tình hợp lý đến mức không ai có thể đổ lỗi cho hắn ta được lúc này hắn bỗng nhớ ra lục thiếu gia từng săn thành công một con cô quái lúc 9 tuổi rasen nhớ thiết lập của nó cao khoảng 50 cm hình dạng như một cây nấm lớn và nó di chuyển bằng cách nhảy xung quanh quái cấp thấp nhất rasen cũng chấp nhận con quái vật này và dĩ nhiên tên noah liền phấn khích đi cài đặt chiến trường là rừng nấm rasen tự tin bởi cô quái không phải là một con quái khó bởi vậy nên lục thiếu gia mới có thể giết được nó khi mới 9 tuổi rasen tập trung cao độ cuối cùng cũng cảm nhận được vòng tròn trong ngực tài năng của hắn ta là ma thuật chiến đấu và hắn ta đang ở trạng thái tự nhận thức cách sử dụng ma thuật bởi vì hắn ta kế thừa dòng máu của gia đình ma thuật lúc này tên noah liền đi ra dắt rasen vào ảo ảnh rừng nấm để luyện tập lúc này rasen cũng thấy con quái vật cô quái đó điểm yếu của con quái vật này chính là cơ thể của nó vì nó là quái vật dạng nấm nên kháng lửa rất kém nhìn con quái vật này cử động nam chính cảm thấy rất kinh kinh lúc này không trần chờ gì nữa rasen vận nội công chuẩn bị tới chiến đấu với con quái vật lúc này ý chí của cơ thể hắn ta đã được xác định ma thuật chiến đấu có trong cơ thể của hắn cuối cùng cũng thức tỉnh bên phía tên noah hắn ta từng là một ma pháp sư khá nổi tiếng ở vùng dorothy trước khi vào nhà dô dù cho ngoại hình của hắn có thế nào nhưng hắn ta từng được gọi là thiên tài ở quê hương và không ngờ lại bị ăn một bà tai của tên rasen chỉ bởi vì dám gọi hắn khi bản thân chỉ mới cúi đầu chào hắn được 82 độ hắn ta bị chế nhạo bởi vì không cúi đầu chính xác 90 độ điều này khiến hắn rất căm ghét rasen và hiện tại hắn đang hả hê vì nghĩ hôm nay sẽ trả lại tất cả cho rasen bởi hắn ta đã nâng cấp cô quái lên mức cao nhất. Ma thuật chiến đấu chính là thứ được coi là hạ đẳng trong gia tộc ma thuật, hắn ta tin rằng chỉ với ma thuật chiến đấu hệ không của Rasen, nhất định sẽ không bao giờ có thể đả thương được bọn cô quái, giờ thì màn trả thù của hắn ta đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần ngồi đợi và quan sát mà thôi. Bỗng hắn giật mình nhận ra Rasen đã xông tới con quái vật và chỉ mới một đấm mà hắn ta có thể tiêu diệt được con quái vật quá dễ dàng. Lúc này thông báo hiện lên bảo rằng cấp độ của ma thuật chiến đấu mới đã thức tỉnh, Rasen hiện tại cảm thấy huyết quản như đang sôi trào bỗng hệ thống lại thông báo ma thuật chiến đấu của người mới trọng dụng đã được lưu vào vòng tròn mana rasen cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đó tên noah đang rất tức giận hắn nhận ra được đây là phép thuật chiến đấu thuần túy phép thuật chiến đấu là kiểu phép thuật có kèm theo sức mạnh vật lý quái vật cô quái có khả năng chịu đựng được sức hủy diệt vật lý của rasen nhưng thật không ngờ khi rasen có thể săn chúng một cách quá dễ dàng noah kinh ngạc không biết rằng rốt cuộc chuyện quái gì đã diễn ra trong suốt một năm mà hắn ta không gặp rasen lúc này hắn dụ dỗ rasen tăng độ khó lên một chút tuy Sen chẳng còn mấy mana nhưng nghe đối thủ là hồng cô quái chúng cũng giống cô quái bình thường như nhanh và mạnh hơn chút không chủ vậy mà nếu không giết nó đủ nhanh thì nó còn có khả năng nhân lên nhiều lần tên cũng quyết định tạm bỏ qua cảm xúc cá nhân của bản thân vì hắn phải lấy thông tin để báo cáo Sen cũng đang phân vân hắn ta nhớ rằng bản thân không thiết lập bất kỳ thứ gì giống như vậy nhưng nghĩ hẳn nó là một loại quái vật khác có nguồn gốc từ thiết lập gốc nên hắn cũng đồng ý chiến đấu con quái vật này so với con trước thì cũng không có gì khác biệt lắm ngoại trừ màu sắc da. Lúc Rasen vẫn đang còn đứng đánh giá về vẻ ngoài của con quái vật thì nó bỗng lao đến tấn công trước. May mà Rasen né kịp, chưa kịp định thần lại thì con quái vật lại tiếp tục lao tới và Rasen trúng một đòn của nó. Cuối cùng Rasen cũng đã nhận thức được con quái vật này rất mạnh và nhanh, lúc này con quái vật lại tiếp tục lao tới tấn công. Rasen bây giờ cũng không chịu đứng yên để bị đánh nữa mà cuối cùng cũng đánh trả. Tuy không làm bị thương con quái vật nhưng cũng đã làm chệch hướng nó và hiện tại bây giờ Rasen cũng đã nhận ra một điều, con quái vật có kiểu tấn công khá đơn giản. Rasen cũng quyết định sẽ sử dụng những năng lực mà bản thân đã phát triển trước. Rasen bắt lấy con quái vật, hắn sử dụng phép thuật tân thủ lợi dụng trọng lượng, đang định ra đòn kết liễu nhưng xui thay mana lại không đủ, bỗng sức lực đâu ra khiến Rasen có thể ra được đòn kết liễu này, nhưng cảm giác vừa rồi rất kỳ lạ, cảm giác cứ như thời gian đã chậm lại trong một khoảnh khắc, tuy không hiểu đó là gì. Nhưng dù sao thì cũng nhờ có thứ đó mà Rasen mới có thể đánh bại được con quái vật. Lúc này thông báo hiện lên nhắc nhở Rasen rằng vì đã sử dụng hết lượng mana trong cơ thể nên thánh nhãn của Rasen đã bị bất hoạt. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn ta sử dụng hết tất cả mana trong cơ thể của mình, Rasen cũng định sẽ phải xem xét việc vừa rồi là như thế nào sau khi hồi lại được mana. Lúc vào phòng nghỉ ngơi, Hampton đã há hốc kinh ngạc như vừa mới nhìn lầm rằng thiếu gia của mình đã có thể tự thu thập sức mạnh cá nhân. Lúc này Noah cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta. Hắn ta hỏi về lần sinh nhật thứ 10 của thất thiếu chủ thì nhận được câu trả lời của Hampton là năm sau sẽ diễn ra dịp đó. Noah rất kinh ngạc vì điều đó, thế quái nào thất thiếu chủ đó lại mạnh đến vậy khi thậm chí còn chưa qua sinh nhật thứ 10. Lúc chuẩn bị ra về thì Hampton nhận ra thiếu chủ của mình không những mạnh mà còn có cả vòng tròn mana. Lúc này cậu ta kích động mà ôm trầm lấy Rasen, Rasen bây giờ cũng nhận ra rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Dù gì hắn ta vẫn chưa khám phá ra được bất cứ điều gì về thế giới này, nếu nổi bật quá thì hắn có thể tự chuốc lấy rắc rối vào thân hiện tại hắn cần diễn kịch một chút nên hắn đã giả bộ nằm lan ra ngất xỉu đi khiến cho hampton và noah giật mình lúc này hampton hớt hải chạy đi tìm ma pháp sư trị liệu khi vừa đến nơi thì hét toáng lên nhờ ông ta điều trị cho thất thiếu chủ đang bị thương của mình đang tính chạy đi thì tên ma pháp sư trị liệu cảm thấy có gì đó sai sai nên hỏi lại hampton rằng là thất thiếu chủ hay lục thiếu chủ hampton cũng trả lời rõ rằng là thất thiếu chủ thì tên đó vẫn cố chấp hỏi lại rằng cậu ta không phải là cộng sự của lục thiếu chủ sao thì Hampton vẫn kiên nhẫn trả lời rằng bản thân là cộng sự của thất thiếu chủ. Lúc này tên ma pháp sư trị liệu vẫn không chịu đi cứu người mà vẫn tiếp tục đứng đó hỏi chuyện Hampton rằng thật sự là thất thiếu chủ ở đây sao, còn hỏi rằng tên vô dụng đó đang làm gì ở đây? Thì Hampton cũng trả lời rằng thiếu chủ của mình đã đánh bại một con cô quái và ngài ấy đã chịu một đòn chí mạng. Thì tên ma pháp sư trị liệu cảm thấy rất bất ngờ rằng làm sao một tên như thất thiếu chủ đó lại có thể làm được điều đó, tất nhiên là bằng phép thuật chiến đấu rồi. Lúc này ma pháp sư trị liệu cuối cùng cũng đến để điều trị cho Rasen. Hắn nghĩ nếu cơ thể của Rasen bị thương vì tác dụng phụ của việc sử dụng phép thuật chiến đấu thì hắn sẽ khó mà giải quyết được nên đầu tiên, hắn sẽ cố gắng hết sức, hoặc không, hắn sẽ giả vờ rằng bản thân đang làm cái gì đó, xong rồi sau đó hắn sẽ gửi Rasen đến chỗ của một ma pháp sư cấp cao hơn. Dù gì ở tòa nhà chính còn có những ma pháp sư tài giỏi hơn và hắn ta có thể giao lại toàn bộ trách nhiệm cho bọn họ. Lúc này hắn sử dụng chiêu tiến vào vòng tay của Mana, đúng như hắn ta dự đoán, không hề có bất cứ phản ứng gì cả, nhưng dù sao cũng không có tác dụng nên hắn định sẽ nhanh chóng hoàn thành chuyện này rồi gửi ra sen đến tòa nhà chính lúc này bỗng nhiên ra sen mở mắt ra tên ma pháp sư trị liệu đã rất bất ngờ không lẽ năng lực phép thuật của hắn ta đã được cải thiện hay sao nhưng không hắn dù gì cũng có làm được gì đâu nên hắn nghĩ rằng đây là vì khả năng tự phục hồi của ra sen bỗng nhiên ra sen mở miệng ra nói cám ơn khiến cả ba người trong phòng đều sốc lên cả cuộc đời bọn họ cũng không ngờ rằng lại có ngày được nghe câu này từ miệng của ra sen lúc này ở tòa nhà của ra sen Hayra vừa thở hồn hển vừa đưa sô cô la mocha mà bản thân mua được cho Rasen, vừa xin lỗi Rasen vì đã được dặn là mua ba thanh nhưng chỉ có thể mua được hai thanh. Rasen lúc này bảo rằng không sao, dù gì Rasen cũng muốn cô ta được nghỉ ngơi, dù gì trong cô ta bây giờ thật sự không ổn chút nào. Giờ Rasen cũng không muốn làm phiền cô ta nữa nên lấy lý do rằng vừa huấn luyện xong nên mệt không muốn bị làm phiền, sau đó đuổi cô ta đi. Lúc này cả tòa nhà của Rasen đang xôn xao ồn ào về việc thiếu gia của mình đã đi huấn luyện, thật khó tin. Lúc này Hampton cũng bảo rằng bản thân là ở đó nên có thể chắc chắn được việc này, lại kể cho mọi người về việc thiếu gia còn đánh bại được quái vật. Rasen bây giờ vẫn đang ung dung ngồi ăn sô cô la trong phòng, tuy hắn ta thật sự không thích sô cô la lắm, nhưng loại sô cô la mocha này lại ở một đẳng cấp khác, hắn ta vừa cho vào miệng thì miếng sô cô la đã tan ra ngay đầu lưỡi, vị ngọt ngào dần trở nên ấm áp hơn, cảm giác như chôn cả cơ thể trong một chiếc chăn bông mịn màng vậy. Lúc này Rasen bất chợt nghĩ rằng có phải đó là một cảm giác hay không thì liền dùng thánh nhãn để xem lúc này ra sen thấy được tác dụng của sô cô la đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể của hắn ta một lượng mana nhỏ đã được hấp thụ dù chuyện này rất điên rồ nhưng ra sen nhận ra rằng đây là lý do mà nguyên chủ của mình hấp thụ được nhiều mana đến vậy lúc này hệ thống lại thông báo rằng ra sen đã khám phá ra một mảnh suy nghĩ bất hợp lý cảm nhận như nhân vật của hắn ta vừa tiến thêm được một bước những xác suất ngẫu nhiên đang dần được liên kết với nhau hắn vẫn đang phân vân rằng ăn sô cô la thật sự có thể hấp thụ được mana hay sao vì để thu thập được mana các pháp sư phải đi đến những nơi chứa nhiều mana Họ phải băng qua những địa ngục trần gian chỉ để lấy được chút mana. Có vẻ như nguyên chủ của Rasen có một thể chất khá đặc biệt, mặc dù Rasen không hề thiết lập như vậy, đó cũng là lý do nó được gọi là một mảnh suy nghĩ bất hợp lý. Rasen cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, dù gì đây cũng là một nguồn mana miễn phí, tuy chỉ có tác dụng phụ duy nhất của nó chính là thừa cân. Rasen cũng nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc mà Rasen chiến đấu với con quái vật hồng cô quái, tưởng tượng lại tình cảnh đó, Rasen đã nhận được thuộc tính hoãn lưu động, nhưng hắn ta vẫn không biết hoãn lưu động rốt cuộc là cái gì lúc này bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Rasen, hắn ta hét toáng lên vì đã dặn hay ra rằng hôm nay hắn không cần gì nữa. Tuy hay ra thông báo rằng có khách đến thăm nhưng Rasen lại bảo rằng nói người khách đó biến đi, bỗng cửa tự dưng mở ra, một cậu nhóc lớn hơn Rasen rất khí thế bước vào. Mới ngang cửa cậu ta liền nhạo báng Rasen không có phép tắc, anh trai của mình đến thăm mà không thèm đứng dậy chào hỏi, Rasen cũng nhận ra rằng cậu bé đó chính là Katen Zomei, anh trai của Rasen, Lục thiếu gia, cũng chính là tên anh trai mà Rasen luôn sợ hãi, Lúc này Rasen cũng rời khỏi giường, cúi đầu lễ phép chào anh mình, nhưng cậu ta vẫn không tha cho Rasen và nờ tiếp tục soi mói, bảo rằng Rasen lúc nào cũng lề mề, chậm chạp như một thằng phế vật, đó cũng chính là lý do mà Rasen không làm ra trò trống gì cả. Lúc này hắn bảo rằng Rasen còn đợi gì nữa? Rasen bất giác không hiểu cậu ta đang nói gì, thì cậu ta hét lớn lên bắt Rasen nằm xuống bò như con dẹp, bắt Rasen quỳ xuống. Vừa nói cậu ta vừa vung gậy lên định đánh Rasen, thì ngay lúc này thuộc tính hỏa lưu động của Rasen đã được kích hoạt hắn ta cảm thấy chuyển động của anh mình như đang chậm lại. Đúng như hắn ta nghĩ, thuộc tính hoãn lưu động này quả thật có tác dụng khá lớn, đây là một kỹ năng sẽ giúp cho Rasen khá nhiều trong mọi hoàn cảnh. Khi gậy của tên Caton chuẩn bị chạm vào đầu Rasen, thì hắn ta đã kịp lấy tay hất cây gậy đó văng đi xa. Tên Carton bất ngờ hỏi Rasen rằng vừa làm gì, thì Rasen cũng bình tĩnh trả lời rằng bản thân chỉ đang tự vệ chính đáng. Lúc này Rasen còn chọc điên tên Carton đó khiến hắn tức giận, luôn mùng bảo rằng bản thân sẽ giết chết Rasen. Hắn ta liền thi triển sức mạnh, Xung quanh trái tim hắn cũng có một vòng tròn, có lẽ hắn sẽ phóng thích năng lượng từ cái vòng đó. Lúc này cũng nhờ thánh nhãn mà Rasen biết được tên Caton này có thuộc tính thủy, với đặc điểm là một đứa bé nóng này, hắn ta sẽ phóng thích sức mạnh thuộc tính ở phía trước mặt và gần ngực. Rasen cũng đã đoán được hành động tiếp theo của hắn ta. Mọi việc tiếp theo cần đòi hỏi sự tinh tế, lúc hắn lao đến tấn công thì lại thấy Rasen biến mất, thì ra Rasen đã lui phía sau lưng và tấn công hắn. Sau đó trở lại trước mặt và tấn công trực diện hắn ta khiến hắn ta học máu. Rasen cũng khá bất ngờ vì nghĩ rằng bản thân đã kiềm đủ sức mạnh rồi. Có thể là do trước khi ma thuật của hắn ta được định hình ổn định, nên sự khống chế ma pháp của hắn cũng chưa như ý muốn được. Lúc này hắn liền gấp gáp gọi Hampton đi gọi y sĩ. Rasen nhận ra rằng bản thân hình như đấm thằng anh trai của mình hơi quá tay nhưng hơn hết. Hắn ta nghĩ rằng bản thân đã tìm ra cách hiệu quả nhất để đối phó với các ma pháp sư rồi. Mục tiêu đầu tiên là sống sót cho đến năm 17 tuổi. Rasen đã có thể thấy một chút hy vọng. Ngày hôm sau hay ra sau khi nghe Hampton kể thì đã rất bất ngờ vì những chuyện mà Rasen đã làm với lục thiếu gia và không tin được lại có chuyện đó xảy ra được, tuy mọi thứ rất vô lý. Hampton cũng bảo rằng nếu bản thân không chứng kiến tận mắt thì thậm chí chính cậu ta cũng chẳng tin được, lúc này Hampton cũng muốn lên tiếng nói vài lời thật lòng. Cậu ta nghĩ rằng thiếu gia của mình đã thay đổi, nhưng bị hay ra cười vì điều đó, vì nghĩ tên thiếu gia ngốc của mình thì có gì mà thay đổi, cô ta vẫn thấy như mọi ngày mà thôi. Hampton cũng bảo rằng không như vậy đâu, cũng bảo rằng mình thấy hay ra cũng không phải là một hầu gái bình thường, bước chân của cô di chuyển một cách nhẹ nhàng và rất kín kẽ, nhưng đó cũng là một chuyện mọi người thấy rõ, chứ không phải mình cậu ta, Hampton vẫn hỏi lại hay ra rằng cô vẫn nghĩ thiếu gia của mình chỉ là một tên ngốc lười biếng thôi sao. Cậu ta nghĩ thế này, dù gì sinh nhật tròn 10 tuổi của Rasen cũng sắp đến, thất thiếu gia cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi rồi. Lúc này Rasen đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga rộng lớn, nơi mà hắn sẽ theo học để có thể thao túng mana, thư viện ánh sáng, nhưng nó trông rất giống với một trung tâm mua sắm hơn là một thư viện, thật ngạc nhiên khi Rasen chưa từng đến nơi này trước đây. Lúc hắn ta bước vào thì thật sự sừng sốt, vì tất cả nơi này đều là sách, cả ba tầng của thư viện, tầng nào cũng vậy. Thật không biết rằng ở đây có tất cả bao nhiêu quyển sách. Bỗng có một giọng nói từ đâu phát ra trả lời câu hỏi của Rasen rằng có khoảng 200.000 quyển sách ở đây. Bỗng phía trên cao có một người phụ nữ xuất hiện, thì ra cô chính là thủ thư của thư viện ánh sáng này, Evian. Lúc này Hampton và Hera vẫn đang bàn luận về chuyện của nam chính. Hampton nghi rằng thiếu gia của họ vẫn đang che giấu con người thật của mình, tuy nghe có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng Hampton vẫn nhất quyết nghi rằng thiếu gia của mình đã cố tình làm như vậy trong suốt cả 10 năm qua. Hay ra cũng không hiểu rằng tại sao Hampton lại nghĩ như thế. Nhưng do cậu ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ, rằng thiếu gia của mình đã hoàn thành chu quyển thứ nhất. Lại nói chu quyển thứ nhất không thể chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành được liền. Hampton nghĩ kỹ lại, những hành vi của thiếu gia mình dạo này khá khác lạ, lại còn tham gia huấn luyện. Hạ gục lục thiếu gia một cách đơn giản nữa, rõ ràng Hay ra là người hầu của Rasen. Những hành động của hắn ta hiện nay đáng ra cô ta cũng phải đôi phần nắm được. Tất cả lý do đó cho thấy rằng thiếu gia của họ đang tự hạ thấp bản thân mình và che giấu tài năng tiềm ẩn của hắn ta. Nhưng dù nói vậy nhưng Hera vẫn cảm thấy không hợp lý chút nào, cô ta vẫn nghĩ ma thuật chiến đấu của Rasen cũng bình thường. Nhưng Hampton vẫn khẳng định chắc nịch rằng những gì cậu ta nói là đúng. Bởi vì cậu ta chính là cái bóng của Rasen, cậu ta nghĩ rằng Rasen đã cho cậu ta thấy được tương lai của mình. Bây giờ thiếu gia của họ có mệnh hệ nào thì cả hai người họ đều sẽ phải chịu số phận liên lụy và dĩ nhiên tên Hampton đã đề nghị hợp tác cùng với Hera. Chưa kịp nói xong thì ra đã ngắt lời, Bảo rằng nếu thiếu gia của họ quyết định ghé thăm thư viện vào một hôm nào đấy thì cô sẽ đi xem xét về chuyện đó. Vì cô nghe nói là những thành viên trong tộc Zomei ai cũng phải đến học trong thư viện ánh sáng để chuẩn bị cho việc tham gia tranh đấu cho ngôi vị người thừa kế gia tộc. Ở thư viện mới có thể học được những chiến lược tốt nhất cho việc đó. Bên phía Rasen, hiện tại hắn vẫn đang ngẩn người trước Evian, thủ thư của thư viện ánh sáng, bởi vì hắn ta không biết cô là ai. Hắn bật thanh nhãn lên thì thấy cái tên Lavian khiến hắn liền bất ngờ, hắn ta không ngờ rằng cô ấy ở đây. Theo Rasen nhớ thì cô ấy đã không tuyên chiến trực tiếp với nhân vật phản diện, nhưng cô ấy là một đại pháp sư và cũng đã từng xuất hiện trong một vài sự kiện đặc biệt. Đáng nói hơn nữa là cô ấy là một pháp sư rất phi thường, người đã hạ gục vị vua Tizanic của Rivadon và binh lính của ông ta, rồi sau đó đóng băng cả lô đài Rivadon. Sau này cô ấy sẽ được biết đến như một đại pháp sư trong cuộc chiến tranh biển phía Bắc sắp diễn ra trong tương lai. Rasen lại chợt nhớ rằng hình như bây giờ cô ấy đang bị truy nã trên khắp lục địa. Nhưng giờ cô ấy lại là thủ thư của gia tộc Zomei, Chắc đó là lý do tại sao vẫn chưa ai có thể tìm ra được cô ấy. Thư viện của thuật gia lừng danh Dô Mây khá giống với thánh địa của Pháp Sư bởi vì bản gốc và cả những bản chép lại của những cuốn ma Pháp Sư trên toàn thế giới đều có ở đây. Tất cả những thủ thư quản lý nơi này đều là đại Pháp Sư, thủ thư sẽ có quyền quản lý và đọc tất cả những cuốn sách trong thư viện. Nhưng Rasen vẫn thắc mắc rằng ai là thủ thư cũng được thế sao lại phải là La Viên chứ? Tại sao một phù thủy huyền thoại đã đóng băng cả tòa lâu đài trong truyền thuyết lại đứng trước mặt hắn ta như thế này? Lúc này Lavien cũng lên tiếng mời Rasen lên tầng 2 đợi trước ở bàn để cô ta đi pha trà cho hắn, tuy không thích trà đen cho lắm nhưng Rasen vẫn bảo rằng thích. Thế giới này quá nguy hiểm, nghĩ đi nghĩ lại thì Rasen cũng thấy nhẹ nhõm khi đây là lần đầu tiên hắn được lên thư viện, bởi vì nếu bây giờ mà Rasen vẫn chưa hồi quy vào cơ thể này thì không tưởng tượng được là tên ngốc đó sẽ hành xử như thế nào, có thể hắn sẽ phá nát sách ở đây, sau đó còn tới chọc gẹo Lavien, nghĩ thôi hắn ta cũng không dám nghĩ đến. Lúc này Lavien hỏi rằng Rasen muốn tìm sách gì thì hắn bảo muốn một cuốn sách liên quan đến tu dưỡng mana, hắn ta muốn loại căn bản nhất. Lavien thắc mắc rằng người của gia tộc Mây như Rasen thì có nhất thiết phải đọc mấy cuốn sách căn bản như thế này không. Nhưng Rasen vẫn quyết rằng phải học cái căn bản trước rồi mới nhảy lên cao được, nên Lavien cũng tìm giúp Rasen rồi biến mất. Trong sách, Rasen biết được rằng mana là một loại thuật ngữ chỉ tất cả các loại năng lượng tồn tại trong tự nhiên. Chúng ta phải tích trữ mana trong tim và tạo chu quyền thì mới có thể trở thành một pháp sư, định lý phương trình thứ 8 của Lago và công thức toán học thứ 7 của Brato đều cần nói về điều này. Đó cũng chính là lý do tại sao đáp án E mũ 648 là, đọc tới đây Rasen cũng bỏ cuộc, không thể đây chỉ là cái căn bản được. Người hiện đại như hắn ta không thể tự học ma thuật, hắn học mấy cũng khó vô đầu được, đọc mãi vẫn chả hiểu gì, ngấm lại thì kể cả hắn không học được thì cũng có thánh nhãn. Vừa nghĩ xong hắn vừa kích hoạt thánh nhãn cũng chủ là thử dùng xem được không nhưng không ngờ là nó có thể phân tích được, trong khi hắn ta tự đọc còn không hiểu, trông như cái màn hình máy tính vậy. Kỹ năng này đúng thật là tuyệt đối với những kẻ đầu đất như hắn ta, cái vấn đề ở đây là trong thế giới này có một con quái vật có thể sử dụng cái kỹ năng này còn tốt hơn cả hắn ta. Khi đang phân tích sách nhập môn ma thuật được 22%, thì thánh nhãn của hắn không thể tiếp tục được nữa vì thiếu hụt mana. Thế nên nếu nó đạt tới 100% là Rasen có thể hiểu hết đống đó, bây giờ Rasen cũng tính sẽ phải ưu tiên giải quyết vấn đề thiếu hụt mana, hôm nay tới đây là đủ rồi. Lúc Rasen vừa về tới dinh thự thì được Hampton ra nghênh đón và thông báo rằng phu nhân Sohi từ dinh thự Maple đến thăm hắn ta. Cũng chính là mẹ ruột của nguyên chủ này, hắn ta cũng rất bất ngờ vì thắc mắc tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây. Nghĩ lại Rasen, cha Sung Min luôn luôn nhớ mẹ của hắn đã không thể nhìn thấy bà một lần nào nữa. Người phụ nữ đã mất vì ung thư khi Sung Min vẫn còn là một đứa trẻ, cũng vì như thế mà hắn luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc là một đứa mồ côi mẹ. Cũng kể từ đó mà cha Sung Min đã rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng với chính mình và chưa kể mẹ của nguyên chủ Rasen, lại giống với mẹ Rasen đến thế. Lúc này bảng thông báo lại hiện lên thông tin nhân vật mẹ của Rasen, nhưng lại có thêm thông báo rằng giai đoạn đầu của lục hạt. Tuy là hai mẹ con nhưng họ ngồi uống trà với nhau trông rất gượng gạo, Rasen nhớ trong ký ức rằng Rasen luôn chửi mắng mẹ mình một cách rất thậm tệ. Rasen vẫn không hiểu được tại sao tên đó lại nói được những lời như thế với mẹ mình, lúc này Rasen cũng mở miệng nói chuyện trước, nhưng lại gọi mẹ khiến cho Sohi rất bất ngờ lại nói chuyện rất lễ phép khác với mọi khi khiến Hera đứng bên vẫn không khỏi nghi ngờ rằng có thật đó là thiếu gia của mình không hay chỉ là một thằng khốn bấy lâu nay giả vờ thôi. lại nghĩ rằng đó có phải là một phần kế hoạch cho buổi trận tranh đấu kế vị kế thừa gia tộc hay không. Hera nhận ra rằng bản thân mình phải cẩn trọng hơn, không thể xem thường Ra Sen nữa rồi. lúc này Ra Sen lại mở miệng nói ra từ xin lỗi, xin lỗi về những hành động trước đây cậu ta đã làm với mẹ mình. lại bảo rằng dù không biết mẹ có tin hay không nhưng bây giờ hắn cũng đã hiểu biết hơn một chút rồi. Còn nói con người trước đây của hắn nay đã khác nhiều rồi, hắn ta nhất định sẽ hối lỗi vì tất cả những thứ hắn ta đã làm, nhưng mẹ của hắn ta chỉ biết cúi đầu và lắng nghe hắn nói, nhưng chỉ cần nghe giọng rung rung đấy của mẹ thôi là Rasen cũng biết lý do tại sao rồi, lúc này mẹ của hắn đứng dậy, lấy lý do còn có chuyện cần phải làm để về trước, mẹ của hắn bây giờ không còn là người hầu nữa nên cũng không có việc gì phải làm để về trước cả, hắn cũng biết lý do vì sao. Rasen nghĩ lại, lúc đó đã thấy rằng giai đoạn đầu của Lục Hạt, Lục Hạt là một căn bệnh mà Cha Sung Min đã mắc phải là một căn bệnh rất hiếm gặp, sẽ có ba chấm xanh xuất hiện trên ngực của mình và vẫn chưa có phương pháp để điều trị, nếu đến giai đoạn 3 chấm thì việc chữa trị là không thể, may mắn thay là Rasen chỉ có một cái mà thôi. Lúc này Sohi đứng ngoài cửa khóc nấc lên, bà ta không hiểu rằng tại sao một ngày vui như hôm nay mà bà cứ khóc mãi không dừng được. Cuối cùng thì đứa con trai duy nhất của bà cũng đã gọi mẹ và cũng là lần đầu tiên nó gọi bà như vậy. Bỗng trong nhà lại vang lên tiếng Rasen kêu mẹ và mong bà mỗi lần một ngày dành ra khoảng một tiếng cho hắn được không hắn ta sẽ chuẩn bị sẵn trà nho cao tín dung từ dãy núi sáp nên mỗi ngày hắn ta muốn cùng mẹ uống trà cùng nhau vào khung giờ này bà cũng đồng ý và ra về trà nho carotin từ dãy núi sáp Erlien trà đấy tuy rất ít người uống nhưng nếu uống thường xuyên cả tháng trời thì cũng sẽ có thể chữa được bệnh lục hạt Rasen không cần biết hắn ta của quá khứ khốn nạn cỡ nào mẹ thì vẫn là mẹ của hắn ta thôi bởi dù như nào bà ấy vẫn không bỏ Rasen mà đi lúc này trong một căn phòng tối chật hẹp Cô Hi vẫn đang suy nghĩ rằng không biết là thật hay là mơ, nếu không phải là mơ thì rốt cuộc là cái gì. Bà không ngờ Rasen, con trai của mình, Rasen đã thay đổi ngay từ sau hôm sinh nhật thứ 10 của thằng bé, thì đấy là người khác vậy. Bà nhìn lên trời và nói người chồng quá cố của mình rằng có nghe em nói không, em sẽ được uống trà cùng với Rasen, con trai của mình đã thay đổi rất nhiều. Con trai của mình thay đổi nhiều như thế làm bà bàng hoàng lắm, nhưng bà đã rất vui, vừa nói trên mắt bà chảy dài những dòng nước mắt vì hạnh phúc. Bên này Rasen đang nhờ hay ra một chuyện rất quan trọng, Cô ta nghe xong thì rất lo lắng nghĩ rằng Rasen đã tìm ra được danh tính của bản thân và đang thử lòng cô. Cô ta còn nghĩ rằng Rasen sẽ ra lệnh cho cô đi ám sát, thì ra hắn ta chỉ đang nhờ cô đi tìm mua mocha sô cô la, hắn ta còn dặn cô phải lấy loại chất lượng nhất và nhiều nhất có thể. Cô nghĩ rằng chỉ có thế thôi sao, thì Rasen còn định dặn thêm một thứ nữa, cô ta cười thầm rằng chắc hắn ta lại để cái quan trọng nhất sau cùng đây mà. Nhưng thật ra Rasen chỉ dặn thêm cô rằng nhớ lấy cho hắn ta cả kẹo từ tiệm bánh dơ đon thôi, khiến cô thất vọng, nhưng cũng không dám kháng lệnh. Một tiếng sau, Rasen bàng hoàng bởi vì đúng như hắn ta nghĩ, với sức mạnh của giàu có và quyền lực thật là khủng khiếp mà. Một cái giá 20.000 grand, tính ra là tầm 5 triệu ở đây có ít nhất phải khoảng 100 thanh sô-cô-la. Một cô người hầu chi gần 500 triệu để mua sô-cô-la trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ vì một câu mệnh lệnh của chủ nhân gọi là khó tin. Cũng vì vậy nên Rasen quyết định phải chiếm được sự giàu có và quyền lực này bằng mọi giá. Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị kế thừa gia tộc hắn ta nhất định phải làm tốt. Vừa suy nghĩ hắn vừa bốc từng thanh sô-cô-la ra ăn, đúng cái hắn ta muốn thực sự nó rất ngon. Cái loại đắt nhất cũng khoảng 30.000 gram mỗi cái và cái loại rẻ nhất thì cũng đâu đó 10.000 gram mỗi cái, khác nhau ở lượng mana hắn ta sẽ hấp thụ. Vừa ăn sô-cô-la, lượng mana của hắn vừa tăng lên đáng kể và hắn ta cũng có thể nạp thêm mana bằng kéo của tiệm bánh dơ đòn. Cuối cùng hắn rút ra một kết luận duy nhất đó chính là trong kẹo và sô-cô-la có chung một loại nguyên liệu. Lúc này Rasen gọi Hampton đến và dặn hắn hãy mang tên đầu bếp của tiệm bánh về đây cho hắn. Sau 30 phút, Tên đầu bếp của tiệm bánh cũng đã được đưa tới và đứng trước mặt của Rasen. Tên đầu bếp rất sợ hãi, hắn nghĩ rằng trong kẹo có thứ gì không ổn hay sao mà hắn lại bị gọi tới đây. Tên đầu bếp rất hoảng sợ, bởi vì Rasen là một tên khốn kiếp khét tiếng dám đi đánh cả anh trai của mình thì hắn ta cũng có thể dễ dàng giết chết được một người như tên đầu bếp. Rasen từ góc nhìn của tên đầu bếp thì hắn ta là một con ác quỷ với nụ cười hết sức quỷ dị. Hắn cầu xin trời rằng đừng xảy ra chuyện gì lớn mà, cuối cùng Rasen cũng hỏi tên đầu bếp rằng rốt cuộc hắn ta đã bỏ gì ở trong viên kẹo đang định ậm ừ không trả lời thì Rasen đã đe dọa tên đầu bếp rằng hãy cho hắn ta biết hết thành phần không được giấu giếm gì cả. Khi Rasen hỏi đến đây thì tên đầu bếp đã quỳ sụp xuống đất và cũng xin tha lỗi cho hắn, tất cả đều là lỗi của hắn ta. Rasen đã rất bất ngờ vì hành động của tên đầu bếp bởi vì hắn ta chỉ là muốn biết công thức làm ra loại kẹo đó của ông thôi. Lúc này tên đầu bếp vừa run rẩy vừa sợ hãi trả lời rằng trong công thức có đường từ vùng Dorothy, bột thảo mộc 1000 năm, hai muỗng canh bột thảo mộc và siro ngô, chỉ có vậy thôi. Thấy Rasen hỏi lại thì ông ta cũng thề rằng chỉ có nhiều đó thôi. Rasen cũng hiểu, nguyên liệu bên trong sô-cô-la mocha chính là thảo mộc 1.000 năm, nếu hắn ta ăn thảo mộc đấy thì có thể hấp thụ thêm nhiều mana nữa. Bên phía tên Noah, hiện tại hắn rất khó chịu, hắn thắc mắc rằng tại sao mọi người cứ đến đây rồi hỏi về chuyện thất thiếu chủ. Mà hắn ta cũng chỉ có hai điều để nói thôi, Rasen đã hạ gục cô quái chỉ bằng một quyền và đã hồi phục khỏi hiệu ứng có hại của ma thuật hắc ám bằng câu thần chú giải trừ. Lúc này có một tên chạy vào thông báo chuyện khiến tên Noah đang trầm ngâm suy nghĩ phải giật bắn người. Thì ra tên vừa vào muốn thông báo với Noah rằng Rasen đã đánh bại Lục thiếu chủ, cũng vì đánh nhau dữ quá nên bây giờ mọi người đang bàn tán rất nhiều. Tên Noah đã thật sự rất bất ngờ, không tin vào điều tai mình vừa nghe, ngay cả khi đó là một trận chiến ma pháp thi triển nhanh. Lúc này tên đó lại nói thêm sắp tới đây là sinh nhật lần thứ 10 của Rasen, bọn chúng nghĩ rằng có lẽ Rasen đã dồn chút sức lực vào trận chiến ấy để khẳng định sự hiện diện của mình với gia chủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Rasen đã có những bước tiến bộ mà trước đây không ai nghĩ đến. Điều này cũng có thể là như vậy. Trước hết, các ma pháp sư không nhanh như thế để bổ trợ cho việc di chuyển không tốt đó. Các ma pháp sư dùng ma pháp dịch chuyển như thiểm, nhưng một ma pháp sư 9 tuổi thì không thể dùng cái đó được. Bọn chúng chưa từng biết Rasen lại có nhiều kỹ năng như vậy. Tuy vậy bọn chúng cũng quyết định sẽ cần phải chú ý đến Rasen của chúng ra nhiều hơn nữa vì giờ hắn ta đã khác xưa rất nhiều. Những ma pháp mà hắn ta sử dụng lại có vẻ như rất khác lạ. Tên Noah cảm thấy những ma pháp ấy có vẻ như là những ma pháp cổ bị lãng quên mà chưa ai từng học. Nhưng tên khốn đó lại học được ở đâu đó không biết, cũng thắc mắc rằng tại sao những ma pháp đó Rasen có thể học được. Lại nghĩ có lẽ hắn ta có một cơ duyên nào đó, cũng có thể là vậy nhưng tên Noah vẫn nghĩ điều đó không đúng lắm. Hắn ta cũng rất mong chờ đến sinh nhật lần thứ 10 của Rasen có lẽ sẽ rất vui. Bên này, Rasen đang ăn thảo mộc nghìn năm, ai ngờ vừa ăn lượng mana lại tăng lên, đúng cái hắn đang tìm hắn ta có thể hấp thụ năng lượng mà hầu như không có bất kỳ calo nào cả cũng vì sô cô la moca mà nguyên chủ của rasen đã ăn gần 10 năm nay nên năng lượng ngưng tụ hầu hết trong cơ thể của hắn nếu năng lượng đó tích tụ trong tim nhiệt năng lượng sẽ được tạo ra lượng mana được hấp thụ sẽ nhiều hơn năng lượng mana của hắn đang được tăng lên thanh nhãn của hắn có thể sẽ được hoạt động lâu hơn cùng với đó hắn ta có thể học được nhiều ma pháp ở thư viện nhiều hơn sau 3 ngày cuối cùng rasen đã làm được thông tin về phần giới thiệu ma pháp đã được phân tích Thánh nhãn đã tiếp thu thông tin về phần giới thiệu ma pháp. Lúc này lại có thông báo rằng sách ma pháp tu luyện năng lượng một cách dễ dàng của nhà hiền triết vĩ đại Anbeto tiết lộ trang ẩn. Lúc này Rasen đã rất bất ngờ vì còn có trang ẩn nữa. Chưa kịp định thần thì cuốn sách đã tự lật ra. Sau đó lại có thông báo rằng tìm sự đơn giản của ma pháp tu luyện năng lượng một cách dễ dàng. Cuốn sách thứ 77 của nhà hiền triết vĩ đại Anbeto. Rasen vẫn không hiểu chuyện gì cả. Rốt cuộc nhà hiền triết vĩ đại hay Anbeto rốt cuộc là cái gì và giờ nếu như hắn ta muốn biết nó là cái gì? thì hắn ta lại phải tới thư viện ánh sáng một lần nữa, thật tình thì Rasen thấy thủ thư Evian thật đáng sợ và hắn ta không muốn dính líu gì đến mụ phù thủy băng giá đó, nhưng hắn vẫn phải làm thôi, Rasen cũng không biết rằng phía sau lưng mình đang có người đang quan sát nhất cử nhất động của bản thân. Sau khi đấu tranh tâm lý, Rasen vẫn đến thư viện ánh sáng lần nữa, mới đứng trước cổng, hắn ta đã cảm thấy sự lạnh lẽo của cái thư viện này, khi đang thắc mắc rằng Evian đang ở đâu, thì cô bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng hắn ta khiến hắn giật bắn người, sau những câu nói chuyện đơn giản thì Rasen trả sách cho cô. Cô chỉ cầm đôi đi thì cuốn sách đã biến mất. Rasen bất ngờ và thắc mắc rằng làm thế nào mà cô ta thi triển ma pháp mà không cần niệm chú. Lúc này Evian liền hỏi Rasen rằng có muốn tìm cuốn nào nữa không thì Rasen trả lời rằng hắn ta muốn tìm cuốn sách thứ 77 của nhà hiền triết vĩ đại. Sự đơn giản của ma pháp, tu luyện năng lượng một cách dễ dàng, đúng là có cuốn sách đó trong thư viện này. Nhưng Evian bảo với Rasen rằng cuốn sách đó được phân loại B vì nội dung của nó khá khó hiểu với những người mới bắt đầu nhưng Rasen vẫn kiên quyết muốn mượn và lấy lý do chỉ là đọc cho vui. Bỗng nhiên Evian ghé sát mặt vào người Rasen vừa ngửi, hắn ta sởn cả gai ốc và cảm giác rằng giống như một kẻ săn mồi đang đánh hơi con mồi của nó vậy. Lúc chưa kịp hoàn hồn thì Evian lại gọi cậu, còn bảo rằng trên người hắn ta có một mùi rất thơm. Sau đó Rasen vừa lục trong người thanh sô-cô-la mocha và đưa cho cô, hỏi cô có muốn ăn thử không, tuy miệng cô trả lời rằng không. Nhưng tay rất thành thục bắt lấy, Rasen cũng cạn lời vì có kiểu nhận quà như vậy nữa. Nhưng hắn bỗng cảm thấy gì đó không ổn, có một cảm giác như có một điều gì đó khác lạ ở đây. Tuy không biết là gì, nhưng trước mắt Rasen quyết định rời đi trước, bởi sợ rằng trong lúc này có lẽ hắn ta sẽ nói điều gì đó không ổn mất. Trước khi đi Rasen nói với Evian rằng có nhiều sô-cô-la trong dinh thự Maple của hắn ta, nên thỉnh thoảng cô có thể tới. Hắn ta sẽ nói trước với người hầu, Evian cũng rất bất ngờ vì lời mời này. Rasen cũng nghĩ rằng đó chỉ là lời mời lịch sự, cô ta chắc hẳn cũng sẽ không đến đâu. Đúng vậy, đó cũng chỉ là lời mời xuông mà thôi. Khi về nhà, đang hiểu được nội dung của cuộc sách được 42% thì thánh nhãn lại không thể kích hoạt được do thiếu năng lượng, cuốn sách sự đơn giản của ma pháp. Tu luyện năng lượng dễ dàng bởi nhà hiền triết vĩ đại Anbecto, không có nhiều thông tin như Rasen mong đợi, trong sách chỉ bảo hắn ta là một pháp sư vĩ đại, hắn ta thậm chí có thể sử dụng mọi loại ma pháp, thật là tuyệt vời, lại bảo nhưng nếu muốn sử dụng được những loại ma pháp như hắn thì phải học được những cái cơ bản mà hắn ta dạy. Lúc này Hampton với Hera đang đứng quan sát và trầm trồ, vì Rasen đang chạy bộ, hắn ta bận rộn cả ngày, thậm chí còn đến thư viện ánh sáng và cả dinh thự Bezer. Cộng với việc tập thể dục chăm chỉ như thế, nhưng hay ra nhìn ra được đó không phải là chạy bộ bình thường. Thì bỗng có tiếng đằng sau bọn họ nói rằng đó là quá trình làm tan chảy năng lượng ngưng tụ trong cơ thể của Rasen bằng cách sử dụng sự vận động của cơ thể. Khi bọn họ bất ngờ thêm lần nữa bởi vì người đang nói chính là Evian, bọn họ thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Bọn họ rất thắc mắc rằng tại sao Evian lại tới dinh thự Maple này, một thủ thư là ma pháp sư cấp cao nhất Họ nghĩ rằng cô đến đây để đánh giá sự tiến bộ của thiếu gia hoặc để ủng hộ thiếu gia cho trận chiến kế vị, nhưng vẫn không chắc được, bởi vì Evian được cho thuộc bên trung lập. Lúc định gọi thiếu gia của mình, thì Evian ngăn lại bảo không cần thiết, sau đó đứng quan sát và nhận thấy vị thiếu gia trước mắt đang chạy bộ không giống với thất thiếu gia mà cô nghe từ lời đồn. Lúc này Hayra theo lệnh thiếu gia của mình trước đó lấy trong túi ra sô cô la mocha, tuy cô không nghĩ người như Hayra sẽ thích sô cô la, nhưng do thiếu gia của mình đã căn dặn như vậy nên cô chỉ đành làm theo trong lo sợ, vì khi tặng ai đó một món quà bạn phải để ý cấp bậc của họ. Nếu sô-cô-la được tặng cho một thủ thư như Evian, nó có thể được xem là một sự xúc phạm, nhưng Evian vẫn nhận lấy bình thường và bảo rằng không thể từ chối sự chân thành của Rasen. Sau đó cả ba người lại tiếp tục đứng quan sát Rasen luyện tập, nhưng hay ra đứng bên vẫn không ngừng nhìn liếc mắt sang Evian. Cô thắc mắc không biết Rasen đã nghĩ gì khi bảo cô tặng thanh sô-cô-la đó cho Evian, bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Ba ngày sau, Rasen nhận được thông báo bảo rằng cuốn sách sự đơn giản của ma pháp tu luyện năng được một cách dễ dàng đã được phân tích hoàn toàn nó sẽ được in sâu trong tâm trí của Rasen. Hắn đứng cười thầm, cuối cùng hắn cũng đã làm được, hắn đã thành thạo cuốn sách tu luyện năng lượng một cách dễ dàng. Bỗng nhiên Rasen cảm thấy không ổn, hắn liền đứng cho đảo không vững ngã quỵ xuống ôm ngực. Là do năng lượng của hắn ta đang cuồng bạo, nếu bây giờ hắn không điều khiển được nó, trái tim của hắn ta sẽ nổ tung, hắn sẽ chết mất, bây giờ hắn cần phải đọc bằng thành nhãn. Ở thế giới này hắn ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu như không thể khống chế được năng lượng và mai lượng mana của hắn vẫn đủ, chỉ cần tập trung một chút. Mai thay cuối cùng tu dưỡng mana sơ cấp đã được khắc vào tim hắn ta, cũng nhờ ảnh hưởng của tu dưỡng mana sơ cấp này mà những thiết lập chưa thể xem bây giờ đã khả dụng. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy vài thứ mới, những thiết lập của thế giới khác đã được mở ra. Bây giờ Rasen cũng đã có thể hiểu được tại sao hắn lại thấy kỳ lạ về những lý lẽ của Evian. Hắn thấy được thông tin nhân vật của Evian, cô tên thật là Lavian, là một ma pháp sư thuộc tính băng với tính cách lạnh lùng nhưng thuần khiết, thỉnh thoảng cũng rất hung dữ. Bỗng hắn thấy thêm dòng chữ sô cô la là tuyệt nhất, hắn ta không hiểu gì cả, bỗng hắn nhớ ra trước đó chỉ trong một chốc lát khi mà hắn ta đang trông con cho bạn của mình con trai của anh ấy đã vẽ nguyệt ngoạc lên quyển sách thiết lập và trong trang thông tin nhân vật Evian đã ghi la là tuyệt nhất đó là lý do tại sao Evian lại làm như vậy với RaSen cuối cùng hắn ta cũng hiểu được những hành động kỳ lạ của cô ta bỗng nhiên có giọng nói kéo RaSen về với thực tại hắn nhận ra căn phòng của mình đang cháy nhưng ngọn lửa này lại không nóng đang thắc mắc chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có bóng người đi tới nhìn RaSen cười lạnh lúc này thông tin nhân vật hiện ra cô ta chính là Persa Zomei, là một ma pháp sư với ba thuộc tính hỏa thổ thủy, là một người tính cách bạo ngược, mạnh mẽ và hung dữ. Rasen há hốc mồm bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của cô ta. Một pháp sư điên cuồng ba thuộc tính, cô ta nhìn Rasen cười và bảo rằng muốn cắt hắn ta ra thành từng mảnh, bởi vì cô ta không thể kiềm chế bản thân mình được nữa. Cô ta rất khinh thường những ai yếu ớt và đáng thương, sở thích của cô ta lại là cắt xén cơ thể, Rasen thấy thì dùng mình bởi sở thích biến thái này. Lúc này Persa lại hỏi Rasen rằng tại sao lại giả vờ tập trung vì quá sợ hãi nên Rasen định nói lời xin lỗi nhưng may dừng lại kịp suýt chút nữa là hắn ta toi đời bởi vì cô ta rất ghét những kẻ yếu ớt và đáng thương xin lỗi cái là sẽ bị cất mất tay hoặc chân hắn ta biết rằng Persa đang thử hắn hắn ta liền bảo bản thân mình không hề giả vờ đó là những gì mà Rasen tự nói bản thân nhưng mà hắn vẫn thấy hãi hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều chỉ có thể thử thôi nghĩ xong hắn liền cất lời nói tiếp bản thân rất nghi ngờ tư cách của Persa bởi vì hắn ta biết rằng điều cô ta nói làm hắn cảm thấy thứ mà cô muốn biết về hắn, chính là rốt cuộc hắn ta có mở lời xin lỗi hay không, vừa nói xong Persa vừa phá lên cười sảng khoái. Rasen tưởng rằng những lời nói của bản thân đã có tác dụng, cô liền bảo rằng thì ra tin đồn Rasen đã thay đổi là có thật, Rasen ngơ ngác chưa hiểu lắm, nhưng rất nhanh hắn liền cười lên và bảo rằng hắn ta chỉ là đang cố để lớn lên như bao người khác, tuy Persa cho rằng Rasen đã làm điều đó quá muộn, nhưng Rasen vẫn đắc ý rằng lúc cô nghĩ rằng điều đó là quá muộn nghĩa là cô có thể làm nhanh hơn bỗng lúc này Persa triệu hồi một con rắn lửa, nó há miệng vồ về phía Rasen. Còn Persa đứng bên thì chỉ cười và bảo là muộn thì có nghĩa là muộn rồi, vừa nói cô liền cho con rắn quấn quanh người, sau đó quấn lên đến cổ của Rasen. Nhưng thay vì sợ hãi la hét thì hắn ta trông rất bình tĩnh bảo rằng hắn ta biết bản thân sẽ không thể trở thành gia chủ, hắn tự biết vị trí của bản thân ở đâu. Nhưng hắn lại bảo rằng hắn có thể giúp đỡ cổ trong cuộc chiến giành ngôi vị, hắn ta vẫn còn giá trị để cô lợi dụng nhưng cô chỉ cười chửi Rasen là một tên rác rưởi thì có được giá trị gì để cô có thể lợi dụng nhưng Rasen kiên quyết bảo rằng tùy vào khả năng của người sử dụng hắn, bởi vì dù sao một người con chính trong gia tộc luôn có giá trị của mình. Persa lại thăm dò hỏi Rasen rằng hắn muốn trở thành giá trị sử dụng của ai. Mục đích của cô ta là muốn biết Rasen sẽ về phe ai trong cuộc tranh giành này. Hắn ta cũng chỉ trả lời rằng bản thân không biết nhiều về các anh chị của mình, nên hiện tại hắn cũng không biết ai có khả năng trở thành gia chủ. Đó là lời hắn nói ra để qua mặt Persa nhưng hắn ta biết rằng người sẽ thành công lên chức gia chủ và trở thành chủ mẫu tiếp theo là Evilia. Rasen lại nói đến điểm yếu của Persa, đó chính là đang rất e dè hai người chị lớn của bọn họ. Bỗng lúc này cô cho con rắn lửa đang quấn quanh Rasen thẻ lưỡi tiến lại sát mặt Rasen, lúc này hắn có thể cảm nhận được hơi nóng của lửa như đang bị thiêu sống vậy. Hắn liền bảo nghe nói cô ta là một người dễ thương, nhưng không ngờ cô lại làm thế với hắn ta. Hắn biết cô ta ghét nói dối và coi thường những định hót hơn cả khi nghe những sự thật khó chấp nhận và hắn bảo rằng không muốn cô nhớ hắn ta là một thằng em thảm hại. Hắn có thể nghe theo những lẽ phải, nhưng khuất phục trước sức mạnh thì không, nghe đến đây Persa liền thu hồi con rắn lửa. Trong lúc hắn đang vui mừng vì được tha mạng thì Persa đã ném một quả táo vào ngực hắn, ném mạnh làm cho hắn cảm giác như bị ăn nguyên trái bowling. linh. Hắn ta thật không ngờ mình lại bị đánh bằng một quả táo, lúc này bảng thông báo hiện lên bảo ma thuật chiến đấu của hắn bảo vệ trái tim khỏi mana cao cấp ma thuật chiến đấu ý chí kiên cường đã được khắc vào vòng tròn ma thuật hắn thật không ngờ rằng bản thân được khắc một ma thuật chiến đấu mới chỉ vì bị đánh bởi một quả táo posa đã bảo rasen ăn quả táo đó cô đã tìm thấy nó trên đường đi vừa nói xong cô liền biến mất lúc đang thắc mắc không hiểu sao cô ta lại tha cho mình thì nhiều thanh nhãn mới biết được đó là cactia một vật phẩm chân quý vật phẩm chứa nhiều năng lượng nó rất đắt đỏ và quý hiếm nó thật sự rất tuyệt để có được một cactia như thế này rasen chắc rằng nó chỉ có thể xuất hiện trên người con trai nhỏ tuổi nhất gia tộc dô trong tiểu thuyết, Cassin Sider được bao quanh bởi hào quang nhân vật chính nên các tia chả là cái gì cả, Rasen đoán rằng sẽ tốt hơn nếu không so sánh bản thân với anh ta. Bên phía Persa bây giờ cô vẫn đang cảm thán rằng không ngờ đứa con hoang của dinh thự Maple là như vậy. Cô cảm thấy Rasen là một thằng nhóc đáng yêu. Thật không tin rằng hắn ta thực sự có thể tạo ra vòng tròn ma thuật đầu tiên khi mới 9 tuổi. Nếu hắn ta thực sự luôn giả vờ làm một đứa con hoang ngu ngốc, thì đúng là một con rắn danh mãnh. Cô ta cần những kẻ danh mãnh như thế cho cuộc chiến chống lại hai người chị của cô. Cô cười thầm và đánh giá Rasen là một tên hèn nhát luôn luôn sợ hãi, nhưng lại luôn biết cách ẩn giấu, không có cơ hội trở thành gia chủ bởi vì tiềm năng có giới hạn, đó là một con tốt hữu dụng trong bàn cờ của cô. Vừa suy nghĩ cô vừa gõ tay lên mặt bàn, khiến cho nó nứt, sau đó vỡ ra làm đôi, đúng là một sức mạnh khủng khiếp, sau đó cô gọi thuộc hạ của mình, căn dặn rằng tiếp tục loan tin rằng Rasen là một đứa con hoang nên sẽ không một ai bắt hắn ta phải rời đi nữa và cô muốn nếu có thể hãy ngăn Rasen gặp những tên khác trong gia tộc. Ý của cô tức là những người anh chị của cô nhưng không được quá lộ liễu. Giờ cô ta tự hỏi rằng không biết Rasen có thật sự đã ăn các tia không. Cô muốn thuộc hạ của mình theo dõi Rasen và quan sát xem hắn ta có sử dụng các tia mà cô để lại hay không. Bởi thật là phiền nếu ai đó nói rằng cô đã giết chết hắn ta và cô cảm thấy sẽ thú vị hơn nếu hắn ta không ăn nó mà để lại với mục đích khác. Thật đúng là đần nếu như bỏ qua đồ ăn đã đem tới tận miệng và thế là cô sẽ có lý do chính đáng để xén đi một cái tay hoặc chân của Rasen vì sự mưu mô tính toán nó. Bên này, Rasen được thông báo rằng vì đã tiêu thụ quá liều có thể dẫn đến cái chết, trong lúc tiêu thụ cần đến sự giúp đỡ của một ma pháp sư có kinh nghiệm, một ma pháp sư hệ thủy, băng hoặc phong có thể giúp đỡ rất nhiều. Rasen ngồi suy ngẫm không biết lượng phù hợp là bằng bao nhiêu, nhưng hắn cũng thắc mắc tại sao Persa lại đưa cho hắn thứ này. Không lý lại để nói rằng hai người tương đương nhau, hắn nghĩ không thể có chuyện đó được, Tam tiểu thư không phải là người bình thường. Hắn chắc chắn rằng nó giống với tò mò hoặc chỉ đơn giản là vì cô ta thích thế, nhưng nếu hắn ta hấp thụ được thứ như này đúng cách và mạnh lên thì cô ta sẽ cố lợi dụng hắn ta, hắn bây giờ thật không biết cô ta sẽ giữ hắn lại hay quăng hắn qua một bên sau khi lợi dụng, nhưng nếu hắn không ăn thì cô ta sẽ chặt đứt ít nhất một tay hoặc một chân của hắn, nên hắn chỉ có thể phải ăn, nhưng hắn biết rằng bản thân cần sự giúp đỡ, bỗng hắn nhớ ra một ma pháp sư hệ thủy, băng hoặc phong có thể giúp đỡ rất nhiều, một ma pháp sư hệ băng mà hắn biết chỉ có Evian, hắn ta nghĩ nếu tìm được cô ta thì sẽ rất hữu ích, nhưng nếu cô ta thích lên rồi giết hắn thì sao? lý do của cô ta cũng rất thuyết phục. cô ta có thể nói hắn ta chết vì tiêu thụ quá nhiều, rằng cô ta đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm được gì hết và cuối cùng cô ta sẽ nhận được Katia. đó là trường hợp tồi tệ nhất. trong lúc vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì có người gõ cửa và thật bất ngờ khi người đến lại chính là Evian. dù sao RaSen cũng sẽ chẳng thể giấu nó đi đâu được. cô ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được mana mà Katia tỏa ra, nên RaSen vẫn quyết định để cô ta vào và phải nghĩ ra một kế hoạch mới. Rasen cũng bảo với Evian rằng hắn ta sẽ không cố giấu các tia đi vì hắn ta chắc chắn rằng Evian đã cảm nhận được rồi, bây giờ hắn ta muốn giao dịch với cô, bởi vì hắn ta không thể tự mình hấp thụ được thứ này và dĩ nhiên hắn rất cần đến sự giúp đỡ của cô, cô cũng từ chối khéo hắn rằng bởi lẽ cô là một thủ thư, nên cô cần giữ bản thân ở thế trung lập, cô sẽ không tham gia vào trận chiến tranh giành quyền kế vị của bất cứ ai dưới bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Rasen cũng nói rõ với cô rằng hắn ta không bảo cô tham gia vào trận chiến hắn chỉ muốn thăng tiến cao hơn dưới danh nghĩa một ma pháp sư mà thôi dưới danh nghĩa một người thừa kế sứ mệnh của phép thuật nghe đến đây thì evian lại không hiểu ý của rasen là gì nhắc đến sứ mệnh của phép thuật đó là tấm gương trong giới ma pháp sư ai đó đang tung ra những tin đồn sai sự thật một cách ác ý về rasen rasen lại tiếp tục nói bản thân mình dù sao cũng không hề có ý định sẽ trở thành gia chủ evian lại nghe nói rằng các thành viên của gia tộc dô mây cống hiến cả đời để trở thành gia chủ nhưng chuyện này lại không liên quan gì đến việc đó hết Rasen đơn giản chỉ là muốn gia tăng năng lực của bản thân mình mà thôi. Tuy nói đến như vậy nhưng Evian vẫn từ chối. Cho dù là như vậy đi chăng nữa thì cô ta cũng là một thủ thư, cô vẫn không thể can dự vào được. Cô mong anh yêu cầu các ma pháp sư ở nhà chính giúp đỡ. Nhưng Rasen lại không thể tin vào các ma pháp sư ở nhà chính được, bởi vì chắc chắn rằng họ đều đã bị các anh chị em của hắn ta mua chuộc rồi. Cuối cùng hắn ra lời cầu xin chân thành. Hắn ta bảo vì muốn bảo vệ người mẹ yếu đuối của hắn ta. Lúc này Evian bất ngờ vì lời nói này của Rasen cô nhớ lại bản thân mình lúc trước đã từng chứng kiến một người mẹ vì không trả thuế đã bị nắm tóc lôi đi làm gương người con trai của bà vì muốn cứu mẹ mình đã không ngừng kéo tay người quan binh đó ra vì thấy quá phiền phức nên tên quan binh đó rút kiếm gia định kết liễu luôn đứa bé nhưng lại không ngờ rằng người mẹ đã đứng ra chắn đỡ và đã bị giết chết những người xung quanh không ai giúp gì cũng chẳng có lời cảm thương nào chỉ thấy cái chết đó rất đáng Evian chứng kiến tất cả nên đã rất tức giận và dĩ nhiên cô đã gây hấn với các quan binh và cả đức vua của họ. Vậy mà bây giờ một thiếu chủ 9 tuổi, người đã bị theo dõi cả đời và người vợ lẽ vốn là người hầu kẻ đã bị gia tộc dùng bỏ con trai út của một gia tộc ma pháp sư danh giá phải giả vờ và hạ thấp bản thân mình khi nói muốn bảo vệ người mẹ của mình là hắn ta đang nói sự thật nhưng evian biết rằng đó là một điều rất bất khả thi những ứng cử viên kế vị mạnh hơn quá nhiều và cậu ta chỉ là một tên khốn với xuất thân hành kém hắn ta đang mơ một giấc mơ bất khả thi nhưng giấc mơ bất khả thi đó lại không sai chút nào giấc mơ không cần khả thi mới có thể là giấc mơ evian tin rằng quá trình theo đuổi nó chính là đang mơ Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ giúp Rasen và dặn hắn ta rằng bản thân cô giúp hắn không phải do hắn đã mời cô sô cô la. Sau một hồi giải thích về cách sử dụng các tia, Rasen cuối cùng cũng đã hiểu. Tổng kết lại, hắn ta sẽ đông cứng chỗ mana sẽ tuôn ra ngoài khi tiêu thụ các tia, sau đó Evian sẽ chậm chậm làm nó tan chảy. Như vậy trái tim hắn ta có thể hấp thụ được nó, cơ thể của Rasen có thể sẽ đông cứng lại dưới tác dụng phụ của việc này. Nếu hắn ta may mắn thì sẽ bình thường trở lại trong vài tháng. Còn nếu không may thì nó có thể tốn đến vài năm và nếu thật sự quá đen đủi thì thậm chí hắn ta còn có thể chết. Cô ta lại nói những điều này với vẻ mặt quá bình tĩnh, tuy nhiên Evian cũng là một ma pháp sư hệ băng khá có năng lực nên cô sẽ cố hết sức để chuyện đó không xảy ra. Rasen bây giờ đấu tranh tâm lý rằng bản thân có nên dừng việc tiêu thụ thứ này lại hay không, nhưng hắn cuối cùng vẫn chọn không, bởi vì thông thường, những tình huống như thế này có tỷ lệ thành công cao hơn, những nhân vật với tính cách như Evian rất quan tâm đến người khác. Cô ta đang giải thích với Rasen rằng chuyện này rất nguy hiểm, nhưng lại nghĩ nó như một loại sổ số, số với khả năng thắng cao, không có thứ gì gọi là đầu tư không rủi ro cả. Cuối cùng Rasen quyết định làm, tuy nhiên Evian cũng bảo rằng cô vẫn là một ma pháp sư và vì Rasen đã thuê cô nên hắn ta phải đền bù lợi ích có mặt của cô. Cũng không phải đền bù gì lớn, nhưng phải có vì nó chỉ là sự đền bù lợi ích cho sự có mặt của cô, nên cô muốn 24 thanh sô-cô-la. Bên này, Posa cũng nhận được tin rằng Rasen đã ăn các tia rồi và còn biết rằng hắn ta đã nhận được sự giúp đỡ của thủ thư Evian thuộc hạ của cô tin rằng Rasen đã nắm bắt được trái tim của Evian, tên thuộc hạ đó lại không thể điều tra được chi tiết vì hắn không thể đánh lừa được các giác quan của Evian. Posa cười thầm và không ngờ em trai út của cô lại có thể nắm trong tay lá bài chiến thắng như kiểu có thể làm lay động được trái tim của Evian. Các tia mà cô đưa cho Rasen là các tia chất lượng đặc biệt cao cấp, không có một ma pháp sư ở trình độ của Evian, Rasen chắc chắn đã chết vì ăn phải nó rồi. Cô ta cá rằng Rasen đã biết được rằng Evian chính là Lavian, cô ta cũng đã tin rằng Rasen đã thành công trong việc bắt đầu hấp thụ nó. Tên thuộc hạ của cô liền lên tiếng rằng tuy có một chuyện rất là lạ, đó chính là cơ thể của Rasen có vẻ quá cứng nhắc, ngay cả Evian, một ma pháp sư hệ băng, quá sốc, tiến độ của hắn ta hấp thụ thứ mana đã bị đóng băng thật khó tin và không chỉ vậy, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của hắn ta vẫn không hề bị thay đổi gì cả, hẳn điều đó có nghĩa là trái tim hắn mạnh đến mức nào vậy. Dù sao thì hắn ta cũng là một thành viên của gia tộc Zomei, lúc này Persa lại hỏi Sanjo, Thuộc hạ của cô rằng nghĩ Rasen sẽ mất bao lâu để hoàn toàn hấp thụ hết chỗ mana. Thông thường sẽ mất khoảng 3 năm nhưng cô cá Rasen có thể hoàn thành nó chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng tên thuộc hạ lại thấy rằng ở tiến độ hiện tại hắn cho rằng chỉ cần 3 tuần là hợp lý. Bên phía Rasen, cả đêm qua anh ta không ngủ được. Anh dậy thở hồn hển vì quá nóng. Rasen lại luyện tập bằng cách chạy bộ nhưng đã chạy suốt mấy tiếng đồng hồ liền nhưng hắn ta vẫn không cảm thấy mệt. Chạy từ lúc đêm khuya đến bây giờ đã sáng, cơ thể hắn ta hiện giờ quá cường tráng hắn có cảm giác như tim bản thân sắp nổ do quá tải mana vậy lúc này hampton cũng vừa mới tỉnh dậy rasen liền bảo cậu ta đưa mình đến vườn thác nước tới đây hắn leo lên dòng thác đang chảy xiết hắn cảm thấy như thế này được hơn chạy bộ rất nhiều bởi leo thác tốn nhiều năng lượng hơn so với chạy bộ chưa cảm thấy đủ đâu. rasen còn bảo hampton mang tạ trì đến cho hắn ta còn mang hẳn tạ 10 kg lúc này ma thuật chiến đấu của người mới ý chí sắt đá đang bảo vệ cơ thể của rasen hiện tại ma thuật chiến đấu cho người mới của hắn đã nâng cấp lên thành ý chí sắt đá cấp cao kỹ năng này đang bảo vệ cơ thể của hắn tốt hơn ma thuật chiến đấu cho người mới trọng dụng của hắn ta cũng nâng cấp lên thành trọng dụng cấp cao hắn cảm giác cơ thể đang dần nhẹ hơn và dĩ nhiên hắn bảo hampton nâng tạ của hắn lên 20 kg khiến cậu ta rất bất ngờ rasen luyện tập chăm chỉ suốt một tuần lúc này hắn ta đã tăng tạ lên đến 30 kg lại luyện tập chăm chỉ thêm một tuần nữa hắn lại tăng tạ lên đến 50 kg lúc này hampton cũng khuyên rasen cứ thế này thì sẽ không được đâu nhưng rasen vẫn cố chấp bảo ổn dạo này hắn ta không ngủ nhiều lắm nhưng lại rất sung sức Bên này, Posa cũng nhận được tin rằng có lẽ Rasen đã hấp thụ hết mana của Katia, thuộc hạ của cô cũng trầm trồ về sức mạnh của Rasen. Cô cũng biết được từ thuộc hạ rằng mấy hôm nay Rasen ngày nào cũng tay không trèo thác ở vườn thác nước, còn có sử dụng ma thuật chiến đấu. Posa cười và bảo rằng tuy ma thuật chiến đấu của Rasen phát triển nhanh và sớm nhưng cũng có những giới hạn nhất định. Cô cũng chỉ cần Rasen hoàn thành vai trò nhân vật phụ của mình mà thôi, lúc này tên thuộc hạ còn bảo rằng Rasen còn đeo theo tạ 50kg nữa. Cô bất ngờ vì nghĩ rằng bản thân mình nghe nhầm, từ 5 kg thành 50 kg, nhưng không, đúng là 50 kg và hắn ta còn có thể trèo lên thác cao 30 m trong chưa đầy 5 phút. Nghe đến đây Persa lại phá lên cười, vì nghĩ chắc hẳn Rasen phải quá tải năng lượng lắm, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nếu cứ thế này thì Rasen sẽ chết trong 3 tháng, cơ thể của hắn ta có quá nhiều mana, nếu không có sức mạnh đặc biệt bảo vệ cơ thể thì hắn ta sẽ nổ mà chết. Tên thuộc hạ của cô cũng bảo rằng nếu được cô giúp đỡ thì Rasen có thể sống sót nhưng cô lại không muốn, cô cho Rasen Katia là đã quá đủ rồi bây giờ cô chỉ muốn tiếp tục quan sát hắn nhưng cô căn dặn thuộc hạ rằng nếu như rasen sắp chết thì phải báo cô liền bởi vì cô phải bắt hắn ta khai ra cách dao động được thủ thư evian bên này rasen đang soi mình trong gương và cảm thán diện mạo mới của mình sau khi hấp thụ mana thì có vẻ hắn ta đã thay đổi rất nhiều lúc này anh đang cùng sohi mẹ của mình uống trà bà cảm thấy rằng rasen đang giảm cân quá nhanh nhưng hắn ta lại bảo bản thân chỉ giảm khi hắn tập thể dục mà thôi bà khuyên rằng tuy vẻ ngoài cũng quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng hơn nhiều Tuy Rasen đã bảo bản thân rất khỏe nhưng làm sao khiến bà bớt lo được. Sau khi uống trà, Sohi đã khen ra rằng trà cô pha càng ngày càng ngon. Cô cũng lịch sự cảm ơn bà, còn khen bà càng ngày càng xinh đẹp. Rasen ở cạnh cảm thấy ra thân thiện với mẹ hắn ta một cách kỳ lạ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Đó cũng là điều tốt thôi. Nhìn kỹ, thì bệnh của mẹ hắn ta đã đỡ hơn rất nhiều. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Năm nay là ngày 20 tháng 12, năm 218 theo lịch Hy thì ngày 24 tháng 12 sắp đến rồi. 24 tháng 12 là đêm Nation nghĩa là đêm trước khi ngôi sao sinh ra. Ngôi sao ở đây là người đã tập hợp các bán nhân loại và bộ lạc nguyên tố và tạo ra đế quốc nhân loại đầu tiên, quốc vương hypheon Theo mô tả của Rasen, Rudia sẽ đến cổng Tây vào ngày 24 tháng 12 tại Phaikin. Thiên địch của Pháp Sư, Huyết Sát Thủ, Pháp Sư Một Tay, người tên Rudia đó sẽ bị đuổi đến cổng Tây của gia tộc Zomei danh tiếng vào ngày 24 tháng 12 năm 218 sau khi chịu nhục nhã. Hắn ta không thể viết chi tiết mà chỉ viết là cô ta bị bắt bởi tam tiểu thư. Giờ Rasen hiểu vì sao Rudia mất tay rồi. Rudia đã mang hận gia tộc của Rasen và trở thành đồng đội nòng cốt của Kassin. Cô ta là một nhân vật có sức mạnh đặc biệt ở Phaikin. Kassin tạo ra hỏa ước rồi cùng Phaikin xông pha chiến trường. Rasen bây giờ lấy được chén thánh lửa Kassin từ Rudia thì ngon quá. Đang nằm suy nghĩ thì Rasen bỗng nhiên giật mình nhận ra đang có kẻ nào đó lén lút tàng hình ở trong phòng hắn ta. Khi dùng thanh nhãn thì biết được đó là cái bóng của tam tiểu thư. Rasen không biết từ khi nào đã bị theo dõi, nhưng hắn nghĩ bây giờ tốt nhất là nên tỏ ra không biết, nếu hắn ta không dùng thánh nhãn thì sẽ không thấy được cô ta. Thật may vì lúc nãy hắn ta đã kích hoạt thánh nhãn để luyện mana, vì Rasen đang sử dụng phương pháp luyện mana dễ dàng nên hắn không thể vô hiệu hóa thánh nhãn. Nếu hắn ta cố tình vô hiệu hóa thì sẽ bị quá tải mana, nên hắn cũng đành mặc kệ giả vờ đi ngủ. Hắn nghĩ một lát thì cô ta sẽ tự rời đi thôi. Tên đột nhập vào phòng Rasen nhìn liền bất ngờ, hắn không ngờ rằng Rasen có thể luyện mana khi ngủ. Luyện mana là một kỹ thuật rất khó, chỉ một chút dao động tâm trí thôi cũng có thể dẫn tới cái chết. Thế mà Rasen lại có thể ngủ trong lúc luyện, tên đột nhập không biết mình phải báo cáo như thế nào. Rasen chỉ biết phương pháp luyện tập cơ bản từ thư viện ánh sao và hắn ta đã coi nhẹ nó vì lượng năng lượng Rasen xuất ra, nhưng khi ngủ mà vẫn có thể còn luyện mana lại còn rất ổn định. Tên đột nhập dù đã lật qua lật lại cuốn nhập môn phân tích ma thuật và phương pháp luyện mana dễ dàng nhưng vẫn không thấy được Thuật luyện mana và không ngờ Rasen lại thành công hấp thụ mana từ Katia với sự giúp đỡ của Evian và còn cải thiện cơ thể nữa. Tên đột nhập cũng đã đoán Rasen đã dồn mana trong cơ thể vào tim, nhưng tim hắn ta lại không có vấn đề gì hết và còn quá khỏe mạnh nữa. Thật sự thì càng ngày mana của hắn ta lại càng ổn định hơn, hắn ta không tạo ra vòng phép thứ hai hay được cấy tia cường hóa cơ thể, sự bền bỉ của tim Rasen rất bất thường. Tên đột nhập định mai sẽ báo cáo lại chi tiết sau đó rời đi, lúc này Rasen cũng nhận ra tên đột nhập đã rời khỏi. Trong đêm Giáng sinh, Rasen đã gọi Hayra và Hampton đi với hắn đến cổng ngoài phía tây. Gia tộc Mây có tổng cộng 4 cổng tây. Cổng ngoài phía tây là cổng ở ngoài cùng xa nhất và hôm nay, Rudia, huyết sát thủ, thiên địch của ma pháp sư và pháp sư một tay, Rasen sẽ gặp cô ta. Trên đường đi, Hampton hỏi Rasen rằng có muốn tiện đường ghé thăm lục thiếu gia hay không. Cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều độc gây tê liệt, nhưng Rasen lại thẳng thừng từ chối khiến cậu ta hơi thất vọng. Khi Rasen vừa đến nơi, anh liền thấy Rudia đang chiến đấu với đám lính gác cổng cô ta là một ma pháp sư với thuộc tính chủ yếu là hỏa là một người đầu óc cực kỳ đơn giản tuy rasen đã nghĩ rằng rudia có một tính tình đơn giản hành động không suy tính nhưng cảnh trước hắn cũng quá ẩu rồi cô ấy không thể bộc phát khả năng kháng độc đúng lúc như vậy được nên rasen đã ra lệnh cho hampton phun độc gây tê liệt nhắm mục tiêu là rudia bằng mọi giá phải gây tê liệt được cô ta ngay lập tức hampton cũng nghe theo và phun độc vào cô ngay trước khi cô định theo dụi những kẻ đang đánh nhau với cô khiến cô nằm phịch xuống đất lúc này rasen liền chạy tới nhanh chóng dọn dẹp hiện trường bỗng hắn ta bị một bàn tay túm lại chất vấn hắn ta rốt cuộc là ai mà lại dám xen ngang vào đây còn bắt hắn ta xưng tên cho bọn chúng xem nhưng ra sen rất bình tĩnh trả lời rằng bản thân chỉ là người từ bên trong đi ra lại còn chê trách bọn họ như thế mà cũng dám tự nhận mình là lính gác cổng hắn còn bảo rằng những tên lính ở cổng ngoài phía tây chẳng đủ khả năng để được coi là pháp sư của gia tộc nhưng không ngờ kỹ năng lại quá tệ hại như thế này tuy nói là vậy nhưng ra biết được rằng không hẳn là do người gác cổng yếu mà do rudia thực sự quá mạnh thì đúng hơn khi Sen định sẽ mang Rudia đi nhưng tên gác cổng đã ngăn lại, bắt hắn ta phải xưng rõ danh tính ra, lúc này Hampton cũng lên tiếng, cậu ta giới thiệu rằng đây là một vị pháp trẻ tuổi tài hoa xuất chúng của gia tộc Zomei, là người kế thừa huyết thống của gia tộc, là người tiên phong có tầm nhìn đi trước thời đại, có bước tiến mạnh mẽ trên con đường ma pháp, là một nhà mạo hiểm thiên tài dám tự rong buồn cho chuyến thám hiểm của riêng mình, là thất thiếu gia, Rasen Zomei, cậu ta từng bốc thiếu gia của mình đến tận mây xanh. Nói xong, nhưng tên lính canh cổng lại không tin chửi bọn họ là những tên ngu ngốc, nói rằng bọn họ thậm chí còn chẳng biết mặt của thiếu gia Rasen Mây như thế nào. Bởi theo hắn nhớ thì thiếu gia Rasen không được đẹp trai như Rasen hiện tại, Rasen nghe xong liền không biết rốt cuộc là tên đó đang khen hay là đang sỉ nhục, dù gì hắn cũng chỉ gầy đi có một chút. Lúc này Rasen cũng thể hiện uy quyền hơn, hắn bảo tên của tên lính canh. Hắn chắc chắn sẽ nhớ rõ và hỏi tên lính canh rằng thực sự nghĩ sẽ có kẻ nào dám ngang nhiên bước từ dinh thự nhà dô mây và mạo danh thất thiếu ra sao. Tuy Rasen nói có vẻ rất có lý nhưng tên đó vẫn không thể tin được. Rasen cũng nói tiếp rằng mọi người đều biết thất thiếu gia là một con lợn xấu xí vô dụng, chẳng lẽ lại có kẻ dám mạo danh thất thiếu gia sao? Thật đúng là một tên lính gác ngu ngốc. Rasen bảo tên đó nếu như hắn vẫn cảm thấy Rasen không đáng tin thì cứ điều ai đó tới gia tộc để xác nhận. Tên lính gác lại bảo hắn sẽ làm vậy sau. Lúc này Rasen không còn cách nào đành phải ham dọa tên lính gác một khi hắn đã xác nhận được chính xác rằng Rasen thực sự là thất thiếu gia và hắn ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt vì dám ngạo mạn nghi ngờ Rasen hôm nay. Nghe đến đây cuối cùng tên lính gác cũng biết sợ mà quỳ xuống xin lỗi Rasen. Nhưng hắn ta vẫn còn một thắc mắc đó chính là tại sao Rasen lại cố đem cô gái đó đi. Bên phía Rasen cũng không nghĩ rằng tên này lại thắc mắc nhiều như vậy. Cũng không còn cách nào, hắn đành giả vờ bảo rằng do cô ta rất đẹp khiến cho mọi người xung quanh nghe mà bàng hoàng. Rudia bây giờ đã bị Rasen bắt và trói lại. Hiện tại Rasen thấy được thông báo rằng một biến cố đã xảy ra, nó có thể gây ảnh hưởng đến mức độ hợp lý của cốt truyện. Rasen liền bất ngờ, hắn ta không ngờ rằng thế giới này đã phân tích được sự thay đổi cực nhỏ mà hắn đã tạo ra. Bỗng nhiên Rudia tỉnh dậy, vừa tỉnh cô ta liền tuông một đống tiếng kêu gào. Tuy bị bịt miệng không biết cô ta đang nói gì nhưng Rasen lại cảm giác như cô ta có vẻ như đang chửi thề hay nguyền rủa gì đó. Thiết lập nhân vật của Rudia thực sự rất đơn giản, còn hơi ngờ nghịch. Rasen sẽ thử đối xử với cô ấy theo cách căn bản nhất hắn ta liền bảo nghe nói cha của cô bị ốm, hắn sẽ giúp cô. Hắn ta cũng bảo rằng vì mẹ của hắn cũng bị ốm nên hắn biết lý do tại sao cô đến đây để lấy sự đồng cảm. Hắn ta nhìn áo choàng và biểu tượng trang khuyết trên ngực trái thì hẳn cô ta là một pháp sư đến từ Hai Trên hết cô ta còn sử dụng thuộc tính hỏa và dĩ nhiên hắn chắc chắn cô là một hỏa điểu. Henton đứng bên cũng bất ngờ không biết sao thiếu gia của mình lại biết những điều này, vùng mà cô ta ở. Hai Ra là vùng đất nằm ở phía nam cạnh dãy núi Hỏa Long. Nghe nói trong vài năm trở lại đây nơi đó đã bùng phát dịch bệnh, Rasen bảo hắn ta biết cách giải khỏi căn bệnh đó. Hắn ta cũng biết cô ta đâm đầu tới thẳng gia tộc này chẳng với kế hoạch gì ngoài mục đích là cô ta biết bọn họ có phương pháp điều trị cho căn bệnh đó. Nghe đến đây Rudia không nhịn được mà muốn nói gì đó. Rasen cũng bảo hay ra tháo băng dính ra để nghe cô ta nói gì. Rudia hỏi lại có thật Rasen muốn giúp cô hay không, còn hỏi Rasen lý do vì sao lại giúp cô. Bởi vì cô nghe nói những người ở tầng lớp quý tộc như Rasen sẽ không bao giờ giúp đỡ ai miễn phí. Chính cha cô đã nói như vậy. Rasen cũng thắc mắc rằng vậy tại sao cô ta tới gia tộc của hắn trong khi biết rằng bọn họ sẽ không giúp cô miễn phí. Thì cô bảo sẽ cho bọn họ lý do thích đáng để giúp đỡ cô bởi vì trong số tài sản của cô có vài món đồ quý giá. Rasen lúc này cũng hiểu ra nó là chén thánh. Đó cũng là cơ hội mà Casin Sider đã nắm được trong cốt truyện gốc. Rasen cũng hạ quyết tâm sẽ chữa bệnh cho cha của cô. Nhưng hắn ta muốn cô trả một cái giá thật đắt. Tuy cô bảo cô không có tiền nhưng Rasen có thể cho cô trả sau hắn ta cũng hỏi lại cô có trả bằng bất cứ giá nào không thì cô đảm bảo, ngay cả những món đồ quý giá mà cô vừa nói lúc nãy cô cũng hứa sẽ đưa cho Rasen hết và dĩ nhiên quá đủ rồi. Rasen liền gọi Hampton đi thu thập một số loại thảo dược trên 10 năm và bảo đem phân phát tới vùng Ra Rasen bảo cậu ta đem luộc chín đống thảo được 10 năm tuổi đó bằng nước biển trong vòng 18 phút và nó sẽ trở thành thuốc chữa cho bệnh dịch ở vùng Ran. Nghe xong Hampton liền bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu ra nghe về phương pháp xử lý như vậy, còn hỏi Rasen có thể giải thích cho cậu ta hiểu được không. Nhưng Rasen chỉ lạnh lùng bảo đừng nghi ngờ hắn mà cứ làm theo đi. Lúc này Hampton cảm thấy Rasen rất ấn tượng, nhìn rất ngầu. Hắn tuân theo chỉ thị và đi làm theo lời Rasen phân phó. Lúc này Hayra cũng lên tiếng hỏi Rasen một câu bởi vì cô cũng tò mò tại sao thiếu gia của mình lại học được phương pháp chữa bệnh này. Bởi thành thực mà nói, dựa trên kiến thức thông thường mà cô biết thì cách này quá khó hiểu. Nhưng Rasen chỉ trả lời rằng bởi vì hắn là công tử gia tộc nhà Mayton mà không nói gì thêm. Hayra nghe xong cũng không hỏi nữa, nhưng sự tự tin đó làm cô thấy anh trông thực sự giống như gia chủ trong ký ức thời còn nhỏ. Lúc này Rasen cũng bảo sẽ thả Rudia ra, nhưng lại lỡ miệng gọi tên cô ta, bỗng cô ta phừng lửa lên. Bởi vì cô chưa hề nói cho Rasen biết tên cả mình, chất vấn Rasen làm sao lại biết được tên của cô ta, Rasen cũng nhận ra bản thân vừa có nước đi sai rồi. Nhưng hắn vẫn không hoảng loạn chút nào, chỉ bình tĩnh hỏi lại bản thân mình biết tên cô lạ lắm sao, lúc này Rasen đánh vào tâm lý của cô rằng cô đang trưng ra ác ý đối với ân nhân của mình. Lúc này cô cũng thấy mình sai mà tắt lửa, lại bảo cô đang coi sự ưu ái của hắn dành cho cô là rác rưởi khiến cô thấy sai mà lùi. Lúc này Rasen hỏi Rudia rằng cô đến đây để tìm thuốc cứu cha cô, bọn lính gác đã nói gì, thì cô trả lời rằng bọn chúng bảo cô rằng đây không phải là nơi mà người như cô có thể đến. Họ cười nhạo cô và nói rằng những kẻ sắp chết như cha cô chẳng có liên quan gì đến gia tộc dô mây cả và bảo ông ấy sẽ chết. Nói đến đây tay cô run rẩy, cô không tìm được những dòng nước mắt mà khóc òa lên bởi vì cô còn muốn ở với cha của mình nhưng bọn họ lại bảo rằng hãy để cha tôi đi chết đi cho rảnh nợ. Nghe đến đây Rasen trầm mặt xuống, hắn bảo hay ra thả Rudia đi. Sau khi được cởi trói cô liền hỏi Rasen là ai, là ai mà sao lại đối tốt với cô như vậy, thì Rasen cũng trả lời rằng Rasen dô mây. Nhưng bỗng cô chỉ tay vào Rasen là hỏi rằng anh chính là đứa con hoang thảm hại của gia tộc đó phải không khiến cho Hayra và Hampton đứng cạnh trợn tròn mắt. Rasen cũng cười gượng gạo và thắc mắc rằng bản thân được biết đến với cái tên đó sao, nhưng cô ta không chịu dừng. Còn bảo Rasen còn bị gọi là đồ rác rưởi nữa, nhưng cô lại nói thêm rằng cô lại không thấy Rasen là người như vậy, cười tươi và bảo Rasen là người tốt. Đột nhiên có thông báo rằng có một sự thay đổi ảnh hưởng tới cốt truyện đã xảy ra khiến Rasen bất ngờ, đồng minh của Kassin, huyết sát thủ và là một hỏa pháp sư tài năng. Rasen nghĩ rằng việc kết đồng minh với Rudia có phải là sự lựa chọn đúng đắn của hắn hay không, cuối cùng hắn quyết định cứ nắm bắt hiện tại tương lai hắn sẽ tính sau. Trở lại cung điện của Rasen, Hampton đang xách một bao tải lớn về, thì ra thứ cậu ta đang xách chính là số thảo được mà Rasen yêu cầu cậu ta bây giờ đang chuẩn bị khởi hành đến hai cậu ta sẽ phải đi đến đó trong khoảng 3 ngày trước khi đi hampton thắc mắc và hỏi rasen rằng tại sao hắn phải giúp rudia rasen chỉ trầm mặt sau đó trả lời rằng vì hắn cảm thấy rất đáng tiếc khi phải chết vì một thứ bệnh dịch có thể chữa được hắn còn bảo rằng nếu là cha của bọn họ thì cũng vậy thôi đối với hắn ta thì giúp đỡ một ai đó chẳng phải vấn đề gì to tát cả hampton cũng cảm ơn rasen vì bài học này rasen thắc mắc rằng bài học gì cơ cậu ta rất cảm kích vì bọn họ là một gia tộc lớn và Rasen làm cậu ta cảm thấy hiểu rằng không vì thế mà bỏ mặc những kẻ đáng thương tội nghiệp. Đó là điều mà một gia tộc lớn nên làm. Hampton cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng của đời cậu ta rồi. Hampton cũng cúi chào Rasen rồi lên đường khởi hành. Lúc này trong đầu Rasen thành thật ra mà nói thì mục đích của hắn chính là lấy được chén thánh, nhưng mà hắn thấy nói như vậy chắc sẽ ổn hơn. Hai ngày sau, song sảnh nhà Rasen bỗng vang lên giọng phụ nữ hỏi người hầu là tên đần nhặt được đồ chơi mới rồi hay sao. Người hầu xoay người nhìn và giật mình nhận ra đó chính là Persa, cô bảo rằng rất ngỡ ngàng về thứ đồ chơi mà đứa con hoang như Rasen nhặt về, bỗng cô nhìn sang thấy ai rất lạ, không biết cô ta giả vờ hay thật sự không nhận ra Rasen, còn bảo rằng trong lịch sử gia tộc nhà cô ta không có người đàn ông nào đẹp như thế này cả. Rasen cũng giới thiệu lại bản thân chính là Rasen Zomei, đứa em trai út của cô ta, cô cảm thấy rất thú vị và khá tò mò, cảm thấy có vẻ như Rasen còn đang ẩn giấu điều gì đó. Rasen cũng trả lời rằng bản thân chẳng giấu giếm điều gì cả, nhưng lại nghĩ trong đầu rằng ngoại trừ việc sự thật rằng hắn ta chính là người đã tạo ra thế giới này. Bỗng cô ta tiến đến gần Rasen, lấy tay chống cầm Rasen lên, sau đó bảo rằng hắn có biết rằng sao hắn lại dễ thương như thế này không. Còn bảo những chàng trai nên có một gương mặt đẹp, lúc này Rasen cảm giác như trái tim muốn đóng băng vậy, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó, thật khiến người khác khó thở. Bỗng nhiên ma pháp chiến đấu cho người mới ý chí kiên định đang bảo vệ hắn, hắn ta chợt nhận ra ma pháp chiến đấu của cô ta tự kích hoạt khi nhìn vào ánh mắt đó. Lúc này Persa cất tiếng hỏi Rasen làm thế nào mà hắn ta có thể trở thành như thế này chỉ vọn vẹn sau 3 tuần, còn bảo rằng khuôn mặt của hắn rất tốt, đã được cô ta thông qua, nếu hắn ta cứ lớn lên thế này thì chắc chắn cô ta sẽ yêu thương hắn ta lắm, vừa nói vừa xoa đầu Rasen. Bỗng hắn hất tay cô ta ra và bảo không cần như thế khiến cô ta hơi bất ngờ, bởi hắn biết cô ta lại đang kiểm tra hắn mà thôi, hắn bảo rằng bản thân mình muốn trở thành đối thủ của cô, hoặc là người trợ giúp, không phải trở thành kẻ được nuông chiều, điều này khiến Posa phải bật cười và bảo rằng Rasen thế này dễ thương hơn rất nhiều, lại bảo rằng quả tim của hắn chắc chắn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nếu nó bị móc ra ngoài khiến Rasen toát mồ hôi lạnh. Hắn lùi ra và bảo với cô rằng đừng có cợt nhở kiểu đó, cô cười lên, sau đó bảo rằng cô ta không đùa, dù sao thì cô cũng muốn xem thử món đồ chơi của hắn. Rasen đã rất bất ngờ, không lẽ cô biết Rudia đã ở đây, nhưng hắn không biết tại sao cô lại biết, cũng nghĩ rằng có thể vì cô ấy có tiềm năng với hỏa thuộc tính nên có thể biết được. Persa là một ma pháp sư thuộc tính hỏa đại tài, cô ta ắt hẳn cảm nhận được Rudia là hỏa nhân và chắc chắn sẽ không bỏ qua. Rasen quyết không thể để chuyện này xảy ra theo như trong nguyên tắc được, lúc này Rasen liền gằn giọng lên bảo cô ấy là đồ chơi của hắn, chính là đồ mà chính hắn đem về và bảo rằng hắn ta không có nghĩa vụ phải cho cô xem và cũng không có ý định đó. Persa liền đằng đằng sắc khí chất vấn Rasen dám thách thức cô sao? Bảo hắn hãy nhìn lại bản thân mình, hắn ta là ai mà dám chống đối lại cô? Đứa con hoang chả có gì ngoài sự ngu ngốc, Liên ngay lập tức Rasen nhận thông báo rằng ma pháp chiến đấu cho người mới, kỹ năng ý chí kiên định đang chống đỡ năng lượng có hại bên ngoài, lại thêm tu luyện ma pháp sơ cấp được hỗ trợ kích hoạt bởi Thành Nhãn. Lúc này Rasen cảm thấy mana của Posa như đang nghiền nát cơ thể của hắn, May thay cô ta đã dừng lại và bảo sẽ cho Rasen một cơ hội. Rasen thắc mắc cơ hội đó là gì, Posa liền hỏi hắn ta đang học ma pháp chiến đấu hay sao thì nhận được đáp án mà mình mong muốn là đúng, nhưng hắn chỉ đang dừng lại ở mức sơ cấp mà thôi. Posa bảo rằng sẽ chỉ dùng một ngón tay để tạo ma pháp chiến đấu loại ra tất cả các thuộc tính và chỉ dùng đơn thuần ma pháp chiến đấu. Lúc này Rasen bất ngờ hỏi lại rằng cô học ma pháp chiến đấu hay sao, nhưng cô học chỉ được một chút ít, cô đã đọc trong 5 phút trước khi đến đây. Rasen liền cười lên và tự tin bảo rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức để nghiền nát cô, chị gái của hắn, cũng vì sự lanh lợi đó mà Persa rất thích đứa em trai này. Chỉ thấy cô nhếch mép và đưa một ngón tay lên, một con rắn lửa từ ngón tay đó phóng ra, lao thẳng về phía Rasen. Ngay lúc này Thánh Nhãn đã giúp Rasen phát hiện ra được ảo ảnh ma pháp, tức khắc, Rasen đã đưa tay lên đấm vào con rắn lửa, khiến cho nó biến mất, điều này cũng khiến Persa cười thầm. Nghĩ bụng rằng Rasen đích thực đã trưởng thành kể từ lúc đó, lúc này cô liền lên tiếng thách thức Rasen, bảo rằng nếu hắn ta thắng thì cô sẽ không bao giờ dòng ngó đồ chơi của hắn nữa. Hắn ta bây giờ cần phải làm hết sức mình, bởi vì nếu Rudia rơi vào tay Persa, thì cô sẽ xén cô ấy ra thành từng mảnh. Rasen quyết tâm nhất định sẽ đánh bại được cô bằng mọi giá, Posa cũng không nghĩ rằng Rasen sẽ cố gắng giúp cô tiêu khiển đến thế này và lại Rasen còn chẳng phải thứ năm hay sáu tuổi gì cả, chẳng qua chỉ là một đứa tệ hại nhất mà cha bọn họ đã vứt bỏ mà thôi. Lúc này Rasen đã xông đến gần với Posa, chuẩn bị giáng một đòn vào cô, nhưng hắn ta vẫn còn rất chậm, lại bị tấn công ngược lại, nhưng may thay hắn đã đỡ được đòn, liền tránh xa cô ta ra. Posa nhìn chỉ cười lạnh, nghĩ thầm rằng thằng nhóc con đó còn chẳng né nổi đòn của cô. Hắn ta chỉ biết đâm đầu vào tấn công mà thôi, cho nên hắn ta mới học ma thuật phòng thủ trong chiến đấu. Thật là một lựa chọn đúng đắn. Lúc này Rasen nhận biết rằng trận đấu này càng kéo dài sẽ càng gây bất lợi cho hắn hơn, thực lực cách biệt quá lớn làm việc né đòn và phản công lại trở nên quá khó khăn với hắn ta. Bỗng nhiên kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng ý chí sắt đá cấp cao bảo vệ của hắn được kích hoạt, Sen giật mình nhan ra Kota chỉ dùng nhất chỉ mà đã khiến cho hắn bị xung chấn mana rồi. May lúc này phương pháp luyện mana dễ dàng bắt đầu kiểm soát vòng tuần hoàn mana, phương pháp luyện mana dễ dàng đã ổn định lại được xung chấn mana, đây cũng chính là cơ hội của Rasen, hắn chạy tới gần Pasa. Kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng trọng dụng cấp cao được kích hoạt, mục tiêu của hắn bây giờ chính là đùi phải của cô ta, nhắm trúng mục tiêu. Hắn ta chạy tới ôm lấy chân xa kéo cô ngã vật xuống đất, vì là tình huống bất ngờ không đoán trước được khiến cô ta ngã nhào. Kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng trọng dụng cấp cao lại tiếp tục được áp dụng, hắn giơ tay lên và giáng một đòn xuống mặt chị ta. Cứ tưởng nắm chắc phần thắng trong tay nhưng khi nhìn lại cô ta chẳng hề hấn gì, còn xương bàn tay của hắn như bị vỡ vụn hết cả. Hắn lên tiếng chất vấn việc cô đã sử dụng ma pháp phòng thủ. Cô cũng không chối cãi. Cô biết rằng hắn đã sớm đoán được cô sẽ bị bất ngờ nên đã lao vào cô ngay từ lúc đầu, Rasen cũng thừa nhận điều đó, vì đó là lựa chọn duy nhất của hắn rồi, cho nên hắn mới làm cô bị bất ngờ và túm vật cô xuống một cách vô lễ và khiếm nhã như vậy, nhưng dù gì giáp chiến ma thuật cũng luôn như thế này, đó cũng chính là lý do cô luôn ghét chiến đấu ma thuật, bởi vì nó rất thiếu thanh lịch, tuy có thể là nó không được đẹp đẽ gì cho lắm nhưng tốt xấu gì Pesa cũng bị Rasen đánh ngã, lúc này cô dùng ma thuật nhấc bổng Rasen lên không trung, rồi đánh mạnh hắn ta vào tường khiến hắn hộc máu ra. Tuy Rasen đã thắng cược, cô sẽ không để mắt đến đồ chơi của cậu nữa, tuy nhiên cô ta quyết định sẽ đổi sang thích thú với hắn ta nhiều hơn nữa. Đúng như lời san do thuộc hạ của cô đã từng nói, cơ thể của Rasen thực sự rất cứng cáp, bây giờ cô đã nhận thấy được điều đó. Dù chỉ là dùng một ngón tay đi chăng nữa, nhưng mà chưa đó cô lại dồn một lượng khá lớn năng lượng mang tính hủy diệt và không ngờ hắn lại có thể đỡ được bằng thân thể da thịt. Cô cảm thấy rất tò mò về độ cứng rắn của da thịt Rasen rồi, cô muốn xem nó đến cùng, tuy là giờ nó đang khá yếu, lúc này cô cũng hẹn ra sen gặp lại sau rồi biến mất nhưng persa vẫn không yên được bởi chuyện đáng chú ý nhất ở đây đó chính là ra sen có thể hấp thụ được mana của cô hắn ta hấp thụ có chú ý ma pháp sư đặc hệ hấp thụ đúng thực là có tồn tại nhưng hắn ta lại hơi khác so với trường hợp đó thế nên cô mới phóng đại hắn lên một chút khi mà cô dồn mana vào phép hồi phục hắn ta khả năng đã hấp thụ được nó một ít lúc này tên thuộc hạ của persa cũng nhắc nhở cô rằng nên trân trọng ra sen hơn một chút bởi vì hắn ta rất thú vị hắn cũng hỏi rằng có phải cô ta đã cho ra sen món quà mới mẻ gì nữa đúng không thì đúng thực là như vậy nhưng cái đó sẽ phá vỡ thứ trong cơ thể của ra sen nếu không biết cách nắm giữ thứ đó đúng cách bên này ra sen vẫn đang chật vật trong vũng máu hiện hắn đang ở tình trạng đặc biệt kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng tự tái tạo được khắc trên cơ thể hắn đã được kích hoạt lại là tình trạng đặc biệt khác mỗi lần pơ tới hắn ta đều có tình trạng như vậy đã khiến hắn tiêu tốn phần lớn mana kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng tự tái tạo và phương pháp luyện mana dễ dàng đã được cộng hưởng lại với nhau Tình trạng đặc biệt do cộng hưởng giữa ma thuật chiến đấu, luyện mana và một yếu tố ngoại lai, Rasen đang dần đỡ đau hơn một chút thì tới điều kiện cho tái cấu trúc đạt thành, hiện bây giờ chuẩn bị bắt đầu quá trình tái cấu trúc. Trong lúc Rasen vẫn chưa hiểu gì thì bỗng một cơn đau kéo đến khiến hắn ta đứng hình, tái cấu trúc cơ thể sẽ có kèm theo cơn đau đớn dữ dội. Hắn ngồi thụp xuống đất, hắn bây giờ phải cố giữ được ý thức tỉnh táo, cả cơ thể hắn dường như đang đồng loạt vỡ vụn và xương cốt thì tan thành bột mịn. Bỗng những dòng máu đen chảy ra từ tai, miệng và khóe mắt hắn hắn ta hét lên trong đau đớn vật vã kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng tự tái tạo tự động kích hoạt xương hắn bây giờ đang vụn ra và sau đó tự tổ hợp lại với tốc độ chóng mặt kỹ thuật ma thuật chiến đấu sơ đẳng ý chí sắt đá cấp cao đã tràn vào cơ thể đang tái cấu trúc phương pháp luyện mana dễ dàng đang kiểm soát chuỗi lệnh lúc này vì nghe thấy tiếng hét đau đớn của rasen thì Hera và rudia cũng xông vào và đứng hình trước cảnh hiện tại của rasen hắn quỳ dục đau đớn dưới mặt đất xung quanh thì toàn là sương mù hayra lập tức lấy khăn che miệng lại vì nghĩ rasen đang bị trúng độc nhưng cô liền nhận ra đó không phải độc, bởi độc tính không thể mạnh đến thế này được, cô nghĩ có thể là do tự cơ thể cậu chủ mình tự sản sinh ra lớp xương mù này. Lúc này Rasen đang cần lượng lớn mana cho việc tái cấu trúc cơ thể, mana của hắn đang bị rút cạn dần, nhưng hắn vẫn không biết được lượng mana đó rốt cuộc đi đâu hết. Cũng vì không đủ lượng mana nên quá trình tái cấu trúc sẽ bị gián đoạn, nếu trạng thái thiếu mana vẫn còn tiếp tục và lại việc gián đoạn tái cấu trúc sẽ gây ra tác dụng phụ siêu lớn. Hiện tại thì hắn ta không còn tí mana nào cả, bỗng nhiên có một dòng lửa bao quanh Rasen thì ra Julia đã thi triển ma pháp của mình. Tuy cô đang không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô vẫn giúp hắn. Lúc này Rasen cũng hấp thụ được một lượng mana tinh khiết, xích diễm, ngọn lửa mang năng lượng khổng lồ liên quan tới thiết lập tinh chế mà hắn ta tạo ra. Chắc chắn là Rudia chỉ muốn làm mọi thứ mà có thể giúp thôi, nhưng điều đó đã giúp ích cho hắn ta rất nhiều, hắn cũng rất biết ơn mà cảm ơn cô. Tài cấu trúc cơ thể của hắn cuối cùng cũng hoàn thành, một phân đoạn của tiểu thuyết liên quan tới cốt truyện chưa hoàn thành đã được khai mở. Bỗng nhiên Hai và Rudia cùng đồng loạt nhìn Rasen mà bất ngờ, không biết chuyện gì đã xảy ra vì đặc tính căn bản thiên cách ẩn giấu trong cơ thể của hắn ta đã được kích hoạt đã đạt điều kiện cơ bản của ma thuật chiến đấu cao cấp ra sen khỏe lại và đứng một cách hiên ngang ở đó hắn ta cũng thắc mắc về thiên cách đây là thuộc tính thể chất cao cấp nhất mà ra sen đã thiết lập chỉ dành riêng cho nhân vật chính thiên cách kết hợp với kiếm thánh sẽ tạo ra một thuộc tính tối thượng đó chính là thiên đế đây là thuộc tính thể chất ban đầu của nhân vật chính thậm chí cả thánh nhãn nữa hắn ta vẫn thắc mắc tại sao hắn lại có được những thuộc tính của nhân vật chính dù không biết làm sao nhưng trước mắt vẫn không làm cách nào biết được nên hắn ta cũng bỏ qua, liền sai hay ra đi lấy quần áo cho hắn thay và quyết định không được để lộ chuyện này cho ai biết cả. Bây giờ, Rudia đang rất mừng rỡ vì được Hayra thông báo rằng cha cô thực sự đã khỏe lên rồi, cũng đưa cô thư viết tay của ông ấy. Trong thư cha Rudia có viết dân làng đã khỏe hơn rất nhiều và nhờ vị thuốc bí mật của Rasen, dịch bệnh đã biến mất hoàn toàn. Đọc đến đây, Rudia bật khóc vì vui mừng. Cũng hứa với Rasen rằng nhất định sẽ đền ơn đáp nghĩa này, cảm giác của Rasen lúc này cũng không tồi, dù gì hắn ta bây giờ cũng chính là ân nhân của cô cô quyết định sẽ trở thành khế ước giả của hắn một khế ước giả của hòa ước đây chính là khế ước mà Cassin và Rudia đã ký kết ở hẻm núi Đại Noi Đàn Ti. Nói về hỏa ước, nó là một khế ước mà các hỏa nhân chỉ được ký kết một lần trong đời. Những người ký kết hỏa ước phải trung thành với khế ước cho đến hơi thở cuối cùng. Đối với hỏa nhân, đây được coi như một khế ước cuộc đời và nếu hắn ta ký hòa ước với Rudia ngay tại đây, ngay lúc này cốt truyện gốc sẽ thay đổi triệt để. Đồng minh mạnh mẽ của Cassin, huyết sát thủ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này nhưng nghĩ lại chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới hắn ta dù gì bây giờ hắn ta mới là người đang gặp nguy hiểm từ giờ đến năm 17 tuổi hắn ta phải thoát khỏi cái bóng casin cider sớm nhất có thể hắn ta cũng gần giọng giả vờ rằng nếu cô muốn vậy rudia cũng mỉm cười và đưa tay ra với lời thề rằng hỏa nhân rudia xin tuyên thệ một lời thề chọn đời trước ngọn lửa vĩnh hằng vừa thề vừa biến ra một bong bóng trông to lớn bao quanh hai người bọn họ ra nhìn rất ngỡ ngàng vì hỏa ước này Lúc này thánh nhãn của Rasen đang tự động mã hóa thông tin mới, đang hiển thị định giá thế giới, người ký kết hòa ước đạt được thẩm quyền đối với cơn thịnh nộ của cuồng nhân. Rasen cũng nhận ra trong tiểu thuyết đã cho Rudia bất ngờ hóa cuồng, nhưng cô ấy thực sự là một người rất đơn giản, nên một khi đã giận dữ, cho cô ấy trở thành cuồng nhân là một hướng rất hợp lý, nhưng người sử dụng thẩm quyền đối với cơn thịnh nộ của cuồng nhân cũng có thẩm quyền điều khiển nguồn mana của khế ước giả khi hóa cuồng, nhưng tác dụng phụ của đồng ước giả chính là cái chết. Rasen biết được liền không đồng ý ký với Rudia cô cũng bất ngờ không hiểu sao hắn ta lại không đồng ý khế ước, lại bảo khế ước này rất hữu ích. Cha của cô nói rằng nó rất tốt, nhưng Rasen vẫn không thấy vậy, hỏi cô rốt cuộc là tốt thế nào, thì cô nghịch mặt ra không biết tốt như thế nào. Chỉ biết là nó rất tốt, lúc này Rasen hét lớn bắt cô nhớ kỹ rằng nếu cô trở thành khế ước giả của hòa ước, cô sẽ phải hy sinh cả cuộc đời mình cho hắn ta. Nhưng dù hy sinh cô vẫn thấy đó là một điều tốt, Rasen thắc mắc tại sao nhưng cô chỉ bảo rằng vì nghe vậy rất ngầu, nhưng nếu cô ta hóa cuồng, Hắn ta sẽ không cản được và nếu hắn ta không cản được cô thì cô sẽ chết, đó chính là tác dụng phụ của khế ước giả, nhưng cô lại bảo rằng bọn họ sẵn sàng chết vì đồng ước giả, đó cũng là niềm vinh dự của hỏa nhân, bọn họ gọi đó là tuẫn đạo. Cô ấy nói điều đó một cách ngây thơ, thế mới đáng sợ, nhưng Rasen không muốn giết cô và hắn cũng không muốn chịu trách nhiệm cho cái chết của cô, nhưng cô lại cười một cách ngây thơ, còn đánh vào vai Rasen và bảo rằng không thể có chuyện đó được, nói Rasen đã lo lắng quá mức rồi, cô nhất định sẽ không chết. Hắn ta càng nói càng bị hố. Rasen vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô, bảo rằng bây giờ cô chỉ mới 9 tuổi thôi, cô còn quá nhỏ để trở thành khế ước giả, nhưng cô lại thấy tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng Rasen không phải là một hỏa nhân, cô cũng không thể áp đặt tín ngưỡng của hỏa nhân lên người hắn, cô cũng không biết áp đặt như vậy là tốt hay xấu, Rasen cũng cẩn thận giải thích với cô rằng cô cũng đâu có muốn bị ai áp đặt, nhưng cô lại hiểu ý Rasen rằng hắn ta không thích một người như cô trở thành khế ước giả, nhưng không phải là Rasen không thích, nhưng trách nhiệm đó quá to lớn với hắn và lại bọn họ cũng còn quá trẻ. Ai mà biết được sau này liệu bọn họ có thể thực hiện một điều thiêng liêng như hòa ước hay không? Sau một hồi khuyên giải, Rudia cũng chịu hiểu và quyết định sẽ chờ, hòa ước cũng đã bị hủy bỏ. Lúc này Rudia khen Rasen là một người tốt, tuy lời khen này hơi đột ngột, nhưng cha của cô đã nói vậy, việc ký kết hòa ước phải được tổ chức một cách long trọng, khế ước giả cũng phải được lựa chọn kỹ càng, cha cô cũng bảo rằng nếu cô ký khế ước, cô sẽ trở thành một công cụ hoàn hảo khiến Rasen cạn lời, nhưng ông cũng nói rằng nếu có người từ chối hòa ước với lý do chính đáng, đó chắc chắn là một người tốt, một người cực kỳ đáng tin tưởng và đừng bao giờ để người đó tuột khỏi lòng bàn tay. Rudia bây giờ đang đắm chìm trong hạnh phúc vì được Rasen cho ăn đồ ngon, chính là socola moka, cô rất biết ơn Rasen vì đã giúp cha cô, còn cho cô ăn đồ ngon như thế này, cô chắc chắn Rasen là một người tốt, lúc này hắn ta cũng lên tiếng nói đến lúc cô đưa đồ tốt cho hắn rồi. Cô cũng nhớ đến lời hứa của mình, Rasen chắc chắn trong đầu là chén thánh lửa, đó là thánh tích gần gũi với hỏa nhân nhất, nó được giấu trong dãy núi rồng ở gần Hyran dưới một ngôi mộ đá nhỏ mà chỉ có hỏa nhân mới có thể kích hoạt đó là nơi giấu chén thánh lửa trong chuyện lúc này rudia bảo rằng có vài thứ đồ tốt nhất nhà cô còn khen nó cực kỳ cực kỳ tốt rasen cũng hỏi xem đồ tốt đó tên là gì trong đầu lại suy nghĩ hối thúc cô nhanh nói ra đó chính là chén thánh lửa nhưng ai ngờ cô lại không biết tên chỉ nghe người ta nói rằng đó là một cái cốc tốt rasen cạn lời có vẻ như bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã thiết lập rudia với tính cách đơn giản quá rồi giờ thì rasen sử dụng thánh nhãn để nghiên cứu thêm về chén thánh lửa thì chén thánh lửa có thể tạo ra một loại nước có tên là hỏa thủy 100 năm một lần. Loại nước đó có năng lực thanh lọc, có thể thanh lọc và loại bỏ bất cứ thứ gì xâm lấn tâm trí và thân thể, tương đương với bị giữ lại, có được thứ đó, hắn ta sẽ không bao giờ bị trúng độc hay bị ảnh hưởng bởi phép thuật điều khiển tâm trí, ngay cả khi ăn phải đồ ăn hỏng cũng sẽ không bao giờ bị đau bụng. Một vật phẩm có thể giúp người ta sống một đời không bệnh tật, nhưng lại có tương đương bị giữ lại, Rasen không hiểu cái đó là có ý gì, nhưng hắn cũng không thèm để tâm nhiều cho lắm lúc này hắn cũng bảo Rudia lên đường đi cùng hắn. Hay ra cũng lên tiếng bảo có cần gọi hộ sứ không, Rasen cũng nhớ ra rằng mỗi khi ra ngoài. Dòng chính của gia tộc Dô Mây luôn đem theo một pháp sư hộ tống, được gọi là hộ sứ, ngay cả với Rasen, một đứa con út phế vật cũng không ngoại lệ. Bây giờ hắn không biết nên nói lý do muốn đến quê hương của Rudia, Hai là gì, hắn không biết liệu dòng chính sẽ làm gì nếu biết hắn đến đó chỉ để lấy một cái cốc tốt. Hắn không thể nói dối được, một pháp sư vòng phép cấp 7 luôn theo sát hắn ta 24 trên 7 dù có làm gì đi chăng nữa cũng không có cách nào giấu được quan trọng là mỗi hộ sứ đều phụ tá cho một trong những anh em của hắn ta cuộc chiến đoạt vị là cuộc chiến lôi léo nhân lực về phe mình nhiều nhất có thể và chắc chắn họ phải thuộc phe ai đó nhưng hắn ta thực sự không muốn từ bỏ chén thánh lửa và dĩ nhiên bây giờ hắn băn khoăn suy nghĩ liệu hắn nên liều mình đi lấy chén thánh hay nên từ bỏ nó đây sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định bên phái hộ sứ pháp sư japo là một người có ấn tượng xấu với rasen đang rất bất ngờ vì hắn ta lại chọn người này làm hộ sứ Nhớ lại lúc trước, hắn đã hét vào mặt Zabo rằng ông ta chỉ là một con chó canh cửa và hắn chính là chủ nhân của ông, bắt ông bỏ đi cái thái độ mà ông đối xử với hắn. Còn chửi ông là đồ thấp hèn, Rasen bây giờ rất đau đầu vì không hiểu sao chỉ mới 6 tuổi mà hắn đã như vậy rồi, rốt cuộc hắn làm cái quái gì không biết. Vệ sĩ của hắn khi ấy toàn là những đại pháp sư đạt phép thuật ít nhất là vòng tròn cấp 7, lúc này hay ra vào hỏi Rasen cô nên viết lý do như thế nào. Thì Rasen lại bảo rằng chỉ cần nói hắn ta ra ngoài chơi, ngoài kia có nhiều sô-cô-la ngon lắm, hay ra khó xử vì nói vậy làm sao mà được nhưng ai ngờ lá đơn đã được chấp thuận lúc này japo vệ sĩ của gia tộc jomei đang tiến vào cung điện của rasen vừa đến trước cửa thì thấy rasen đứng phía trên lầu chào ông một cách lịch sự ông cũng hỏi thăm rasen dạo này thế nào lại bảo rằng hắn ta dạo này thay đổi rất nhiều ông cũng hỏi rasen một câu chưa kịp hỏi thì rasen đã biết ông tính hỏi gì rồi chính là tò mò vì sao hắn ta lại chọn ông làm vệ sĩ đúng đó là điều ông thắc mắc bởi vì đối với rasen mà nói Ông chẳng khác gì một con chó gác cổng, Rasen lúc này rất khó xử, ai mà ngờ ông ta vẫn còn nhớ từng câu từng chữ như vậy. Quả nhiên sở hữu phép thuật vòng tròn cấp 7 đúng là có trí nhớ tốt hơn hẳn. Rasen cũng bảo rằng vì là chó giữ nhà nên hiển nhiên ông ta cũng phải bảo vệ cả chủ nhân của mình. Nghe xong ông liền tức giận mà trừng mắt nhìn Rasen, dù mạnh mồm vậy nhưng hắn đối mặt pháp sư cấp cao cũng rất là xoắn, nhưng trường hợp này dù có xin lỗi cũng không giải quyết được gì cả. Hắn cũng bảo ông chính là con chó trung thành nhất trong bầy chó kia, ít nhất là ông sẽ không bao giờ đâm sau lưng của hắn ông rất bất ngờ vì Rasen lại tin ông. Nhưng hắn lại phủ nhận điều đó, người mà hắn ta tin tưởng không phải là một kẻ tên Jabo, mà là một vệ sĩ tên Jabo. Hắn biết ông là một kẻ rất tham vọng, Jabo là một kẻ có rất nhiều hoài bão, chỉ cần có cùng chí hướng với hắn, hắn sẽ sẵn lòng đồng hành hết mình với người đó. Cho nên hắn rất là đáng tin, ban đầu hắn rất trung thành với tứ thiếu gia Seron, nhưng về sau lại đột ngột chuyển sang bắt tay với nhị tiểu thư Evelia. Jabo hiện tại rất thắc mắc tại sao lòng tham của hắn lại có thể khiến Rasen phải cân nhắc lựa chọn như vậy, cũng bởi vì hắn tin rằng một ngày nào đó ông sẽ có thể giúp đỡ cho hắn. Ông liền hỏi Rasen bằng cách nào, nhưng trong lòng vẫn cười thầm Rasen chỉ là một tên vô dụng, không có tí quyền lực nào mà thôi. Bỗng Rasen vạch mặt ông rằng dù ngoài mặt ông vẫn tỏ vẻ trung thành với anh trai thứ tư của hắn nhưng trong lòng ông vẫn muốn phò tá cho chị hai. Vì bị nói trúng tim đen nên ông ta giật mình, không biết làm sao mà Rasen có thể biết được điều này. Ông còn rảo biện bảo bản thân là một vệ sĩ. Ông không thể nguyện trung thành với bất kỳ ai cả, Rasen cũng biết ông sẽ nói như vậy nên đã đá xéo ông rằng vậy bản thân ông thắc mắc nhiều thế làm gì, bởi ông là vệ sĩ, mà đã là vệ sĩ thì cần gì phải có lý do gì đó để bảo vệ chủ nhân mình khiến ông cũng hết đường nói. Rasen cũng bảo rằng bản thân hắn đang ra lệnh cho ông với tư cách là một thành viên của tộc Zomei, ông phải bảo vệ hắn, ông cũng chỉ đành chấp nhận tuân lệnh theo. Tuy tuân lệnh theo là vậy, nhưng gia Bồ không khỏi thắc mắc tại sao lại như vậy, đó giờ Rasen chỉ là một tên ngốc thôi mà. Ông còn nghe đồn rằng hắn ta vừa ra tay với Lục thiếu gia hơn nữa còn tạo được vòng tròn phép thuật cấp một dù không được ai chỉ dạy cho ngạc nhiên hơn nữa đó không phải là một vòng tròn phép thuật cấp một bình thường ông cũng có thể cảm nhận được mana từ hai vòng tròn cấp hai gộp lại trong đó đến cả nhị tiểu thư evelia còn chưa thể khống chế nổi số mana đó trong vòng tròn phép thuật cấp một ông chắc chắn rằng rasen đang che giấu điều gì đó ông cần phải theo dõi hắn thêm một thời gian nữa trên đường đi rudia có vẻ rất vui vẻ cô vừa bước chân sáo vừa cười không ngớt miệng vì đang trên đường đi gặp cha mình đến quê hương của cô rasen đã rất bất ngờ bởi quê hương hai ran của cô nổi tiếng có hỏa nhân cũng nghe nói từng thống lĩnh lãnh thổ từ thời xa xưa nhưng từ khi phượng hoàng một loài chim vô cùng quyền năng xuất hiện chúng không phô trương thanh thế được như trước nữa nhưng bây giờ thì nhìn thế nào thì cũng thấy đây chỉ là một ngôi làng bình thường ở thôn quê lúc vừa đến cổng làng rudia đã hít một hơi thật sâu khiến rasen thấy rất kỳ lạ đang chưa kịp hiểu vì thì cô hét lên kêu ba mình thật lớn khiến rasen điếc cả tai hampton nghe tiếng cũng chạy đến vừa thở không ra hơi vừa xin lỗi rasen vì đã không nên đón hắn ta nhanh chóng Do anh ta không biết hắn sẽ đến, Rudia cũng hỏi anh ta cha mình đang ở đâu. Khi Hampton nói trong nhà cô liền chạy vào, anh gọi lại cô cũng không quay đầu. Bên cạnh, Jabo vẫn không yên được, hắn ta vẫn nhờ những lời mà Rasen đã nói về việc dù bản thân đang tỏ vẻ trung thành với anh trai thứ tư của hắn nhưng trong lòng vẫn muốn phò tá cho chị hai bởi hắn chưa bao giờ để lộ ra ý định của mình và dĩ nhiên Rasen đã biết hết mọi chuyện như vậy. Bên này, Rudia vừa thấy cha mình liền chạy tới ôm vào lòng, sau đó hai người cùng tới cuối người để cảm ơn Rasen vì đã giúp đỡ họ. Zappo nhìn Rudia với đầy hoài nghi, bởi ông không thể ngờ rằng một con bé mới chỉ 9 tuổi mà lại có nhiều mana như thế và cũng thắc mắc từ khi nào mà nam chính lại kết bạn với nó. Lúc này Rudia nói với cha mình là Rasen rất tốt, cô dẫn hắn ta về đây là để tặng quà, ba cô bé cũng đồng ý với điều đó, với ông có ơn thì phải trả. Zappo lại có thêm fan bất ngờ, bởi hắn không ngờ Rudia lại khen một tên xấu xa như Rasen này tốt bụng, lại còn trả ơn cho hắn. Rốt cuộc là ơn gì, giờ ông cũng mới để ý nhìn xung quanh, mọi người cười nhìn Rasen rất thân thiện, có vẻ hình như dân làng ở đây rất thích Rasen. Ông cực kỳ thắc mắc tại sao hắn ta lại được chào đón đến thế. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới, ông thấy rằng hắn ta có làm gì cũng chẳng quan trọng. Các vệ sĩ đều chưa biết đến chuyện này. Không biết hắn có làm gì sau lưng bọn họ không và nếu có là từ khi nào. Vô vàng câu hỏi vì sao trong đầu Jabo. Lúc này Rudia kéo Rasen đi, bảo muốn cho hắn xem thứ này. Tới nơi Jabo cảm thấy rất kỳ lạ vì thứ mà Rudia kéo họ đi xem chỉ là một ngôi mộ. Nhưng sau khi Rudia đọc một loạt các câu thần chú, thì các tảng đá trên ngôi mộ sáng lên, sau đó nhấc bổng ra ngoài. Lúc đó một chiếc cốc phát sáng hiện ra, Japo đã rất bất ngờ khi thấy chiếc cốc đó, bởi trong cốc rượu thánh đó có trộn hỏa năng, Rasen bảo ông là muốn ra ngoài ăn kẹo thôi, chẳng lẽ hắn ta nói dối, ông có thể cảm nhận được một năng lượng rất lạ từ chiếc cốc đó. Rasen cũng chăm chú nhìn vào chiếc cốc đó, nó chính là chén hỏa thánh, bỗng có một dòng thông báo hiện lên bảo rằng đã phát hiện được bối cảnh ở một thế giới khác. Còn thêm một thông báo rằng chỉ những ai có giao ước với hỏa nhân mới có thể uống được thuần hỏa thủy của chiếc cốc hỏa thánh. Những ai không giao kết với hỏa nhân một khi uống thuần hỏa thủy vào sẽ nôn mửa và đau bụng cho đến lúc chết. Rasen cũng chú ý đến câu thông báo cuối cùng và dĩ nhiên nếu muốn uống thứ này, hắn ta phải lập hỏa ước. Bỗng lại hiện thêm thông báo bảo rằng thuần hóa thủy trong cốc thánh đang bị oxy hóa dần do tác động của không khí bên ngoài. Càng để lâu thì thuần hóa thủy sẽ mất dần đi tác dụng. Rasen bất giờ và đang rất sốt ruột bởi cứ thế này thì thuần hóa thủy sẽ thành nước lã mất. Hắn bây giờ không thể đắn đo được nữa. Nhưng nếu hắn chấp nhận hỏa ước, hắn phải tự mình khống chế được Rudia đến cả Casin cũng khó không chế cô ấy. Hắn không biết rằng bản thân có thể làm được hay không, nhưng cơ hội này sẽ không quay lại nữa. Trong tình huống này hắn nghĩ tác giả Cha Sung Min đã làm gì, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn cũng đã mở lời lập hỏa ước với Rudia. Cô đã rất vui và còn hỏi lại hắn có thật không, Rasen cũng hối cô nhanh lên. Bởi bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, cô cũng chấp thuận, lúc này chén thánh hỏa cũng đang có những thay đổi. Bồ thấy được ánh sáng đã mất của chén thánh lửa đang dần ổn định trở lại, ra đây để chơi và ăn sô-cô-la như lời Rasen nói. Rapol đã nhìn rõ ra được lời nói dối chân chu này, tất cả những chuyện này đều đã được Rasen tính toán sẵn rồi, khi nhìn Rudia, ông thấy mana lửa của cô thật khác, đây là lần đầu tiên mà ông thấy được một mana lửa thuần khiết như thế, mạnh như hỏa ma thuật của Tam tiểu thư vậy, bây giờ ông cũng chắc chắn rồi, thông tin của Thất thiếu gia chắc chắn đã bị thay đổi. Bên này Rudia và Rasen đã lập hòa ước thành công và Rudia đã thề sẽ trở thành hỏa khế ước giả và câu chuyện đã có một số biến cố. Bỗng nhiên có một nguồn nhiệt kỳ lạ chảy trong người Rasen sau đó đã biến mất. Lúc này chén thánh hỏa đã trải qua khế ước thanh lọc, chén thánh hỏa đã được nâng cấp thành thuần khiết, hỏa thủy đã được nâng cấp thành thuần hỏa thủy, Rasen đã cầm nó lên và uống ngay lập tức, vị nó y hệt như nước thường vậy, nước có ga, sau khi uống thuần hỏa thủy, Rasen cần sức mạnh để điều khiển được sức nóng trong thuần hỏa thủy, phương pháp luyện mana dễ dàng đang bắt đầu điều khiển sức nóng của cơ thể hắn, sức nóng từ trong bụng của Rasen đang di chuyển từ từ đến tim, sau đó Rasen đã nhờ vệ sĩ japo bảo vệ an toàn cho hắn, sau đó ngồi xuống đất luyện mana. Ông cũng rất bất ngờ vì hắn ta thật sự sẽ luyện mana ở bên ngoài này sao, cũng không ngờ rằng Rasen lại tin tưởng ông đến thế, ngay lúc này chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của hắn ta, ông nghĩ hẳn hắn ta cũng phải biết điều đó. Ông cũng nhớ tới những gì Rasen đã từng nói, đó chính là hắn ta tin tưởng ông và dĩ nhiên ông cũng quyết tâm sẽ đáp lại bằng sự tin tưởng. Lúc này ma pháp chiến đấu tự tái tạo của Rasen đang hoạt động, đúng như Rasen nghĩ, nó không phải chỉ là nước thường được, sức nóng trong nó đang làm tổn thương tim của hắn ta lúc này phương pháp luyện mana dễ dàng của Rasen đã thành công điều khiển được thuần hỏa thủy, thuần hỏa thủy bây giờ đã được hấp thụ vào trong cơ thể. Bỗng tác dụng của thuần hỏa thủy vì giảm mana nên hiệu ứng hấp thu sẽ bị vô hiệu hóa, vì nó bỗng dưng dừng lại giữa chừng nên Rasen định lần sau sẽ thử lại. Lúc tỉnh lại thì thấy Judia đang ngủ gục bên cạnh mình, Japo vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ hắn, lại còn đốt lửa bên cạnh hắn để hắn không bị lạnh. Rasen cũng rất cảm kích nên đã cảm ơn ông vì đã bảo vệ hắn, ông cũng bảo không có việc gì, cũng bảo rằng Rasen đã đạt được sức mạnh mới rồi, hắn cũng chỉ bảo rằng không có gì to tát. Lúc này Jabo cũng thông báo với Rasen rằng đây là cửa vào khu vực núi rồng, có một luồng mana mạnh mẽ từ giữa sườn núi đang tiến về phía bọn họ mà không hề ẩn mình. Bên đó cho bọn họ biết đến sự hiện diện đó, Rasen hỏi Jabo có chắc chắn không, thì ông cũng trả lời bản thân chắc chắn, có vẻ như mana từ chén thánh lúc nãy đã thu hút bọn họ đến. Rasen nghĩ thầm trong bụng rằng chiếc chén thánh, nó mạnh tới mức đó thật sao, hắn ta không nghĩ là đến một pháp sư bảy vòng phép cũng nói nó mạnh, Rasen cũng hỏi Jabo rằng ông có nhận ra bên kia là ai không. Ông cũng đã cảm nhận được, theo nếu trực giác của ông đúng thì chúng chắc hẳn phải là bọn kiếm khách, ông có thể cảm nhận được năng lượng đặc trưng của chúng. Chúng đang tiến đến rất nhanh, bọn họ sẽ sớm phải đối mặt với bọn chúng, nhưng không xác định được bọn chúng có sắc khí hay không, nhưng chúng có tài nghệ rất cao. Rasen biết rằng trong thế giới này, kiếm khách và pháp sư đối đầu với nhau và không hòa thuận cho lắm. Hắn không chắc vì sao chúng lại xuất hiện nhưng không thể chạy đi được, bởi nếu hắn chạy đi thì sẽ bị cha mình giết chết trước khi sang 10 tuổi mất. Dù gì hiện giờ hắn đang có một pháp sư bảy vòng phép ở bên cạnh mà, nên hắn nghĩ cũng không cần thiết phải chạy đi, chờ chúng đến thôi xem sao. Sau một lúc, cuối cùng bọn chúng cũng đến được đây, lúc này thánh nhãn của Rasen đã được kích hoạt, Rasen đã bất giác giật mình, Rasen thật sự của thế giới này. Thiên tài trong thiên tài có vô số bàn tay vàng, Rasen siêu cường trong cuốn tiểu thuyết siêu cường kinh điển, con quái vật được cha sung min tạo ra, Kassin Sider, Rasen bất ngờ vì tại sao anh ta lại ở đây. Zappo cũng nhìn ra được, chiếc áo choàng có lam ưng khắc bên ngực trái, lại cùng tuổi với thất thiếu gia. Đây chính là nhị thiếu gia của gia tộc Cider, Casin Cider và hộ vệ của kiếm gia danh tiếng Cider và lại ba gia tộc danh tiếng có khả năng nhận ra lẫn nhau. Năng lực này có sẵn trong mana của họ và tương tự với cách các quái thú nhận ra nhau. Bỗng nhiên Casin tiến tới phía Rasen và Zappo, đột nhiên anh ta cúi đầu và bảo rằng bản thân mình tới đây sau khi cảm nhận được một luồng mana mạnh mẽ. Dù là một đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi nhưng anh ta trông rất lịch thiệp, anh ta và cả hộ vệ đều cảm nhận được một vụ nổ mana lửa, Rasen nghe xong cũng hơi bất ngờ. Bởi Zepo cũng nói thế, hắn ta không nghĩ nó lại mạnh đến như thế và thắc mắc sao bọn họ đều thế này. Cũng chỉ vì điều đó nên Kassin đã tới đây theo bản tính tò mò của mình. Bởi khi còn nhỏ, Kassin đã rất tò mò và sẽ giải đáp sự tò mò đó mỗi khi được khơi dậy. Đó cũng là lý do cậu ta phát triển được đến đẳng cấp đó. Rasen cũng hỏi lại anh ta rằng chắc hẳn anh cũng biết Rasen là ai. Anh ta cũng không chắc chắn, nhưng anh ta lại đoán được Rasen thuộc gia tộc Zomei. Vì nhìn hơi lớn hơn anh ta nên anh ta nghĩ rằng là lục thiếu gia, nhưng anh ta lại nghe nói lục thiếu gia học ma pháp hệ thủy. Nhưng anh ta lại không thể cảm nhận được chút nguyên tố thủy nào từ Rasen cả, liền hỏi lại Rasen có phải là ngũ thiếu gia hay không. Trong đầu Rasen bây giờ đang rất bối rối, bởi hắn không muốn liên quan chút nào đến Casin, hắn định để anh ta nhầm hắn là ngũ thiếu gia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối với hắn, nên hắn đã quyết định sẽ thay đổi kế hoạch, bảo anh ấy học ma pháp hệ thổ. Lúc này Casin đã ngơ ngác một lúc, mới chợt nhận ra Rasen là thất thiếu gia. Rasen cười bảo không lẽ bản thân rất khác lời đồn hay sao? Thì Casin bảo rằng rất là khác là khác hoàn toàn ngay cả nhưng tên hộ vệ đi cùng Casin cũng rất kinh ngạc nữa Rasen cũng cười bảo rằng bây giờ bọn họ xem như thành bạn rồi muốn bọn họ không cần khách sáo nữa Casin cũng bảo rằng bọn họ từ giờ sẽ nói chuyện thoải mái Rasen biết rằng Casin khi còn nhỏ đã có mọi thứ tình thương của cha mẹ sư phụ giỏi và giáo dục phù hợp để trở thành người cai trị trong tương lai nhưng anh ta lại thiếu một thứ Casin không bao giờ có bạn cùng tuổi gia đình không thể lấp đầy khoảng trống đó và Casin chưa từng có bạn nhưng cũng dễ hiểu thôi cũng chẳng có ai lại muốn làm bạn với Casin, thiếu gia của kiếm gia nổi tiếng, Rasen biết rằng chỉ người đặc biệt như Rudia mới có thể trở thành bạn đồng hành của Casin. Lúc này Rudia cũng tỉnh dậy và tới khoác lấy tay Rasen và hỏi Casin là bạn của Rasen hay sao, còn bảo thân cũng 9 tuổi, tự giới thiệu bản thân tên Rudia, còn khen Casin rất là đẹp trai khiến anh ta đỏ mặt quay đi, sau đó trả lời tên mình là Casin, Rudia vẫn không bỏ qua mà còn khen tiếp tên đẹp, mà mặt cũng đẹp khiến Casin rất ngại ngùng. Đành đánh chống lảng qua hỏi Rasen rằng anh ta rất tò mò về đợt sóng mana lúc này muốn Rasen giải thích một chút về điều đó. Khi nghe xong, Kassin đã rất ngưỡng mộ vì Rasen đã có được một cơ hội có một không hai như vậy, dù hắn ta đã tự tạo ra nó. Anh ta cũng tò mò hỏa mana đó có sức mạnh như thế nào, Rasen cũng trả lời cặn kẽ rằng nó có thể bảo vệ hắn ra khỏi các tác động bên ngoài, cũng như độc vậy. Bên này Zappo vẫn đang đứng ngồi không yên, bởi kiếm ra mạnh hơn bọn họ, nếu chúng muốn tấn công thì bọn họ không thể nào chiến thắng được, thế mà Rasen lại có thể vô tư nói chuyện với Kassin như vậy. Bên này, Rudia thấy thanh kiếm trên người Kassin thì rất tò mò và muốn cầm thử xem, anh ta lại thấy cô ấy thật thân thiện. Cũng không tệ như anh nghĩ, bên Rasen nghĩ rằng chắc sau vụ này sẽ không gặp mặt anh ta nữa đâu, nên hắn định sẽ để lại một ấn tượng thật tốt. Nên hắn ta đã gọi Kassin lại, vì đây là lần đầu tiên hắn ta gặp người của gia tộc Sider và bọn họ cũng cùng tuổi nữa, Kassin cũng là lần đầu gặp bạn cùng tuổi nên hai người đã bắt lấy tay nhau sau đó rasen bảo rằng bản thân đã từng nghe nói người từ kiếm ra đấu kiếm trước khi làm bạn thắc mắc rằng nó gọi là gì thì casin cũng bảo đó là võ đấu rasen lại mở lời với casin rằng có muốn thử với hắn ta không bởi hắn ta nghe nói bắt buộc phải làm thế trước khi trở thành bạn tuy nó cũng không cần thiết nhưng đó là điều nên làm vì rasen đang thách đấu với casin nên anh ta cũng đồng ý lúc này hai người liền hiểu và vào thế chuẩn bị chiến đấu dù gì đây cũng là cơ hội tốt để rasen có thể xem bản thân và casin đang tranh nhau như thế nào Zapo cũng đang rất cạn lời, trong tình huống như thế này rồi mà Rasen vẫn có thể thách Casin tham gia cuộc tỉ thí này. Tình huống mà cả hai bên hiện tại đều đang có hai người bảo hộ đi theo, những tình huống như thế này quả thật là không an toàn chút nào. Tuy vậy, không có nghĩa là ông không thể can thiệp vào được, bởi bất kể là gì thì thất thiếu chủ vẫn sẽ là đứa con trai mang dòng máu của gia tộc Zomei. Nếu thành viên chính của gia tộc mà muốn làm gì với một lý do chính đáng thì ông cũng không thể cản họ được. Chưa kể là bây giờ gia tộc của kẻ địch còn đang nhìn nữa, nếu làm gì đó không hay thì chắc chắn sẽ bị nói là sỉ nhục gia tộc Zhou Lúc này Casin hỏi Rasen rằng có luyện kiếm thuật hay không, nhưng Rasen chỉ có luyện ma thuật tấn công mà thôi. Tuy ma thuật tấn công rất là ít người học và không ngờ đó lại là sở trường của Rasen nhưng Rasen lại muốn Casin tham gia cuộc tỉ thí này. Anh cũng thắc mắc không lẽ Rasen không sợ những người trong gia tộc nhất định sẽ không thích. Bỗng Rasen hỏi Casin rằng anh ta không có bạn bè gì hết đúng không khiến anh ta đứng hình trong chốc lát ngay cả những người hộ vệ đi theo anh ta cũng sốc nặng đến Pồ cũng không giấu nổi sự mất bình tĩnh này không tin được rasen có thể hỏi câu đụng chạm như thế này nhưng may hắn cứu cánh bằng một câu bản thân cũng không có bạn bè cũng giống như anh ta cũng bởi vì trọng trách của bọn họ là tiếp nối gia tộc và đối với hắn ta việc kiếm được bạn có khi còn khó hơn cả casin bởi vì gia tộc hắn ta không cho phép hắn ta làm bạn với bất kỳ ai cả trừ khi đối phương cùng cấp độ với hắn sau đó hai gia tộc gặp nhau làm quen xong rồi hai đứa mới được gặp nhau với tư cách là bạn bè như như vậy thì không gọi là bạn bè được và đó cũng là lý do vì sao hắn ta không có bất kỳ một người bạn nào cả. Cũng hỏi Gia Xin rằng nếu là anh ta thì hắn nghĩ rằng gia tộc của anh sẽ cho phép anh làm quen bạn bè thôi và đó cũng là lý do hắn ta muốn Gia Xin tham chiến cuộc thi võ thuật này. Lúc này Thánh Nhãn hoạt động, Thánh Nhãn đã thông dịch tình trạng thế giới này, kiểm tra định giá để thiết lập cài đặt chính xác nhất. Đối với một kiếm gia lừng danh, cuộc thi võ thuật là một biểu tượng xác định niềm tin giữa hai bên. Vì biết điều này nên Rasen cũng bảo rằng sự tin tưởng và quan tâm giữa hai người bọn họ và nếu bọn họ không thể tin tưởng nhau thì sẽ rất dễ gây ra chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu. Jasin cũng đồng ý với lời nói của Rasen. Nếu người yếu hơn muốn tham chiến võ thuật với người mạnh hơn thì sẽ thể hiện sự tin tưởng nhiều hơn vì nó đòi hỏi sự can đảm để mở lời như thế. Có thể xem nó đồng nghĩa với câu tôi hoàn toàn tin tưởng ở bạn và Rasen biết chắc chắn rằng bản thân là kẻ yếu hơn và Jasin thì là người mạnh hơn rồi. Như Rasen đã nói với Kasin khi nãy, hắn ta sử dụng ma thuật chiến đấu nên cũng có thể xem như nó là một kỹ năng võ thuật, còn Casin dùng thánh thuật, sử dụng tay phải để chiến đấu, Casin sẽ chỉ sử dụng những kỹ năng kiếm thuật căn bản của gia tộc Sider. cũng vì Rasen đang đấu bằng tay không còn Casin thì dùng vũ khí, nên anh ta quyết định sẽ nhường cho Rasen chủ động tấn công trước ba chiêu, sau đó bày ra tư thế đứng chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả tư thế đứng của anh cũng trông rất gọn gàng, nhưng lúc này bỗng Rasen hỏi Casin rằng trước khi hai người bọn họ bắt đầu cuộc thi thì anh ta nghĩ ai sẽ thắng? Trong lúc Kassin đang phân vân không biết trả lời sao thì Rasen bảo rằng đương nhiên người thắng chính là Kassin, dù biết chắc chắn là vậy nhưng hắn ta vẫn thách thức anh. Đó là bởi vì hắn ta muốn làm bạn với anh và việc ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa, trong cuộc thi võ thuật thì cái đấy không quan trọng. Hắn ta không thách thức anh bởi vì hắn muốn thắng mà bởi vì hắn muốn làm bạn với anh. Đối với Rasen thì dù là bạn bè nhưng chuyện gì vẫn phải ra chuyện đấy. Nên hắn muốn Kassin lao vào hắn và không muốn anh nhường nhịn hắn gì cả. Nhưng Kassin lại không muốn làm Rasen bị thương. Rasen cũng biết điều đó nên hắn sẽ cố gắng hết sức có thể, nên hắn muốn Casin cũng phải cố gắng hết sức như hắn ta vậy. Vậy là chuẩn bị, thất thiếu chủ của gia tộc Zomei cùng với nhị thiếu chủ của gia tộc Cider đang bắt đầu cuộc thi võ thuật, mới vào trận Casin đã đâm kiếm về phía Rasen, nhưng may thay hắn né được do thuộc tính làm chậm của Rasen lúc này đã được kích hoạt, thật điên rồ khi Casin vừa mới hô tên kỹ năng thôi là thanh kiếm của anh ta đã lập tức lao về phía Rasen rồi. Ma thuật tấn công của người mới trọng dụng cấp cao đã được sử dụng, Rasen liền bật nhảy lên cao cũng nhờ vậy mà hắn lấy lại được thăng bằng. Nếu hắn ta chỉ nhảy bật ra như này thì hắn có thể thắng. Vừa nghĩ xong hắn liền nhảy về phía Casin chuẩn bị tung nắm đấm. Bỗng Casin lại tiếp tục dùng kỹ năng đâm kiếm. Cũng may lần này RaSen vẫn né được. Casin cực kỳ nhanh, cản không cho RaSen lại gần được. Bây giờ nếu hắn ta muốn tận dụng thuật tấn công hết sức có thể thì hắn ta phải lại gần Casin mới được. Nhưng anh ta cứ cố đẩy RaSen ra xa để giữ khoảng cách. Nếu hắn ta làm liều để tiến lại gần anh ta thì thế nào hắn cũng sẽ bị anh ta chém trúng. Tuy đứng xa nhưng hắn ta vẫn có thể bị đánh trúng vì anh ta cũng đánh tầm xa rất nhanh. Cuối cùng Rasen cũng có thể thấy được tận mắt sức mạnh thật sự của nhân vật chính, khi nãy thì hắn không dám mơ tới việc thắng được anh ta, nhưng mà bây giờ hắn lại thấy trông có vẻ khả thi hơn. Hắn có thể biết được hướng đi đòn tấn công của anh ta nhờ có thuộc tính của bản thân, một khi hắn ta đã biết được anh sẽ làm gì tiếp theo thì hắn sẽ có thể tiếp cận được anh ta. Lúc này Rasen tung ra kỹ năng hoành quyền, nhưng đây chỉ là động tác giả mà thôi, sau khi hắn tiến công thì thế nào Cassin cũng sẽ lại dùng đâm kiếm bỗng Rasen giật mình vì đây không phải động tác giả. Kassin đổi lại rồi, bởi vì không thấy Rasen né đòn nên anh ta đã chuyển sang đòn tấn công khác, Rasen không thể né được. Hắn ta chỉ có thể để anh ta chém mình thế thôi, bỗng ma thuật tấn công của người mới ý chí sắt đá của Rasen đã được sử dụng kịp thời. Hắn ta lấy tay lên đỡ đòn tấn công của Kassin, hắn ta cứ tưởng là bị chém chúng ở tay sẽ đỡ hơn ở người nhưng hắn đã lầm. Nhưng bị như này gây ra chấn động mana đối với hắn, lúc này Kassin cũng chĩa mũi kiếm về phía Rasen, hắn ta cũng biết điều và nhận thua. Zapo phía bên cũng ngỡ ngàng về trận đấu, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì không có ai bị thương nghiêm trọng cả. Casin cũng hỏi thăm về tình hình của Rasen. Hắn ta bảo rằng cảm giác như thể nó bị cột thép đâm vào vậy, cơ thể hắn dã rời hết cả rồi. Tuy đã lấy tay ra đỡ nhưng Casin lại bảo rằng Rasen rất biết cách đỡ đòn. Còn bảo rằng bản thân cảm thấy rất ấn tượng, mấy cái tia sáng đột nhiên phát ra làm cho anh rất bất ngờ. Rasen đứng bên cảm thấy rất kỳ lạ tia sáng đó là gì. Vừa nhìn qua lại nghĩ Rudia vừa lén lút làm gì đó, bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột, Hắn ta vẫn chưa kịp thấy bất kỳ chuyện gì đã xảy ra cả. Lúc này Casin cũng giới thiệu với Rasen rằng cây kiếm bản thân đang dùng chính là kiếm tạo tác, còn bảo rằng anh ta có thể dùng nó để cắt thép còn được khiến Rasen sốc ngang và không ngờ anh ta lại có thể dùng thứ đó để chém vào tay hắn. Đương nhiên là Casin cũng đã cố gắng kiểm soát sức mạnh xuống mức thấp nhất có thể rồi, nhưng anh ta vẫn rất ấn tượng bởi cái kỹ năng phòng thủ của Rasen, thật sự rất bất ngờ. Rasen cũng cảm ơn vì lời khen của Casin. Hắn ta biết trước bản thân mình sẽ thua rồi nhưng cũng không ngờ kỹ năng của bản thân hắn với Kassin lại chênh lệch nhiều đến mức này. Lúc này Kassin cũng đưa tay đỡ Rasen đứng dậy và bảo rằng có những người đấu với anh còn khổ hơn hắn nữa. Rasen cũng cảm thấy rất bình thường bởi nếu so với Kassin thì bọn họ yếu hơn rất nhiều đó là một điều bình thường. Bởi một người yếu hơn thì việc gặp khó khăn khi chiến đấu với người mạnh hơn là chuyện bình thường thôi. Nếu là Kassin thì Rasen tin chắc rằng anh ta sẽ thắng mà thôi. Kassin cũng cười rất vui vẻ và bảo rằng lần đầu tiên anh gặp một người như Rasen. Anh cảm thấy rất vui vì hôm nay đã được gặp Rasen, còn hẹn lần nào lại gặp nhau tiếp sau đó cùng những hộ vệ của mình biến mất đi. Bỗng có thông báo rằng chỉ cần một sự biến đổi nhỏ nào đó thôi cũng có thể làm sai lệch đi cốt truyện và những chuyện đáng lẽ ra nó phải xảy ra theo hướng khác. Rasen bất ngờ vì lại có một sự biến đổi khác nữa, bỗng nhiên Japo tới và hỏi Rasen rằng từ khi nào mà hắn ta đã học được ma thuật thuộc tính ánh sáng. Rasen cũng sốc ngang, có như vậy thật sao? Nhưng nói hắn mới nhớ lại lời lúc nãy của Casin, anh ta đã nói rằng mấy cái tia sáng đột nhiên phát ra làm anh rất bất ngờ lúc này Rasen cũng cảm giác được thứ gì đó, hắn ta cảm nhận được luồng nhiệt phát ra từ cơ thể, tuy luồng nhiệt không mạnh nhưng chắc chắn nó đang tuôn chảy trong người của hắn ta. Mana thấm nhuần với nhiệt, Mana đặc tính nhiệt, kiểm tra lại tình huống từ trước đó bằng thánh nhãn, hắn cũng thấy được những tia sáng mà Kasin đã nói. Mana thuộc tính hỏa hợp nhất với thuần hỏa thủy, Mana hai thuộc tính hợp nhất thành cồn với phương pháp luyện Mana dễ dàng của Rasen, cuối cùng Rasen cũng hiểu vì hắn ta chuyển hóa thuần thủy hỏa thay vì thủy hỏa tách bạch nên hắn mới có thể sử dụng mana có thuộc tính mặc dù dùng đặc tính trong ma thuật chiến đấu gần như là không thể. Những người có khả năng này đều là ma pháp sư cấp cao và đó chính là những con quái vật giống như Tam Tiểu Thư, chị ba của hắn vậy, kể cả như thế thì việc sử dụng này vẫn không quá hiệu quả. Zappo cũng hỏi Rasen rằng hắn ta làm kiểu gì được vậy thì Rasen lại trả lời rằng bản thân không biết, nhưng Bồ không tin, không có chuyện hắn ta không rõ được, chỉ là hắn ta không muốn tiết lộ cho ông. Muốn ông câm miệng mà thôi, ông cũng nghĩ rằng chuyến đi này khả năng là đã được Rasen bày tính cặn kẽ từ trước, ông nghi là cuộc gặp gỡ Kasin cũng nằm trong kế hoạch của Rasen. Không có một hộ sứ nào nhận thấy được, hẳn là có một quý nhân quyền lực hơn nhiều đã nhúng tay vào, người đó ít nhất thuộc tầm tam tiểu thư, ông phải hành động cẩn trọng hơn rồi. Nghĩ xong, ông liền dẫn Rasen tới nơi của gia tộc Zomei, nhưng lúc này Rudia lại ngăn lại. Bỗng cô trở nên kích động hơn, bảo rằng nếu Rasen không ngừng lại, cô sẽ thiêu dụi mọi thứ ở đây. Rasen không biết tại sao Rudia lại trở nên kích động như vậy, bỗng hắn nhớ ra chuyện đó, chính là chuyện hắn nói với Kasin lúc nãy là hắn không có bạn bè. Cô tức giận vì cô cứ ngỡ rằng bọn họ đã là bạn bè rồi, đó cũng chính là lý do cô ký hòa ước. Rasen lúc này mới nhận ra bạn bè thực sự rất quan trọng đối với một đứa nhóc 9 tuổi. Mai lúc này Rasen bảo rằng cô cũng là bạn của hắn, hắn ta mới kết bạn lại với cô, cũng nói lời xin lỗi với cô khiến cô bình tĩnh và vui vẻ trở lại. Bên này, những tên hộ vệ khi thấy Japo trở về thì lại tiếp tục nói xấu Rasen, nói Rasen là một tên khốn, hắn ta thực sự đi ra ngoài chỉ để ăn sô-cô-la thôi, cuộc sống thật hạnh phúc còn trách móc sao gia chủ nhà dô mây cứ để ra sen hành sự tự do theo ý mình như vậy có cả đống biện pháp để thủ tiêu hắn ta biến nó thành tai nạn là ổn rồi đến đây gia bồ cũng thắc mắc quá dị thường rồi tại sao gia chủ nhà dô mây lại để ra sen tiếp tục sống sót với hình phạt duy nhất là lưu đày ông chắc chắn rằng có điều gì đó mờ ám ở đây nhớ lại câu nói vạch trần ông của Rasen, ông nghĩ có khả năng là có thể lúc đó hắn ta không chỉ đang bị bộng mà thôi vào mùng 1 tháng riêng năm 219 vào lúc nửa đêm, trên bàn ăn đang toàn những sơn hào hải vị, thì ra Rasen đang cùng mẹ của mình thưởng thức bữa tối. Nhưng thánh nhãn của Rasen cứ hoạt động, bỗng Rasen lên tiếng hỏi mẹ ba mình là người ra sao, do trong ký ức của cha Sung Min. Rasen không có ký ức gì về cha cả, cậu ta chưa từng gặp ông ta một lần nào cả và dường như nhân vật Rasen cũng vô cùng sợ hãi người cha đó. Như thể ông ta đã cố ý xóa những đi ký ức đó, lúc này mẹ của Rasen cũng trả lời rằng ông ta là một người cô độc, bỗng thánh nhãn của Rasen lại được kích hoạt. Bảo rằng gia chủ của gia tộc Zomei de ra chỉ yêu nữ hầu Sohi, nói cách khác, Sohi là người phụ nữ duy nhất để cắt ra từng yêu, Rasen cũng bất ngờ. Ba của mình yêu mẹ sao, bỗng nhiên có tiếng vọng trong tai Rasen rằng gọi ta là kẻ cô độc sao khiến Rasen dùng mình, bỗng ở bên phía bức tường lóe lên một tia sáng. Trong tia sáng có một người đàn ông to cao lực lưỡng bước ra, với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hai mẹ con họ, Rasen bị sốc vì đó chính là đề cắt ra. Sohi cũng đứng lên và cúi chào một cách lễ phép, ông liền không đồng ý vì nói như vậy nghe rất xa cách, Rasen bây giờ cảm thấy rất nặng nề chỉ thêm sự hiện diện của một người mà đã làm áp lực trong gian phòng này tăng lên kinh khủng hắn thắc mắc tại sao mà một nhân loại lại phát ra được khí áp lớn đến như vậy hắn ta gần như không thể thở nổi cả người hắn kêu gào lên nguy hiểm chỉ vì nhìn vào ông ta mà thôi lúc này để cắt ra cũng lên tiếng hỏi rasen rằng ông đã nghe nói có chuyện không hay cho lắm xảy ra với anh trai của rasen hắn ta cũng không kiêng rè mà trả lời thành thật rằng nếu là chuyện về lục ca thì đó là sự thật bởi với tính cách đó hẳn là ông ta sẽ không quy trách nhiệm cho Ra Sen mới đúng và dĩ nhiên hắn thắc mắc tại sao ông lại hỏi vậy mà cũng chẳng muốn nghĩ nhiều dù gì ông ta cũng chỉ là một nhân vật hắn ta tạo ra trong phút cho thôi ông lại hỏi tiếp Ra Sen rằng tại sao hắn lại làm vậy hắn biết đây là bài thử của ông hắn sẽ nắm vững được tình hình thôi hắn trả lời rằng anh ta phạt hắn bằng nắm đấm hắn nghĩ là danh dự của ma pháp sư đã bị sỉ nhục anh ta phạt hắn sai cách thức còn hắn chỉ đang đáp trả anh ấy bằng cách đó và dĩ nhiên ý hắn là hắn không hề sai và hắn ta chỉ là muốn kết thúc trận đấu vô nghĩa đó càng nhanh càng tốt như một ma pháp sư mà thôi hắn nghĩ rằng bản thân đã không hề hành xử thái quá hắn không ra một đòn hiểm nào với danh nghĩa ma pháp sư cả hắn muốn làm cho lục ca của hắn coi trọng ma thuật chiến đấu lên ngang với võ thuật hắn không tin rằng nguyên do bọn họ phải quyết chiến chỉ đơn giản là vì lợi ích của huyết chiến giữa anh chị em với nhau hắn nói rằng bản thân nhận ra bọn họ không phải kẻ thù thực sự của nhau còn bảo rằng những gia tộc nổi danh về võ thuật như Granden, về kiếm thuật như Sider, khiến cho hai gia tộc này phải quỳ gối dưới chân bọn họ và liếm láp quanh quanh như loài chó và lúc nhúc như sâu bọ, đó mới nên là mục tiêu của bọn họ. Để cắt ra, liền cười lên sau những lời nói của Rasen, còn khen Rasen nói rất hay, Rasen còn bảo rằng Luca phải nên cảm ơn hắn mới đúng, vì hắn đã cho anh ta cơ hội thể nghiệm cách biệt lớn và nhờ vào đánh đấu với gia tộc võ thuật như bọn giỏi bọ kia, lúc này Để cắt ra, liền nhìn Rasen bằng một con mắt khác. Vốn dĩ ông chưa từng kỳ vọng vào đứa thứ sáu và bảy này, nhưng ông nhận ra rằng đứa thứ bảy này có vẻ tốt hơn là đứa thứ sáu rồi. Rasen còn tiếp tục hùng hồn bảo rằng nếu lục ca của hắn vẫn còn căm tức hắn vì chuyện đó và anh ta không xứng là một người trong gia tộc Zomei. mây. Tuy miệng mồm sắc bén vậy, nhưng hắn lại đang run rẩy, không biết bản thân nói như vậy đã đủ chưa, hắn không ngừng run rẩy được. Bỗng thánh nhãn lại đọc được rằng Sohi là người phụ nữ duy nhất để Katra yêu và để Katra hiện tại vẫn yêu Sohi. Thông tin về cốt truyện chưa hoàn thiện được mở ra. Lý do Rasenzo May sống được đến tận năm 17 tuổi là vì cậu ta là con của Sohi, đây chính là lý do hắn ta còn sống sót trong 17 năm nay. Giờ hắn nghĩ lại chuyện Rasen, kẻ khốn nạn nhất tồn tại tận 17 năm chả có nghĩa lý gì cả, tiểu thuyết hắn viết cũng không đề cập chi tiết. Nhưng Sohi sẽ chết sau vài năm trong nguyên tắc do lục hạt, cái chết của bà cũng đã phá đi thành lũy cuối cùng. Trong quá khứ, Dekasra Zo lưu đầy Sohi, người sinh ra Rasen, đến một ngôi làng biệt lập và không bao giờ đến thăm bà ấy, bởi vì hắn chỉ là một đứa con hoang hắn đã không đủ sức mạnh để bảo vệ mẹ mình, huống chi trở thành gia chủ. Hắn chỉ là một đứa con trai bất tài thậm chí không thể giúp gì cho ông ấy, đề cắt ra đã cố tình đối xử lạnh nhạt với Sohi và trục xuất bà ấy để chuẩn bị cho ngày đó. Để tình yêu đích thực của ông ấy không gặp bất lợi, bởi vì những người mẹ khác đã nhận ra tình yêu đích thực của ra đối với Sohi và dĩ nhiên kết luận rất đơn giản. Nếu hắn ta thực sự có thể sống đúng với cái tên của chính mình, nếu hắn ta đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ từ phía sau và cục diện sẽ thay đổi. Hắn biết ra cũng mong hắn ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hắn cũng bảo với ông rằng hắn nên làm hết sức giống như ông đã nói phép thuật chiến đấu là một kỹ thuật có giới hạn nó chỉ phát triển được đến mức đó ông cũng bảo rằng nó rất yếu hắn ta thậm chí còn chẳng thể gọi thứ đó là chiêu thức được nó giống như kiểu bán chiêu thức hơn tuy nhiên chỉ vì có giới hạn rõ ràng không có nghĩa là hắn nên ngồi yên mà không làm gì cho dù hắn có cố hết sức thì một thứ không xảy ra vẫn sẽ không xảy ra hắn cũng không nói rằng hắn sẽ trở thành gia chủ hắn không có đủ tầm cỡ để đạt được thứ đó tuy nhiên hắn có thể giúp đỡ người sẽ trở thành gia chủ Hắn nhấn mạnh rằng phép thuật của hắn có thể có giới hạn rõ ràng của nó, nhưng giới hạn của bản thân hắn lại không xác định được và hắn mong ông đừng quên rằng hắn ta vẫn được thừa kế dòng máu của ông. Hắn chắc chắn sẽ đứng thẳng, trèo lên và bảo vệ mẹ mình. Rasen nói xong khiến cho cả ra cùng với Sohi đều ngơ ngác về lời nói của mình. Và hôm sau, Rasen nhận được một bức thư bảo rằng hắn đến sảnh chính của nhà chính Ju mây hắn nhận ra đó chính là nét chữ của Dekaza, dù nó ngắn đến độ thậm chí chẳng thể được gọi là một bức thư. Truyền thống của gia tộc Ju bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 đã được lên lịch, sinh nhật lần thứ 10 là một truyền thống dành cho thành viên của gia tộc Rô Mây khi họ bước sang tuổi thứ 10. Cả gia tộc sẽ tập trung lại và tận hưởng một bữa tiệc đơn giản và điều quan trọng nhất là đó là nơi trận địa cường hóa cơ thể sẽ được thiết lập. Cường hóa cơ thể ma pháp sư khá khác so với cường hóa cấu trúc cơ thể thông thường, thay vào đó, nó là một phương pháp thu thập mana nguyên tố cho thuộc tính chính của ma pháp sư, với ở giữa là bóng tối, xung quanh là các nguyên tố khác. Lúc này Rasen đã ăn mặc chỉnh tề, hắn cảm thấy khá khác so với lần xuyên không đầu tiên của hắn không chỉ vẻ bề ngoài mà còn cả trạng thái tinh thần nữa. Hắn cũng chuẩn bị bước vào sảnh tiệc chính của nhà chính Du Mây, đây chính là địa điểm của bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của hắn, sảnh tiệc chính. Ở trong đây có một bàn ăn cỡ lớn, qua thánh nhãn hắn thấy được công hiệu của ma thuật giải phóng đã được yểm vĩnh viễn vào trong chiếc bàn này. Bọn họ tiêu xài thật sự xa hoa, Rasen hỏi hay ra rằng chỗ ngồi của hắn ta đâu thì được cô chỉ vị trí là đối diện với gia chủ. Hắn cũng biết được rằng mẹ của mình, Sohi không được mời, đúng như hắn nghĩ, bỗng có tiếng hét thất thanh, nhìn qua chính là lục thiếu gia hỏi rằng Rasen chính là Rasen hay sao, Rasen cũng khịa lại anh ta rằng chỗ bị hắn đánh đã ổn hơn chưa khiến cho anh ta rất tức giận, lại cảm thấy Rasen có gì đó rất khác trước, anh ta còn bực mình vì thấy Rasen cứ vênh mặt lên chỉ vì cái túi cắt anh ta từng dẫm đạp hàng ngày vừa vô tình văng lại và va vào anh. Rasen vẫn không tha cho anh mà tiếp tục khịa, bảo rằng không lẽ anh nghĩ bản thân mình thua chỉ vì mất cảnh giác thôi sao. Hắn bảo anh cứ thoải mái thách thức hắn bất kỳ lúc nào, còn bảo lần này sẽ đau hơn nữa, từ đó đến giờ kỹ năng của hắn đã cải thiện kha khá rồi. Anh ta liền tức giận bước qua Rasen và bảo sớm thôi, anh ta sẽ đạp hắn xuống, thay vì run rẩy sợ hãi mà anh ta thế này khiến Rasen cảm thấy thú vị hơn nhiều. Lúc này Tam tiểu thư cũng bước vào, chào Rasen rồi hỏi Rasen có thích chơi đùa với thứ đồ chơi lần trước cô mang đến cho hắn hay không, Rasen bảo rằng hắn ta rất thích, cô ta khá giỏi việc chơi đùa với lửa, đó cũng là lý do mà Tam tiểu thư muốn đưa thứ đồ chơi đó đi, thật không may, nhưng cá cược vẫn là cá cược, nghe đến đây Lục thiếu gia bất giác giật mình, chị ba mình cá cược với thứ rác rưởi như Sen hay sao? Không chỉ vậy, thứ ngu ngốc đó còn thắng cuộc cá cược đó nữa, thật không thể nào tin được. Lúc này một người bước vào khiến Rasen ngỡ ngàng, đó chính là đại pháp sư cuối cùng, Evelia Zomei, cũng chính là chị hai của Rasen, là gia chủ tiếp theo. Chị ta là một pháp sư vô cùng ấn tượng, dù có vẻ ngoài khiêm tốn nhưng nếu là cho danh dự của gia tộc thì chị ta là một nhân vật sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Giống như chị ba của hắn Persa, chị ta là ma pháp sư cấp 7, thuộc tính chính của chị ta là quang và thuộc tính phụ của chị ta là bóng tối, hơn nữa chị ta là một nhân vật đã bị nhân vật chính là Casin chém đầu, chớ trêu thay, nhân vật này chính là mối tình đầu của Casin, anh ta đã khóc hết nước mắt trước khi chém đầu cô. Lúc này Evelia cũng lên tiếng bảo Rasen thay đổi nhiều quá, hắn ta cũng coi đó là một lời khen, hắn ta điên mất. Giờ hắn nhìn thấy cả Persa và Evelia thì hắn đã hoàn toàn chắc chắn rồi, chỉ tập trung nửa vời toàn người của mình thì vẫn chưa đủ. Ngay cả khi hắn vắt kiệt tất cả những gì bản thân có để leo lên cao nhất có thể thì thậm chí còn chẳng chắc bản thân có thể đạt được vị trí lưng chừng, hắn đã quá ngạo mạn rồi. Lúc này Đề và ba người vợ của ông ta, bên cạnh đó còn có người con cả mất tích, người con thứ sáu, tổng cộng có 10 người tập trung lại ở nơi này. Đề cũng lên tiếng chúc mừng đứa con út đã lên 10 tuổi. Sau đó mọi người cũng đồng thanh chúc mừng khiến Rasen rất áp lực. Bỗng Evelia đứng lên bảo rằng cô theo lệnh cha đã quay trở về sau khi giết chết lũ Bangro độc ác ngoi lên từ dòng suối của hỗn loạn và bóng tối. Bởi cuộc họp này không chỉ đơn giản là một buổi tiệc uống ít trà rồi kết thúc, mà là một lần tập trung để cho các anh chị em của hắn có thể thể hiện những gì họ đã làm được. Tiếp đó là đến người con cả cũng đứng lên bảo rằng anh ta đã bắt được chiêu hồn sư phương Bắc là Karen và phong ấn cô ta vào trong quan tài ác quỷ. Bọn họ cũng đã đổ sát hơn 20 chiêu hồn sư dưới trướng Karen. Khi đề cắt ra hỏi còn thiệt hại bên gia tộc thì sao, thì anh ta bảo rằng anh chính là người duy nhất xuất hiện để khuất phục lũ chiêu hồn sư. Lúc này Persa cũng đứng lên và bảo rằng cô đã mang được đôi cánh của Sylvia, thứ đã được nuôi dưỡng trong ngôi đền bỏ hoang trở về khiến Rasen há hốc mồm. Thì ra Persa đã trộm thánh vật đôi cánh của Sylvia, thứ đang canh gác trong ngôi đền bị bỏ hoang. Đôi cánh của Sylvia là một thánh vật có thể gia tăng khủng khiếp phong thần hóa của ma pháp sư có thuộc tính hệ phong, 30 linh mục. Bảy nhà sư và 17 thánh hiệp sĩ bảo vệ đôi cánh của Sylvia đã bị đồ sát, đề cắt ra bảo có vẻ như bọn họ đã lấy ngôi đền ra làm ví dụ rồi. Sau đó hỏi phản ứng của thánh quốc như thế nào thì được trả lời là vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào, cô nghĩ sẽ có tuyên bố chính thức sớm thôi. Ông cũng biết rằng điều quá đáng nhất mà lũ người đó có thể yêu cầu đòi hỏi chỉ là yêu cầu được xin lỗi mà thôi, nên cứ kệ chúng đi đó là một bước đi đầy quyền lực thể hiện sự tự tin đến tột độ một người đến từ thánh quốc đã xúc phạm một thành viên của gia tộc Zomei, vì vậy để cắt ra mới trả đũa suy cho cùng họ sẽ không bao giờ tuyên bố chiến tranh chống lại gia tộc Zomei cả bỗng có người gõ cửa người bước vào trên cây cầm móng vuốt của đề cắt ra sen can đó chính là những cuộn giấy gồm 7 quyển đem tới trước mặt ra sen đề cắt ra bảo ra sen chọn đi những cuộn ma thuật này dành riêng cho việc bày trận cường hóa cơ thể được đề cắt ra lo liệu lúc này ra sen kích hoạt thánh nhãn thì thấy bước sóng mana tràn ra từ bảy cuộn giấy đang tụ lại với nhau và tạo thành một cuộn giấy duy nhất, Rasen cũng không ngần ngại mà chọn cuốn đó, khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ vì lựa chọn ngay lập tức, Rasen đã chọn thuộc tính siêu việt. Mọi người im lặng trong giây lát, bỗng để cắt ra cũng hỏi Evelia rằng cô có nói với Rasen về chuyện này trước chưa thì lại nhận được lời phủ nhận. Sau đó các anh chị em cũng trả lời bản thân cũng không nói gì cả, nhưng ông vẫn không thể tin được rằng một đứa trẻ 10 tuổi đang tự mình phân tích bước sóng mana, thậm chí ngay cả Evelia cũng không thể làm chuyện này khi mới 10 tuổi. Cô cũng bảo rằng có thể Rasen có mắt nhìn tốt hơn cô khi ấy, Posa bên cạnh cảm thấy rất thú vị. Cô không nghĩ rằng Rasen có thể làm được việc này, Evelia cũng cảm thấy rằng có vẻ Rasen có khiếu với ma thuật chiến đấu. Tỷ lệ phát triển của ma thuật chiến đấu tăng rất nhanh ở thời kỳ đầu, đó cũng chính là lý do tại sao Rasen có thể làm việc đó khi chỉ mới 10 tuổi. Đó là kết luận mà bọn họ có thể đưa ra ngay lúc này không ai trong bọn họ học ma thuật chiến đấu vào độ tuổi ấy. Ông bảo mang tới cho ông cuốn sách của thuộc tính siêu việt, Rasen cũng nghe theo và đem tới các thành viên của gia đình Dô Mây được nhận 7 cuốn sách trong nghi lễ 10 năm của họ. Những người có liên quan sẽ chọn một trong 7 cuốn sách đó và nhận ma thuật tăng cường cơ thể được viết trong đó. Màu đỏ là thuộc tính lửa, màu xanh là thuộc tính nước, màu bạc là thuộc tính thép, màu nâu là thuộc tính đất, màu vàng là thuộc tính sấm sét, màu đen là thuộc tính bóng tối, màu trắng là thuộc tính ánh sáng. Kết hợp 7 thuộc tính này bằng một phương pháp thích hợp thì sẽ có được thuộc tính hệ thống nguyên tố, sau đó sẽ xuất hiện thuộc tính siêu việt cho phép một người điều khiển cả 7 nguyên tố, chỉ là một sự kết hợp của chúng sở hữu tất cả trong một thứ thông thường không bao giờ tốt, nhưng Rasen vẫn tin với quyết định của mình. Đề cắt ra cũng không ngờ rằng Rasen lại chọn nó, Rasen cũng xem đó là một lời khen, bên này lục thiếu ra rất bất ngờ vì thái độ của cha mình là như thế nào. Tự hỏi rằng Rasen không có khái niệm sợ hãi hay sao, đáng ra hắn nên phải ngậm miệng lại đi mới đúng chứ. Lúc này Evelia sẽ chịu trách nhiệm tiến hành ma thuật tăng cường cơ thể, nhưng Rasen được phép thuyết phục cha của mình sẽ làm điều đó. Nhưng nếu ông làm thì 99% hắn ta sẽ mất mạng, nhưng nếu hắn ta muốn thì ông cũng sẽ làm. Rasen không hiểu chuyện gì, vì do hắn chưa được giải thích chuyện này, có khả năng 99% hắn ta sẽ chết. Nên hỏi lại rằng Evelia làm thì sẽ khác như thế nào, để cắt ra liền trả lời rằng khi đó khả năng sống sót của Rasen sẽ là 50%. Mana của hắn bé không giữ tợn như của ông, Rasen suy nghĩ liệu bản thân đã ngốc nghếch khi chọn cuốn sách ma thuật siêu Việt hay sao. Nhưng không, bây giờ hắn ta không nên hối hận, hắn sẽ làm được. Hắn phải vượt qua, cũng nhờ Evelia, mọi chuyện hắn trông chờ vào cô. Cô liền hỏi hắn rằng có tin cô không, Hắn trả lời rằng bản thân hắn tin cô với tư cách là một ma pháp sư, nhưng cha của bọn họ đã quá tự tin rồi, theo ý của cô thì mức độ thành công sẽ thấp hơn. Vì thuộc tính siêu việt cần mana mạnh và tàn phá, ma thuật gia tăng cơ thể để tiến hành cũng tàn phá như thế, cô cũng nghĩ rằng khả năng sống sót của Rasen là khoảng cao nhất là 50%. Nếu cô có cố gắng hết sức thì vẫn là 50%. Rasen liền hỏi lại cô rằng cô có nghĩ rằng hắn nên chọn cuốn sách thuộc tính khác không, nhưng cô chỉ trả lời rằng những kẻ bước đi trên con đường pháp thuật không ép buộc ý kiến của họ lên trên kẻ khác nhưng cô mong Rasen sẽ thật mạnh mẽ nên Rasen quyết định vẫn sẽ chọn nó. Evelia liền bảo Rasen cởi quần áo ra, cởi tất cả trừ quần lót, khi hắn ta mở ra liền lộ ra thân mình bắt mắt, với cơ bụng sáu múi cùng cơ bắp ngồn ngụn khiến Persa phải bất giác mỉm cười. Cô nhìn thân hình đó thì không kẻ nào lại nghĩ nó lại thuộc về một đứa nhóc 10 tuổi được và lại cơ thể đó một tháng trước không như vậy. Cô cũng tự hỏi tại sao Rasen có thể nhìn thấu cuộn sách thuộc tính siêu việt đó, với cơ thể cuồn cuộn đó là sao? Rốt cuộc Rasen còn đang giấu việc gì nữa, Cô liền lên tiếng trêu gẹo Rasen rằng cơ thể và gương mặt đẹp đó nếu đem đi trang trí sẽ rất đẹp khiến Rasen nổi hết cả da gà. Lúc này Evelia cũng bắt đầu nghi thức 10 tuổi của Rasen, cô cũng cảm ơn hắn ta vì đã cho cô cơ hội để thực hiện ma thuật tăng cường cơ thể. Đột nhiên Rasen bảo cô dừng lại, cô cứ nghĩ rằng có vẻ Rasen sợ rồi nhưng không phải, hắn ta bảo rằng có điều cần phải nói với cha khiến mọi người xung quanh đứng hình. Hắn nói với ông rằng nếu bản thân hắn còn sống, mong ông cho hắn yêu cầu một việc bởi gia tộc dô mây có truyền thống để gia chủ thực hiện ma thuật tăng cường cơ thể truyền thống đó đã bị phá hủy tuy evelia rất tài giỏi nhưng có thể xem là ngang hàng với ông nhưng hắn nghĩ hắn xứng đáng đưa ra một yêu cầu hắn xin ông rằng từ bây giờ cho phép mẹ của hắn bước vào đây nghe xong ba người vợ của đề cắt ra đều bất ngờ liền lên tiếng rằng dòng thứ thấp kém đó không được phép vào đây rasen cũng hỏi rằng tại sao mẹ hắn lại thấp kém thì được trả lời rằng quyền thừa kế và xuất thân của bà ấy khác với bọn họ nhưng rasen vẫn không từ bỏ hắn là con của cha cũng có nửa dòng máu của mẹ, bảo mẹ hắn thấp kém gián tiếp bảo hắn cũng thế, cũng đồng nghĩa với việc gọi cha của hắn là thấp kém vì máu của cha cũng chảy trong người hắn ta. để cắt ra cũng hỏi ra sen vì sao lại muốn điều đó, hắn lại trả lời rằng vì mẹ hắn muốn gặp cha khiến ông đứng hình. Việc này sẽ khiến hắn đối đầu với ba người mẹ nhưng không sao cả, có cha đứng ở phe của hắn tốt hơn cả ba người mẹ đó. Mẹ hắn lại chính là điểm yếu của cha, tuy ông vẫn bảo rằng dòng thứ thấp kém đó mà lại dám muốn gặp ông, thật láo xược. Nhưng ông vẫn bảo rằng nếu Rasen còn sống, thì ông sẽ làm theo yêu cầu của hắn ta khiến ba người vợ đứng ngồi không yên và dĩ nhiên ông bảo Rasen cố gắng mà sống sót. Rasen cũng hứa sẽ không phụ lòng của cha hắn, hắn sẽ cố gắng hết sức, chỉ mới nửa đường mà thôi. Lúc này Evelia cũng bắt đầu tiến hành, kẻ đi trên con đường phép thuật, hãy nghe hiệu lệnh và nghi thức 10 năm, ta là Evelia ra lệnh cho ngươi, ngươi, kẻ dẫn lối ý chí của sự siêu việt, được bao bọc bởi nguồn mana vĩ đại và mãnh liệt, sau đó Rasen cảm thấy cơ thể đang từ từ tăng nhiệt độ, hắn cảm thấy rất nóng cảm giác của hắn bây giờ như đang bị thiêu đốt linh hồn vậy bỗng hắn nghe một giọng nói rằng ta sẽ giúp người liền sau đó hắn tiến tới một không gian kỳ lạ tuy chân tay vẫn còn đang lành lặn nhưng hắn lại không có cảm nhận được gì cả hắn nhớ cảm giác này giống như khi hắn bị gây tê ở bệnh viện vậy bỗng có một ngọn lửa hiện ra và trào ra sen khiến hắn giật mình không biết đây là thứ gì nhìn kỹ lại đây là cốc lửa thần thánh nó hỏi ra sen rằng có nhớ nó là ai không ra sen trả lời rằng là hỏa chén thánh nhưng vẫn rất nghi hoặc bởi hắn đang được truyền ma pháp cường hóa cơ thể mà hiện tại hắn đang ở đâu và sao nó lại ở đây, nhưng nó lại nói rằng Rasen đã trả lời sai. Nó không phải là hỏa chén thánh, nó là siêu việt chén thánh. Rasen bất ngờ vì câu trả lời này. Hắn không thể dùng thiên nhãn để phân tích nó được, chắc là hắn vẫn chưa đủ mạnh. Nó cũng nói rằng hỏa tộc có một sự hiểu nhầm. Rồi Cơ Tô đã rót hỏa thuật vào nó, nhưng nó cũng bảo rằng Rasen không cần biết Cô Theo là ai, chỉ là một lão già thôi. Bỗng Rasen thấy cái tên Cơ Tô này rất là quen thuộc, đó là đại pháp sư trong truyền thuyết, nếu hiền chiết Alberto chỉ là một nhân vật hư cấu tự xưng là hiền chiết thì nhiều người lại tin rằng Cơ tổ thật sự tồn tại dù sao thì chén thánh lửa bảo rằng nó muốn giúp rasen rasen thắc mắc rằng nó có thể giúp hắn như thế nào bởi rasen có một cơ thể đặc biệt trong thời của nó được tạo ra bọn họ gọi cơ thể như thế này là thánh thể cơ thể của hắn rất mạnh nhưng không đủ để nhận lượng mana hắn đang cố đưa vào lý do là vòng phép của hắn đã bão hòa rồi hỏi rasen rằng hắn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi sức mạnh khủng bố đó tiến vào cơ thể trong tình trạng nó. Rasen cũng trả lời trong lo lắng rằng hắn sẽ chết và đúng là như vậy, nhưng nó lại không muốn Rasen chết. Rasen cũng hỏi tại sao thì nó trả lời rằng do như thế thì chán lắm, bởi nó sẽ lại ngủ đông rất lâu nữa, ít nhất phải một thế kỷ. Rasen hỏi lại nó rằng nó muốn giúp hắn như thế nào thì nó bảo rằng nó sẽ hấp thụ lượng mana dư thừa đó thay hắn, dù gì nó cũng rất thích hương vị đó. Nếu bây giờ hắn không hấp thụ được thì sẽ nổ và chết chắc, nên bây giờ hắn chỉ còn cách tin tưởng vào lời nói của nó mà thôi, bởi hỏa chén thánh đã cực lực tìm kiếm chủ nhân thật sự. Nguyên gốc thì hỏa chén thánh thuộc về các xin xét lúc đó, nó không có cư xử như thế này, nó bảo rằng tuy rất khó giải thích, nhưng Rasen đủ tiêu chuẩn để làm chủ nhân của nó, bởi sự tồn tại của hắn tràn đầy lỗ hổng, đó cũng chính là điều cần thiết để thu nhận nó. Rasen vẫn không thật sự hiểu ý của chén thánh lửa, nhưng nó bảo rằng rồi hắn sẽ hiểu thôi, nó cũng nói thẳng với Rasen luôn, là hãy làm chủ nhân của nó, rồi nó sẽ tan chảy vào tim Rasen, rồi hấp thụ chỗ mana đó, rồi sau đó nó sẽ hoàn toàn được tái sinh thành siêu việt chén thánh. Nó đưa hình ảnh Evelia đang làm chú vào người Rasen lên, có rất nhiều lời chú ngữ kỳ lạ. Nói rằng bà chị đáng sợ đó sẽ xử lý hết thôi, khuyên Rasen đừng lo, nó sẽ nghỉ ngơi một chút trong tim Rasen rồi sẽ trở ra khi cần thiết, Rasen sau này phải dùng nó vào rất nhiều việc. Lúc này siêu việt chén thánh sẽ hòa tan vào tim của chủ nhân thật sự của nó và trở thành một vòng mana khác, nói cách khác là Rasen có thêm một vòng mana nữa, bỗng cơ thể hắn từ từ biến mất. Hắn giật mình chợt nhận ra điều đó và cảm thấy rất hoảng hốt, nếu cứ thế này thì hắn sẽ chết mất, hắn thật sự không muốn chết, hắn vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, hắn nhớ tới mẹ hắn, lúc này hắn kêu lên siêu việt chén thánh rằng hắn sẽ trở thành chủ nhân của nó, nó cũng trả lời rằng là được, nó cũng sử dụng sức mạnh của mình khiến Rasen phải trợn tròn mắt. Bên này, Evelia cũng truyền ma pháp cường hóa cơ thể xong rồi, Rasen cũng dần dần mở mắt và thở hổn hển, bất ngờ vì bản thân vẫn còn sống, hay đây chỉ là mơ và lại hắn cảm thấy tim mình rất khác, Evelia cũng bảo rằng bản thân đã làm phép xong rồi, nhưng lại không thành công, do một vài điểm cô không phát hiện mana và phép cường hóa đã bị bài trừ không chịu đồng hóa. Cô bảo rằng là do cô chưa đủ giỏi, Để cắt ra cũng quay người rời đi và bảo rằng chỉ là do đây chính là số phận của Rasen mà thôi và kết thúc nghi lễ 10 năm của Rasen Zomei. Nhưng chỉ Rasen mới biết được, không phải không thành công, nó không bị bài trừ mà bị siêu việt chén thánh hấp thụ. Rasen cũng cất tiếng lên nói với cha mình về lời hứa sẽ đưa mẹ trở lại. Ông quay lại nhìn Rasen với một ánh mắt lạnh lùng và bảo rằng lời hứa chỉ nên được thực hiện với những kẻ xứng đáng và có khả năng mà thôi. Tuy nói vậy nhưng Rasen vẫn cười thầm vì có tiến triển rồi nhưng để Kasra và Evelia thật sự không hề hay biết về chén thánh cũng may là nó không xuất hiện bây giờ Rasen lại có thêm một đồng minh mạnh rồi phép cường hóa đã thành công hắn vui mừng và mang lại áo quần vào rồi rời đi hắn gọi hay ra đi thôi khi quay đầu lại thì có một cảm giác rất lạ hay ra không giống như trước cảm giác như một thanh kiếm sắc vậy cô nói rằng cô muốn hỏi Rasen một chuyện hiện tại Rasen cũng không thể dùng thành nhãn để phân tích cô được nó không hề có bất kỳ thông tin cơ bản nào cả cô ta lại đang lộ bản chất thật khi có cha hắn ở đây nhưng địa điểm hiện tại là đại sảnh Nguyên Yến, ở đây có ma pháp bảo vệ cao nhất và pháp sư duy nhất ở đây có thể dùng ma pháp bảo vệ cao nhất là Đề Cát Ra. Hay ra hỏi Rasen rằng hắn có biết điều mà cô vừa biết không, thái độ của Rasen với cô đã thay đổi. Hắn cũng nói rằng do gần đây hắn ổn định lại rồi, nhưng cô lại hỏi Rasen rằng hắn nghĩ ai đã cử cô đến đây, hắn cũng trả lời rằng là cha mình. Vì cô không thể che giấu aura trong tòa nhà chính, cô cũng cảm thấy bất ngờ vì Rasen có thể cảm nhận được aura của cô. Rasen nhìn ánh mắt đó đột nhiên run rẩy, nó rất sắc bén và đáng sợ bây giờ hay đáng sợ đến nỗi hắn chỉ muốn bỏ chạy luôn nhưng hắn biết rằng hay nhanh hơn hắn nhưng hắn biết rằng nếu là người của cha thì sẽ không làm hại hắn cô đang phát ra aura nhưng không ai đến đây cả ở đây có cả đống pháp sư có thể cảm nhận được dù chỉ là một chút aura nên ra sen biết được rằng có thứ gì đó đang chặn aura lại để không ai có thể cảm nhận được thứ như ma pháp bảo vệ không ai có thể yểm ma pháp bảo vệ ở đây mà không có sự cho phép của cha ra nên hắn biết được rằng hay đã nhận lệnh của ông ấy và lộ ra bộ mặt thật với hắn Đúng như những gì mà Rasen nói, Hay Ra cũng thừa nhận điều đó, cha của Rasen nói với cô rằng có thể làm bất cứ điều gì với hắn nếu hắn không thể phân tích tình hình, nhưng ông cũng nói nếu Rasen thuộc gia tộc Dô Mây thì làm được như thế cũng là điều bình thường, đúng là cha của hắn, cô thắc mắc rằng Rasen không có vẻ thất vọng, nhưng Rasen rất thất vọng, nhưng lúc này hắn lại lộ ra bản mặt rất kỳ lạ, bởi khi đã che giấu rất tốt bao lâu nay, nhưng nếu nghĩ kỹ, đây lại là thời điểm thích hợp, hôm nay là ngày hắn ta chính thức đến tòa nhà chính và cũng là ngày hắn gặp cha mình ông ta đã tạo ra một rào chắn bí mật. Hôm nay cha của hắn đang muốn kiểm tra hắn, lúc này hắn cũng thủ thế chuẩn bị chiến đấu với Hera, cô cũng rút kiếm ra chuẩn bị quyết chiến. Thành thật mà nói, cô cũng không nghĩ rằng Rasen có thể phát hiện ra chuyện đó, nhưng Rasen đã nhận ra ngay khi hắn vừa để lộ Aura là cô đã khó chịu rồi. Có lẽ cô đang đánh giá Rasen quá thấp rồi, cô cũng thành thật giới thiệu bản thân mình, tên thật của cô là Cẩn Tắc Vô Thanh. Nhưng cô bảo Rasen vẫn có thể tiếp tục gọi cô là Hera, Rasen cũng bất ngờ với cái tên Cẩn Tắc Vô Thanh này, bởi đó là nhân vật mà Rasen tự mình xây dựng mà Cẩn Tắc vô thanh là một sát thủ mà thậm chí những kẻ mạnh nhất thế gian cũng phải sợ hãi gia tộc kiếm thuật danh giá cũng tìm kiếm Cẩn Tắc vô thanh nhưng cuối cùng lại thất bại Cẩn Tắc vô thanh vô cùng cẩn trọng và không có bất cứ thông tin nào về cô ta được biết đến tên Cẩn Tắc vô thanh khét tiếng ấy lại đang đứng trước mặt hắn một sát thủ mạnh như thế mà lại trẻ như vậy Rasen cũng bảo rằng hắn từng nghe về cô rồi gia tộc kiếm thuật danh giá đáng lẽ đang truy lùng cô nhưng đó là chuyện của 15 năm trước cô ngạc nhiên rằng thậm chí rasen còn biết chuyện này nhưng Rasen cũng bất ngờ về việc cô ta nói 15 năm trước và hình dáng trẻ trung hiện tại là gì, nhưng cô lại từ chối trả lời câu hỏi đó. Rasen cũng hỏi rằng cô sẽ thử thách hắn như thế nào, cô nói rằng đặc trưng của cô là ám sát, nên nếu Rasen có thể làm trệch hướng đòn tấn công của cô dù chỉ một lần, thì coi như hắn thắng, nói xong cô liền biến mất, Rasen kích hoạt thánh nhãn, nhưng vẫn không thấy bất kỳ sự hiện diện nào cả. Ngay cả thiên nhãn cũng không thể phát hiện được ra hay ra, lúc này Rasen nghe được hay ra nói rằng ba của mình đã bảo cô. Tiêu diệt Rasen nếu hắn quá yếu, nhưng Rasen liền hỏi rằng nếu hắn thắng thì sẽ được gì, lúc này Hera cũng hiện ra. Cô cũng không ngờ rằng Rasen sẽ yêu cầu phần thưởng, nơi cô xuất hiện ra lại là sau lưng hắn và không ngờ hắn đã chắc chắn rằng bản thân đã nghe thấy tiếng cô ta ở trước mặt. Cô hỏi Rasen rốt cuộc muốn gì, hắn liền trả lời rằng từ giờ hãy ở cùng với hắn. Cô bảo rằng bản thân cô là người hầu của Rasen, đương nhiên cô sẽ làm như vậy rồi, nhưng đó không phải điều mà Rasen muốn. Hắn không muốn cô ở bên hắn với tư cách là một người hầu, hắn muốn cô bảo vệ hắn, chính cô cũng đã nói rồi, hắn ta rất yếu, cho nên đến khi hắn đủ mạnh mẽ, hắn muốn cô bảo vệ hắn, cô trầm mặt một lúc rồi cũng đồng ý. Rasen cười thầm, rất tốt và dĩ nhiên đủ với hắn rồi, giờ bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Rasen khá tự tin, nhưng để làm được bất cứ chuyện gì thì hắn phải cảm nhận được gì đó, ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không thể phát hiện được hay là, nếu không thể nhìn bằng thiên nhãn thì hắn sẽ không đọc được phương thức di chuyển của cô ta. Chắc hẳn cô ta đang nhắm vào hắn trong trạng thái tàng hình, cô ta đã nói bằng giọng đáng sợ nhưng sẽ không giết được hắn tiêu diệt hắn chỉ là một lời đe dọa sáo rỗng mà thôi điều đó có nghĩa là cô ta sẽ không tấn công vào cổ và phần trên của cổ hắn ta hay tìm nữa nếu hắn không thể đoán được cô ta đang ở đâu thì hắn phải làm trạch hướng những đòn tấn công của cô ta bằng cách tự phòng vệ mà thôi hắn sẽ chịu bị tấn công hay ra hẳn bây giờ cũng đang hạ thấp cảnh giác và cô ta bị hạn chế về vị trí có thể tấn công một là tay hai là chân thôi cô ta sẽ tấn công hắn bằng những đòn không đe dọa đến tính mạng hắn sẽ có thể phát hiện ra vị trí của cô ta trong khoảnh khắc cô ta tấn công hơn nữa hắn có hoãn lưu động và thiên nhãn bởi hoãn lưu động không chỉ khiến cho thời gian trôi chậm lại mà nó còn cho phép hắn nhìn thấy mana ở chế độ di chuyển chậm chất của nó đã thay đổi rồi mana được phong ứng trong tim đang phản ứng với ý chí của kẻ địch ma thuật chiến đấu của người mới ý chí sắt thép cấp cao phản ứng lại với mana được phong ấn trong tim ma thuật chiến đấu của người mới ý chí sắt thép cấp thấp sẽ được thay thế bằng phòng ngự cấp cao siêu việt chén thánh đã giải thoát cho mana trong tim vậy nên tất cả chiêu thức của hắn đã được nâng cấp hắn có thể nhìn thấy cách mà hay ra tấn công ở bên hoặc ở chân không giờ hắn có thể nhìn thấy rõ ràng rồi là chân nếu muốn bây giờ hắn có thể né đi nhưng nếu né thì hắn không thể làm chệch hướng nó được nếu không làm chệch hướng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả nên hắn đã dùng ma thuật chiến đấu cho người mới phòng ngự và nó đã có tác dụng hắn quyết định sẽ nhận đòn sau đó hắn sử dụng ma thuật chiến đấu cho người mới trọng dụng cấp cao tung cú nắm đấm về phía hay ra nhưng cô đã dùng tay không đỡ được hắn đã đánh gần chúng cầm cô rồi điều đó cũng có nghĩa là hắn đã làm chệch hướng rồi cô cũng giữ lời mà cô đã hứa đóng thanh kiếm lại sau đó cúi người với Rasen và nói rằng từ hôm nay trở đi, cô thể sẽ dốc hết những gì cô có để bảo vệ hắn ta. Sau đó biến mất đi, Rasen cũng mừng trong lòng vì hắn cũng đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Hay ra bây giờ cũng đến báo cáo tình hình của Rasen lại, có vẻ như Rasen đã đoán được ra phương thức tấn công của cô. Nếu không, cô không thể giải thích được làm thế nào mà Rasen có thể làm trạch hướng được đòn tấn công của cô, cô cũng tin rằng Rasen không cố tình né đòn. Cô đoán hắn ta đã dự liệu trước rằng cô sẽ không cố ý giết hắn, không còn cách nào khác để có thể làm trạch hướng được đòn tấn công của cô. Cô nghĩ đó là một quyết định thông minh, nhưng có một chuyện rất đặc biệt khiến cô chú ý đến, dao găm của cô được tẩm độc của tên Melia. Nhưng Rasen lại dùng tay không nắm lấy con dao găm đó, chắc chắn dao găm đã rạch vào tay của Rasen nhưng dù cho thuốc độc có ngấm vào cơ thể thì Rasen vẫn không sao. Cô đang cố tìm hiểu lý do tại sao, nhưng hiện tại thì cô nghĩ lý do mana của Rasen đã trung hòa chất độc. Phần quan trọng là không biết Rasen cố tình làm vậy, hay đó chỉ là may mắn mà thôi, cô sẽ cố tìm hiểu chuyện đó nói xong cô liền biến mất đi. Hayra biết rằng Rasen đã thay đổi, nhưng cô không nghĩ rằng hắn ta sẽ có thể thành công làm chệch hướng đòn tấn công của cô và có thể trung hòa chất độc của Melia. Trong một tháng vừa qua hắn ta đã thay đổi quá nhiều, ở mức này cô nghĩ Rasen đáng để bảo vệ. Bên phía Rasen, bây giờ đây hắn đang mệt kinh khủng khiếp, hắn định sẽ nghỉ ngơi một chút tại vừa được phép đi xả hơi vài hôm, lúc này bỗng chén thánh lửa hiện ra và bảo rằng nó làm tốt lắm đúng không? Rasen cũng giật mình vì hắn không biết là nó còn có dạng thực thể như vậy, Rasen liền bảo nhỏ với nó rằng đừng có tự dung nhảy ra như vậy, nhưng nó lại nói rằng có mỗi Rasen là có thể thấy được nó mà thôi, còn bảo Rasen ca ngợi nó đi, vì trên con dao của Hera lúc trước có tẩm chất độc của Melia. Melia được xếp vào hàng một trong những độc tố chết người, chiết xuất từ loài sao biển phía nam, hầu hết các trường hợp mắc phải đều sẽ tử vong nếu không được chữa trị trong vòng 5 phút. Rasen đã rất sốc vì độc dược chết người được tẩm trên con dao đó, Rasen cứ nghĩ chén thánh lửa đã ăn luôn để tránh độc nhưng thực ra nó không hề tránh được độc chất độc vẫn còn đang nằm trong bụng nó độc dược cũng là một trong các loại thuộc tính nên tránh nó đi thì rất phí nhưng nó bảo ra sen cũng phải thật cẩn thận nếu như bụng của nó phải nhận một cú sốc quá lớn khi đó độc phản vệ lại cơ thể ra sen sẽ bị tan chảy lúc này ra sen liền hốt hoảng gọi hem tần tới hỏi cậu ta có biết melia là thứ gì không cậu ta nói thứ đó rất hiếm nhưng nếu ra sen muốn thì cậu ta vẫn sẽ lấy được nghĩ ra sen cần nó cho một nhiệm vụ hạ độc nào đó nhưng ra sen làm gì định dùng nó không biết Hamilton đào đâu ra mấy cái suy nghĩ đó, lại hỏi cậu ta rằng thế còn thuốc giải độc thì cậu ta trả lời rằng thuốc giải độc Melia thì tìm dễ hơn nhiều, nên Rasen bảo Hamilton tìm chúng về đây, cậu ta cũng tuân lệnh đi ngay. Cũng may cái bóng của Rasen có thuộc tính chính là độc dược, chưa kể cô hầu của hắn còn là sát thủ nữa, cái bóng thì là cao thủ độc dược. Bỗng có người bước đến gần Rasen, là ra nhưng trong cô rất khác, là do cô đã đổi trang phục, vì để mục tiêu ám sát Rasen được thực hiện tốt nhất có thể, nên cô đã được cài vào vị trí của một cái bóng một nữ hầu khác sẽ thế chỗ của cô và thế là Rasen có đến hai cái bóng liền. Lúc này Rasen cảm thấy thái độ của cô đã thay đổi. Bởi vì bây giờ cô không cần phải đeo tấm mặt nạ giả dối đó nữa, cô thật sự có trình diễn xuất rất là giỏi, nhưng đó cũng là một điều bình thường. Bởi diễn xuất là một yêu cầu cần thiết để trở thành một sát thủ, lúc này Rasen hỏi hay ra rằng cô đã tẩm kịch độc vào con dao đó đúng không khiến cô trột dạ. Không ngờ rằng Rasen đã biết rồi, hắn bảo rằng lúc trước là hắn đã giả vờ như không phát hiện ra, nhưng càng nghĩ hắn càng tức, hắn có thể khẳng định cô không hề có ý cố giết hắn nên việc cô tẩm kịch độc vào lưỡi dao là có ý gì cô cũng hỏi lại tại sao ra sen lại giả vờ bởi muốn để cho cô thấy dù không cần thuốc giải hắn vẫn sẽ ổn thôi mục đích là để coi cô không còn coi thường ra sen quá mức nữa cô cũng bảo rằng melia là một loại độc chết người hắn biết nó được lấy từ sao biển sừng độc vùng biển phía nam hay ra rất bất ngờ vì điều đó ra sen không chỉ sở hữu một thể chất đáng kinh ngạc cô đã coi thường hắn quá rồi Cô cũng bảo rằng Rasen sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa. Cô đã hứa là sẽ bảo vệ hắn ta, nên cô đã đặt ra một giới hạn thời gian tính đến khi hắn đủ mạnh. Hắn phải trở nên mạnh tới mức có thể khiến cô thoát ra khỏi sứ mệnh này. Hắn cũng hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức, cô cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ hắn ta. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết giúp Rasen bằng cách nào cả. Cô sẽ suy xét vấn đề đó kỹ càng hơn nữa. Trên cương vị là cái bóng thứ hai của hắn, cô sẽ bảo vệ hắn an toàn bằng mọi giá. Rasen liền bảo cô mang một ít bột xương rồng Opuntia phương đông đến đây, cô có thể tìm quanh đây một ít. Rasen bảo cô đem về cho hắn vài cây, cô cũng tuân lệnh và rời đi. Khi đem về Rasen đã nếm thử, liền cảm thấy cổ họng rất khát, bảo hay ra đi lấy nước cho hắn ta, hắn khát cực kỳ, bột xương rồng Opuntia rất đắng. Tuy không rõ tại sao nhưng đột nhiên hắn lại muốn uống thứ bột đó với nước, hay ra hỏi Rasen rằng sao hắn không quay trở lại nhà và tìm bác sĩ nhưng lại không có thời gian. Rasen liền tiếp tục ăn bột xương rồng Opuntia vừa uống nước, hay ra phải đi lấy nước liên tục cho hắn, hay ra đứng bên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, có thứ gì đó đang thay đổi. Rasen cuối cùng cũng đã hoàn thành một yêu cầu đặc biệt. Bộ xương rồng Opuntia phương đông chứa một lượng nhỏ vật chất không xác định ether. Chất này phản ứng lại với kịch độc Melia. Bên phía chén thánh lửa, nó đang bị quay cuồng đầu óc. Nó say khướt luôn rồi. Sau đó nó buồn nôn ọe, Không kìm lại mà ọc ra hết. Tim Rasen bây giờ đang bị to lên. Hay ra ở bên rất hốt hoảng. Bởi Rasen đang bị bùng nổ mana. Cô phân vân rằng có nên đưa Rasen tới gặp Hitler không. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định là không bởi nếu giờ đụng vào Rasen thì hắn sẽ mất mạng ngay, cô phải bảo vệ Rasen, đó chính là nhiệm vụ của cô, cô đã hứa sẽ bảo vệ hắn ta cho tới khi hắn trở nên mạnh hơn. Cô không phải pháp sư và dĩ nhiên giờ cô cũng không rõ phải giúp Rasen bằng cách nào cả, bây giờ chỉ có một giải pháp duy nhất, hấp thụ lượng mana đó vào cơ thể cô và hy sinh thay hắn. Ether và Melia đang phản ứng mạnh mẽ sau khi kết hợp với nhau, chỉ cần một lượng nhỏ mana thuộc tính siêu việt, hay còn gọi là mana phức hợp sẽ có thể tạo ra một phản ứng cực mạnh. Rasen không hiểu rằng tại sao hắn cứ phải trải qua những lần cận kề sinh tử như vậy. Trái tim hắn đang phồng lên, nhưng không thể kiểm soát nổi bằng mana thuộc tính siêu việt. Xương sườn hắn đang gãy ra, kể cả mana thuộc thể siêu việt cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được phản ứng của Ether và Melia. Đây chỉ là một phần trong các yêu cầu cần thiết. Nếu hắn không sở hữu thân thể được ban phước của gia tộc võ sĩ lừng danh, hắn sẽ không thể thoát khỏi sự đè ép này hoàn toàn. Không thể thoát được hoàn toàn thì có nghĩa là hắn sẽ chết. Đổi lại những người có cơ thể đặc biệt sẽ chống chọi lại được sự đè ép này, ví dụ như thánh thể, nhưng Rasen vẫn tin rằng bản thân có thể chống chọi được. Bỗng có tiếng chén thánh lửa vang lên rằng bây giờ thì nó ổn hơn rồi, nên Rasen cứ tin ở nó, bỗng cơ thể Rasen phát ra ánh sáng, khả năng của hắn cũng giúp chén thánh lửa siêu việt rất nhiều. Ý của nó tức là bồi dưỡng mana rất dễ tiếp cận, sau một hồi vực lộn đau đớn, cơ thể phát ra ánh sáng, lồng ngực của Rasen đang dần trở lại trạng thái bình thường. Quá trình bùng nổ mana rõ ràng đã bắt đầu và không ngờ Rasen vẫn có thể tự dừng nó lại, bỗng có một ngọn lửa xuất hiện trước lồng ngực của Rasen sau đó phường lớn lên, có gì đó đang thay đổi, Hay Ra bỗng nhiên giật mình lên, bởi theo những gì mà cô biết thì không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Đột nhiên Ra Sen lại có thể biến ra được hai vòng phép, chưa từng có ai có được vòng phép thứ hai khi chỉ mới 10 tuổi cả, nhưng rõ ràng là có hai vòng phép. Bỗng có tiếng Ra Sen gọi tên cô, cô mới định thần trở lại, cô chúc mừng hắn rằng đã lên được vòng phép thứ hai, Ra Sen cũng đã suýt chết vì điều đó, Ra Sen đã tự bình ổn lại sau vụ nổ mana. Dù gì hắn cũng sinh ra trong gia tộc Zomei, được chơi phú cho trái tim và mana nên cũng chẳng có gì bất ngờ rasen cũng hơi bất mãn bởi hay chẳng bao giờ chịu khen hắn cả thuốc độc melia chết chóc và chiết xuất xương rồng lê gai đông bắc mana siêu việt và đặc tính thánh thể phương pháp luyện mana dễ dàng và siêu việt chén thánh sau yêu cầu đều đã có đủ hết rồi rasen liền bảo hay ra rằng cô có muốn làm không làm như lần trước bên phía tòa nhà hình là noah đang thiêu thiêu ngủ thì bị gọi giật mình tỉnh dậy thì ra rasen đã kêu anh ta đang tính hỏi muộn rồi sao rasen còn đến đây thì hắn bất ngờ phát hiện vòng phép thứ hai của Rasen, anh ta không tin vào mắt mình, cứ ngỡ mắt mình bị mờ rồi, bởi một tháng trước Rasen chỉ có một vòng phép thôi và lại người hầu đứng cạnh cậu ta, có vẻ như là một sát thủ, giờ anh ta mới nhớ ra, Japo có nói, ông nghĩ hình như sắp có một kế hoạch lớn nên dặn anh ta nên chuẩn bị đi, có người đang âm mưu gì đó với thất thiếu gia. Ông ta nói đúng, với một đứa trẻ 10 tuổi có vòng phép thứ hai thì hắn ta quá thả lỏng, có vẻ nguy hiểm, nhưng anh ta cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa, liền hỏi Rasen rằng bản thân có thể giúp gì được cho hắn. Rasen liền bảo rằng hắn muốn đấu với bóng của mình. Noah lại một phen sốc, cô hầu đó trở thành cái bóng của Rasen từ bao giờ vậy? Noah cũng sắp xếp một không gian rộng và mở cho hắn. Khi đi Hera đã quay lại nhìn anh ta bằng một đôi mắt sắc lạnh, anh ta cũng chỉ giả vờ ngu rồi quay đi. Địa điểm hiện tại là trung tâm luyện tập, khu vực trống. Rasen bảo với Hera rằng lần trước cô cũng đã hiểu qua về kỹ năng của hắn rồi. Nên bây giờ hắn muốn cô cứ đấu dựa vào cấp kỹ năng của hắn thôi mà không tính tới việc hắn có thêm một vòng phép nữa. Bởi bây giờ hắn đang muốn thử nghiệm vài thứ mới, bây giờ cô chỉ cần cố không giết nam chính, cứ tấn công chậm chút là được. Nhưng hay ra lại bảo rằng kẻ thù không có tốt bụng như vậy đâu, nhưng Rasen lại bác bỏ ý đó, bởi cô đâu phải kẻ thù của hắn, cô là cái bóng của hắn mà, cô cũng đồng ý. Giờ Rasen đã có hai vòng phép, lượng mana hắn chứa được thay đổi khi hai vòng hợp lại với nhau, hắn hiểu rồi, hắn có thể di chuyển mana tùy ý mình, hắn sẽ chuyển nó đi khắp cơ thể mình. Ma thuật chiến đấu của người mới đã bị mana cấp cao ảnh hưởng, ma thuật chiến đấu của người mới đã trở thành ma thuật chiến đấu điều luyện, hắn cũng bảo hay ra lên đi cô liền biến mất cùng cách đánh với lần trước hắn vẫn không thấy được cô ta nhưng thiên nhãn giờ đã có thể quan sát thấy mọi chuyển động của cô ta đó chính là sự khác biệt giữa một và hai vòng phép hoãn lưu động cũng đã mạnh lên rồi hay ra rất cứng đầu cô ta lại tiếp tục nhắm vào chân ra sen đã dùng đặc tính hoãn lưu động nhưng lần này hắn không đứng yên nữa lần này hắn tránh đi hay ra rất bất ngờ vì hắn ta có thể tránh đi nhận ra rằng ra sen có thể thấy được bước chuyển động của cô Rasen lại tiến tới và chuẩn bị tung một cú đấm vào cằm Hayra nhưng lúc này cô đã biến mất. Sau đó có một thanh dao chĩa vào cổ hắn ta, là Hayra, cô ta đúng là rất mạnh, hắn ta không thể thấy được chiêu vừa nãy của cô mặc dù đã dùng thiên nhãn, Rasen cũng đã nhận thua. Tuy Hayra đã hứa là sẽ dùng những kỹ năng y như lần trước nhưng đã thất hứa, bởi Rasen bây giờ đã mạnh hơn chút rồi. Bởi bây giờ hắn ta đã có hai vòng phép rồi, cô cũng không ngờ rằng sẽ khác biệt tới mức ấy, nhưng đó lại không phải là lời khen của cô dành cho nam chính. Cô bảo hắn rằng hắn vẫn còn yếu lắm, Rasen thật sự bất mãn rằng cô khen hắn một câu cũng không được sao, nhưng cô nói rằng ghét mới cho ngọt cho bùi. Noah đang quan sát cuộc chiến của Rasen và Hera, hắn phải há hốc mùng kinh nhạc không biết bản thân đang thấy cái quái gì, cái đứa 10 tuổi như Rasen. Một pháp sư không thể sử dụng những chiêu như thế được, nếu không dùng ma pháp thì chuyển động của cô ta rất khó nhìn và sức tàn phá của cú tấn công đó vẫn y như một tháng trước. Cú cuối cùng của cô ta mới là đáng sợ nhất, anh ta chưa từng thấy thứ gì như thế hết, anh ta không thấy, không biết gì hết, Rasen cũng chào tạm biệt Noah. Còn xin lỗi anh ta vì đã đến muộn như thế này, anh ta rất bất ngờ vì Rasen đã xin lỗi, trong lúc chưa định thần lại thì có một lưỡi dao kề sát cổ anh ta. Chính là Hera, bảo anh ta rằng hãy quên hết những gì anh đã thấy hôm nay, anh ta run rẩy rằng bản thân đã đi vệ sinh nên chẳng thấy gì hết. Cô bảo anh rằng thiếu gia đã có vòng phép thứ hai nhưng vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó, anh ta còn giả vờ ngu ngơ hỏi lại rằng Rasen đã có vòng phép thứ hai rồi sao. Khi chỉ mới 10 tuổi, lần đầu tiên anh ta nghe thấy điều đó, Cô cũng buông dao xuống và khen anh rằng anh không hề ngu ngốc như cô tưởng sau đó biến mất đi. Sáng hôm sau, trong lúc Rasen đang tập thể dục thì Heyra báo hắn rằng hắn có thư, vừa mở ra hắn liền bất ngờ mà ngã xuống đất. Bởi kiếm ra lừng danh đã gửi thư mời cho hắn, hắn nhớ rằng hắn không hề viết chuyện này, đây là một biến số. Rasen bây giờ đang đi đến gặp cha của mình, ông ấy cho gọi hắn tới chắc là vì lời mời từ gia tộc Saider, bởi Rasen đã dặn Heyra rằng báo cho nhà chính biết, hắn đã vượt qua nghi thức 10 tuổi. Giờ đây hắn cũng phải tham gia vào cuộc chiến thừa kế, phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con, bởi tốt hơn hết thì vẫn nên đứng về phía con cọp, nếu có thể. Bỗng một tiếng hét lên ở phía trên cây nói rằng cũng muốn bắt cọp con, thì ra là tiếng của Rudia, Rasen cũng bảo cô đi cùng với hắn. Bởi Kassin cũng muốn kết bạn với cô, cô rất vui vẻ vì cô cũng muốn có thêm bạn nữa, bây giờ Rasen đang đứng trước cửa chưa dám vào. Hắn đang cố dùng khả năng của nhà văn để tưởng tượng ra tương lai, lời mời từ gia tộc được xem như là kẻ thù lớn nhất, có rất nhiều ý nghĩa. Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng đang có cha của hắn và Evelia, đúng như hắn nghĩ, thế giới mà hắn tạo ra này, phải thay đổi nó thôi. Xuất hiện biến cố ảnh hưởng đến cốt truyện, Rasen liền lên tiếng hỏi cha mình rằng ông muốn giao cho hắn nhiệm vụ gì sao, nhưng hắn biết lý do thật sự ông gọi hắn đến đây, đó là vì lời mời từ gia tộc Seder, bỗng nhiên đèn trên tường vụt tắt, trên đất xuất hiện những vệt băng kéo dài đến tận cổ Rasen, hắn thắc mắc rằng tại sao cha mình lại cố tình làm thế, bởi nếu ông thật sự muốn giết hắn thì hắn đã chết từ rất lâu rồi, nhưng ông lại không làm vậy. Đến đây, Ông cũng thu lớp băng lại, hắn bảo rằng bản thân không nhớ đã làm gì sai để bị như vậy. Ông nói rằng gia tộc Sider đáng ra phải phủ phục trước bọn họ như rùi bọ, Rasen cũng đồng ý với điều đó. Hắn bảo rằng bọn chúng phải hôn chân hắn và phải quỳ gối trên sàn. Tuy nói vậy nhưng hành động của Rasen rất khác khiến ông cảm thấy rất thắc mắc. Bởi hắn đã gặp Kassin ở Hiran và thách đấu với anh ta và theo truyền thống của họ thì đó giống như một nghi lễ kết bạn vậy. Ông cũng thắc mắc rằng sao Rasen lại biết anh ta ở đó, nhưng Rasen chỉ trả lời rằng bản thân tình cờ gặp anh ta thôi hắn nghĩ đó là cơ hội trời cho để làm nhục gia tộc Cider nên hắn đã khiêu chiến, ma thuật ẩn đáng sợ hơn ma thuật thấy được rất nhiều. Evelia đứng một bên trầm mặc, ở nghi thức cô cũng đã ngờ ngợ rồi, nhưng bây giờ cô mới thật sự chắc chắn rằng Rasen đúng thật đã thay đổi rồi. Cô cũng thắc mắc tại sao mọi người lại đồn đoán Rasen như thế, nhưng thật ra Rasen không thay đổi, bản chất con người thì không bao giờ thay đổi được. Nếu Rasen đã luôn thế này thì có nghĩa là có người đã cố tình tung tin đồn nhảm đó, rốt cuộc là ai lại có thể làm việc đó, cô nhìn về phía cha của mình và nghi ngờ là ông. Rasen bảo rằng hắn ta đã vượt qua nghi thức 10 tuổi và chính thức trở thành thành viên của gia tộc Zomei, nên bây giờ hắn muốn tham gia vào cuộc chiến của người thừa kế. Câu này vừa nói ra khiến Evelia đứng bên bất ngờ, hắn lại bảo rằng dù các anh chị của hắn đã có được lãnh địa và người của riêng họ trong gia tộc, nhưng đối với hắn cũng không sao cả, vì hắn sinh trễ hơn một chút mà thôi. Hắn thấy rằng hắn không thể trở nên mạnh hơn nếu cứ ở lại đây, vì thế hắn muốn đi ra thế giới bên ngoài và thiết lập quyền lực của riêng hắn. Ý của hắn là hắn muốn kéo người ngoài cuộc vào cuộc chiến của anh chị em mình bởi đó cũng chính là lựa chọn duy nhất của hắn. De rất tức giận và quát ra sen rằng hắn có biết bản thân đang làm gì không, thì hắn trả lời rất chắc chắn rằng hắn biết rất rõ. Hắn kết bạn với Casin là để biến anh ta thành chó săn của hắn, một con chó được huấn luyện kỹ càng có thể hạ cả cọp được, nhưng De vẫn ngoài nghi, rằng thỉnh thoảng chúng cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân của mình, đúng như ông nói, nếu chuyện đó xảy ra thì số phận đã được định vậy rồi. Số phận đã định là Rasen sẽ bị ăn thịt, nhưng hắn quyết tâm rằng bản thân sẽ huấn luyện chó của mình thật kỹ càng, Casin anh ta sẽ trở thành một con chó săn lừng danh biết sủa, bò và liếm khi được chủ nhân ra lệnh, Đề cắt Ra cũng cười hài lòng. Khi ra ngoài, Evelia đã hỏi Rasen rằng khi nhận được lời mời hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi sao, Rasen cũng trả lời thành thật rằng đúng vậy, nhưng trừ việc hắn không biết người được cử đi cùng hắn là ai thôi, cha sẽ không để hắn đến gia tộc Cider một mình nên một vệ binh sẽ được cử đi theo. Một người đáng tin cậy và đủ khả năng, với cha thì Evelia là người như vậy, cô cũng cảm thán Rasen rằng hắn nói chuyện như thể đã luyện tập cả trăm lần trong đầu rồi vậy. Rasen chỉ đành cười và bảo rằng nếu tập trước thì sẽ dễ bị lúng túng hơn, cô bảo rằng lúc bằng tuổi hắn, cô không nói chuyện với cha được như thế, cô cũng muốn hỏi Rasen một câu, đó chính là muốn hỏi nghi thức cường hóa có thật sự thất bại hay không. Rasen cũng trả lời thành thật là không, cô lại tiếp tục hỏi rằng vậy chuyện gì đã xảy ra với mana siêu việt trên cuộn giấy, nhưng hiện tại Rasen không thể nói ra được, lại lấy lý do là cha bảo hắn phải giữ bí mật. Cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng cô có thể chắc chắn được rằng Rasen chính là biến số mà cha đã giao cho cô. Nếu không thì hắn sẽ không thể nói chuyện với cha như thế, cô định sẽ tận dụng biến số này như thế nào thì cũng còn phải phụ thuộc vào khả năng của bản thân. Nếu cô không thể tận dụng nó thì cha sẽ giao Rasen cho một đứa con khác, cha đã cho cô cơ hội này trước, nhiệm vụ của cô là nuôi nó lớn. Bỗng Rasen nói rằng muốn cho cô xem một thứ, sau đó Rasen liền xòe tay ra, một sức mạnh cực lớn hiện ra trên tay hắn. Cô đã rất bất ngờ, vì đó chính là mana siêu việt, đó thực sự là mana thuộc tính siêu việt, Evelia có thể cảm nhận được hết sức mạnh của nó. Cốt lõi của nó là mana lửa. Cô ấy nói đúng, cô ấy cũng đang nhìn vào mana bên trong hắn. Bỗng Evelia bảo với Rasen rằng hắn ta đừng có cố quá. Cô nhận ra được tiềm năng của hắn rồi. Rasen vì lời nói này mà nghịch mặt ra trong chốc lát, bởi giữ thực thể của mana sẽ gây gánh nặng lên tim rất lớn. Hắn cũng không hề biết chuyện đó, bởi hắn còn nhỏ, hắn không thể chịu được cơn đau đó. Cô rất lo lắng cho Rasen. Bởi tim hắn đã rất chật vật khi hắn có vòng phép thứ hai khi còn quá nhỏ rồi. Nếu hắn cứ cố quá thì sẽ không thể trở thành một pháp sư lẫy lừng được. Cô muốn thấy hắn thành công. Rasen cũng bất ngờ vì sao cô lại tử tế như thế. Giờ hắn mới nhớ lại, cha không hề nhắc đến việc hắn có vòng phép thứ hai. Evelia hỏi Rasen rằng bây giờ hắn định sẽ làm gì. Hắn biết rằng kiếm ra lừng sẽ không chỉ mời mỗi bọn họ. Đó là điều tất nhiên, bởi gia tộc Granden cũng sẽ được mời. Liên minh giữa hai gia tộc đó có thể thay đổi thế giới. Một người tài năng đến từ gia tộc võ thuật lừng danh và cùng tuổi với Rasen cũng sẽ đến đó. Rosaline, gia tộc võ thuật lừng danh sẽ dùng cổng bọn họ đã dựng để đi qua đại lục Vestia. Rasen định sẽ đến đó đợi họ ở đó trước bởi vì hắn đã xử sự không phải phép với họ. Trước đây, nguyên chủ của Rasen đã đánh con gái rượu của gia tộc họ, còn chửi cô ấy là nhìn như cá. Đánh cô ấy đến chết đi sống dậy và đó cũng chính là lý do mà Rasen bị lưu đày nên hắn định sẽ đi xin lỗi Rosaline, dù gì cũng do hắn làm sai. Evelia lại không đồng ý với điều đó, bởi vì gia tộc của bọn họ không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào cả, nhưng Rasen vẫn kiên quyết bảo rằng một pháp sư sẽ không cúi đầu nếu trong sạch. Nhưng nếu đã đánh mất danh dự vì một việc làm xấu, thì lại là chuyện khác, hắn đã đánh Rosaline, hắn đã cư xử không phải phép nên phải xin lỗi. Nhưng nghĩ lại, trước khi hắn nhập vào thì thân thể này không có kỹ năng chiến đấu nào cả và không ngờ lại có thể đánh được con gái dòng chính của gia tộc giỏi võ nhất. Thì ra con gái duy nhất của gia tộc võ thuật lừng danh Grandel Rosaline là người nhạy cảm và tốt bụng, khác với gia đình mình, cô bé không thích làm hại người khác và bạo lực. Nhưng Rosaline tương lai thì lại hoàn toàn khác, cô ấy bạo lực và sốc nổi, lý do là bởi vì Rosaline rất tức giận về việc bị thất thiếu gia của gia tộc ma thuật lừng danh đánh. Cô bé nhận ra được tầm quan trọng của sức mạnh, vì thế Rosaline đã cố hết sức để rèn luyện. Gia chủ của gia tộc Grandel, Von Grandel đã ham hở chỉ dạy cho cô ấy, tất cả là vì Rasen. Cô bé cực kỳ tài năng, chẳng qua trước đó không muốn học võ mà thôi, nên cô bé đã tiến bộ cực kỳ nhanh. Sự tài năng của cô bé khiến gia tộc Grandel rất phấn khởi, đúng là một hiệu ứng cánh bướm, một nhân vật phụ nhỏ nhoi như Rasen lại có thể ảnh hưởng đến một trong các nhân vật quan trọng nhất. Lúc này Evelia cũng không còn ngăn cản Rasen làm điều gì nữa bởi dù gì hắn cũng là người được mời và là nhân vật chính của sự kiện này nên cô để cho hắn ta làm mọi điều mà hắn muốn cô sẽ hỗ trợ hắn ở quảng trường hướng dương cổng thứ ba rasen cùng evelia rudia cùng hai cái bóng của mình đang trên đường tiến lên đó rudia rất phấn khích vì được đi chung bởi cô bé nghĩ sẽ có nhiều đồ ăn ngon ở chỗ casin lắm cô vui vẻ luyên thuyên không ngừng hampton thì lại đang rất lo lắng bởi rasen đang giao du với kẻ thù còn là một kẻ thù nguy hiểm nữa một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ phải đánh bại gia tộc Cider nhưng cậu ta cũng nghĩ Rasen chắc sẽ tha cho bọn chúng. Vì cậu ta nghĩ Rasen là một người tử tế, cậu ta tin rằng Rasen chắc hẳn đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi, cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành cùng với Rasen, xúc động mà khóc nức nở. Bọn họ vượt qua quảng trường hướng dương, cổng thứ ba, sau đó đến khu rừng nhỏ nửa đêm, cổng thứ bảy, tiếp đến biển đen, cổng thứ nhất, rồi đến kiếm mộ, cổng trung tâm, để đến được đây thì bọn họ đã phải đi qua 22 cổng, Hampton đi không nổi phải nhờ Hera cõng mình. Kiếm mộ là một trong những cổng lớn nhất gần gia tộc Cider, Tên khá là xui xẻo nhưng thành phố này lại khá sôi động. Theo kế hoạch thì 4 tiếng nữa gia tộc Grandel sẽ đến đây. Trong lúc đợi thì Rasen định sẽ đi luyện mana, còn ra và Hampton sẽ đi lấy phòng khách sạn. Evelia đứng nhìn Rasen luyện công, trong đầu luôn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc Rasen sẽ định cho cô thấy gì nữa. ra đang ngồi nói chuyện với Senkan về việc mới gặp Rasen. Cha của Rasen tuy nhìn bề ngoài thì thấy được nghi lễ cường hóa ma pháp thất bại. Nhưng ông biết nó đã xảy ra, đặc biệt là nó đã xảy ra trong tim Rasen, ông cũng không chắc chắn lắm. Ông chưa từng thấy chuyện đó trước đây, nhưng nó đã tan vào trong tim Razen. Ông đã đoán rằng là do siêu việt chén thánh, ông biết về chuyện cơ theo đã mang cái chén đó đi khắp thế giới, nhưng trước khi cơ theo chết, thì lại nhận ra cái chén đó không phải siêu việt chén thánh. Senkan không hề hay biết đến chuyện đó, bởi vì nó chỉ được ghi lại trong lịch sử gia tộc Mây mà thôi. Lúc đó gia chủ đầu tiên của Mây rất thân với cơ theo, sau khi cơ theo chết thì siêu việt chén thánh biến mất và rồi bị lãng quên. Ông đã điều tra và biết được đứa trẻ được Rasen thu nhận thuộc hỏa tộc đó là lý do vì sao ông nghĩ nó có thể hấp thụ mọi thứ vào tim gia chủ đầu tiên gọi siêu việt chén thánh và vòng phép phụ cơ theo gọi nó là sạc di động có nghĩa như là pin tuy không chắc chắn lắm về việc rasen đã hấp thụ siêu việt chén thánh nhưng ông cũng không còn cách nào để giải thích chuyện này chính là chuyện hiện tại rasen có đến hai vòng phép và còn có thể điều khiển được một chút mana thuộc tính nguyên tố sen cần nghe đến đây cũng sốc khi còn nhỏ hai ông ta đều được gọi là thần đồng để cắt ra thì tài năng về mana còn sen can thì là thể lực tuy họ có thể có tới vòng phép thứ hai lúc 10 tuổi nhưng họ sẽ chết vì tác dụng phụ, họ sẽ không sống đến 20, à không, chưa đến 17 tuổi, nhưng Rasen lại chẳng có vấn đề gì cả, nó khiến cho ông cảm thấy rất ấn tượng. Nhưng Senkan lại thắc mắc tại sao lại là bây giờ, tại sao trước khi Rasen 10 tuổi lại không có biểu hiện gì hết, để cắt cho rằng Rasen đang che giấu điều gì đó. Nên ông đã giao cho Senkan một nhiệm vụ, theo dõi Rasen và đừng để cho hắn chết, cho đến khi ông chết. Bên phía Rasen, sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng thì gia tộc võ thuật lừng danh đã đến rồi rasen cảm thấy khí chất bọn họ rất khác với gia tộc kiếm thuật rasen cũng lịch sự chào hỏi rosalin nhưng cô không nhận ra hắn ta là ai bỗng cô nhớ ra hắn chính là người từng đánh mình cô liền nhảy từ trên cao xuống đáp đất ngon lành từ trên cả mấy chục bậc thang rồi hỏi rasen làm gì ở đây hắn ta liền bảo muốn xin lỗi cô khi nghe đến từ xin lỗi cô cười lớn lên và chừng mắt nhìn rasen có vẻ cô ta đã điên lên rồi căng hơn những gì mà rasen nghĩ Lúc này may có người bước đến phá tan bầu không khí lúc này ông ta là người đi cùng Rosalind, với cơ thể to lớn lực lưỡng, Rasen cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi ông. Ông cũng hỏi lại hắn rằng có biết ông là ai không, thì Rasen liền bảo có, ông là người trèo chống và dẫn dắt cho gia tộc Grandel, chiến vương Magner. Chiến vương Magner, ông ấy chính là người có quyền lực đứng thứ hai trong gia tộc Grandel hiện tại, chú của Rosaline và là em trai của gia chủ, nếu như chỉ tính về mặt võ thuật thì ông ta còn mạnh hơn cả gia chủ Grandel. Ông liền thị uy với Rasen rằng ông đã định sẽ giảng đạo lý cho Rasen khi gặp mặt, nhưng lại được Rasen khôn khéo trả lời rằng đó không phải cách một gia tộc võ thuật danh giá hay làm. Ông cũng rất bất ngờ vì Rasen không hề bị ông thị uy. Rasen cũng bảo rằng bởi vì bản thân sai nên hắn muốn tìm cách tạ lỗi với gia tộc của bọn họ. Rosaline liền bảo nếu Rasen muốn được tha thứ theo phương thức của con nhà võ và phải để cô giết hắn đi, vừa nói xong, cô liền tung một cú đấm về phía mặt Rasen. Nhưng cô lại dừng lại trước khi Rasen trúng đòn. Marner cũng cảm thấy ấn tượng với Rasen bởi hắn ta còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Rosaline cười thầm vì tưởng Rasen sẽ sợ, nhưng không, cô cũng tung thêm một cú vào bụng, nhưng lần này cô không dừng lại nữa. Tuy cơ thể Rasen đã tự động áp dụng thuộc tính lưu động chậm và ma thuật chiến đấu tự vệ sẽ được kích hoạt tự động, nhưng ăn một cú của Rosaline vẫn khiến hắn ta điếng người. Manner cảm thấy thú vị về những chiêu thức Rasen đã dùng, bởi theo những gì ông biết, chiêu thức Rasen dùng, gia tộc pháp sư danh giá gọi nó là ma thuật chiến đấu, Ông bất ngờ rằng Rasen vậy mà có thể phản ứng lại rất lanh lẹ và lãnh đòn chỉ với ma thuật phòng vệ. Rosalyn tức giận và hét lớn lên hỏi tại sao Rasen không đánh trả, nhưng hắn chỉ luôn miệng bảo xin lỗi cô. Hắn đã sai từ hai năm trước rồi và lại dù gì hắn cũng đã từng sống trong xã hội hiện đại rồi. Nên việc xin lỗi đối với hắn chẳng có gì là khó cả. Rasen liền dùng khổ nhục kế, hắn làm vậy bởi vì cô quá xinh đẹp. Bởi tâm lý của lũ đàn ông là như thế, bởi vì hắn muốn được cô để ý, nên hắn mới bắt nạt cô. Cô liền cười sau đó đá vào đầu gối của Rasen, Ma thuật chiến đấu tự vệ của Rasen cũng được tự động kích hoạt. Sau đó cô nói Rasen rằng hắn rất nhàm chán, bởi cô đánh hắn làm hắn không thèm phản kháng lại nên rất chán. Cô muốn Rasen cũng phải đánh trả lại, có như thế thì tâm trạng cô mới tốt lên được. Rasen cũng đồng ý với cô, nhưng lại bảo rằng không phải bây giờ. Magner đứng một bên cũng đồng ý với việc này. Nhưng Rosaline vẫn cố chấp, cô muốn giết Rasen, bởi như vậy mới khiến cô thấy khá hơn được. Nhưng Magner lại bảo cô nhìn xung quanh, mọi người đều đang vây lại nhìn bọn họ. Đang bàn tán xôn xao về họ, Rasen cũng bồi thêm rằng gây sự ở đây sẽ không hay lắm. Nếu hai bọn họ cứ lao vào choảng nhau thì sẽ thành tiếng xấu đồn xa mất. Rosaline lại kiên quyết bảo rằng cô không thèm quan tâm. Nhưng nếu bọn họ xô xát ở đây thì sẽ có người bị thương. Manner cũng thấy Rasen khá khôn ngoan so với một đứa trẻ. Nhưng Rosaline vẫn cứ bướng bỉnh. Bảo rằng Rasen sẽ xin lỗi cô. Rasen cũng khẳng định rằng hắn nói được là làm được. Manner cũng vào khuyên can cô. Ông muốn bọn họ tới nơi nào đó không có dân. Muốn chuyển ra ngoài vùng xếp để giải quyết bỗng Rasen nghe được một giọng nói kỳ lạ trong đầu, nói hắn diễn kịch rất giỏi, từ giờ hãy cố giả vờ thân thiện đi. Đừng để tin đồn truyền ra ngoài rằng giữa gia tộc Grandel và gia tộc mây đã xảy ra xô sát. Đây chính là giọng của Magner, ông ấy đang không hề nói chuyện và không ngờ hắn vẫn nghe được giọng của ông ấy. Lúc này nhờ thánh nhãn mà Rasen biết được nhân vật chiến vương Magner đã cảm thấy hứng thú với hắn ta, ông ta sẽ phân tích và đánh giá mọi hành vi của hắn ta. Đã xuất hiện một biến cố có thể ảnh hưởng đến tiến trình cốt truyện, hắn có thể thấy được ông ta sẽ đánh giá hành động của hắn như thế nào. Bỗng nhiên hắn thấy được Pháp Sư Thiên Đường có nghi vấn về việc thiếu xác suất đã ba lần xuất hiện một biến cố gây ảnh hưởng tới xác suất và cốt truyện. Có nghi vấn về khả năng tồn tại của thế giới này, Pháp Sư Thiên Đường chính là Đề Cát Ra, Ra bây giờ đã đáp ứng được hai yêu cầu. Hắn đã thành công can thiệp đến suy nghĩ của một nhân vật có ảnh hưởng thông qua hành vi có chủ đích, Pháp Sư Thiên Đường và Chiến Vương. Cả hai người bọn họ đều đang nghi ngờ về xác suất tồn tại nên một khả năng mới đang được tạo ra. Rasen bây giờ sẽ được cung cấp đặc quyền của người sáng tạo, hệ thống thiếu xác suất được chuyển tới. Bỗng Rasen nhận được cuốn chuyện mà Rasen đã viết, đây chính là hệ thống do hắn ta đã tạo ra, nhưng khoảng trốn lại nhiều hơn lượng chữ. Chứng tỏ thiết lập còn sót, đó nghĩa là thiết lập vẫn chưa hoàn thiện, bây giờ hắn ta lại thắc mắc rằng tại sao hắn lại chuyển sinh vào Rasen. Tại sao những cơ hội và mắt xích cốt truyện lại được tạo ra, bây giờ Rasen đã đến giới hạn thời gian để thiết lập sử dụng. Bỗng nhiên mọi thứ hắn thấy biến mất, hắn chỉ có thể xem xét nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nó chỉ kéo dài trong đâu đó khoảng một phút, hắn sẽ phải đợi một khoảng thời gian nhất định hoặc đáp ứng một yêu cầu nào đó trước khi có thể xem nó lần nữa. Không biết tương lai sẽ có những gì thay đổi, nhưng trước mắt cứ vậy đã, bọn họ cùng nhau đến nhà hàng chỗ Evelia đang đợi. Manner gặp Evelia liền rất vui vẻ, ông cảm thấy so với lần gặp mặt trước thì cô ấy lại mạnh lên nữa, cô liền thách thức ông rằng bản thân sẽ có thể đánh bại ông trong 5 năm. Ông cũng vui vẻ chấp nhận thách thức của cô, Cô lại bảo rằng khi còn nhỏ thì cô có thể thách đấu ông bất cứ lúc nào cô muốn, nhưng giờ thì không vậy được nữa. Evelia hiện tại đã là một ma pháp sư và là một trong những gia chủ của Joe May và dĩ nhiên cô ấy không thể thách đấu Magner cho vui được nữa. Ông cũng cười thất vọng, bởi vì bây giờ cô đã đánh mất đi sự dễ thương lúc còn nhỏ rồi. Khi còn nhỏ, cô luôn xông vào ông mọi lúc mọi nơi, có lần cô còn đốt trụi hết tóc của ông nữa. Khi ấy ông còn đang ngủ, Evelia còn bảo rằng lúc đó cô đã tính đốt đầu ông nhưng lại thất bại. Rasen ở bên im lặng nghe, thật khó mà theo kịp được cuộc trò chuyện của họ. Lúc này bỗng Rosaline lên tiếng chào hỏi, cô ngại ngùng giới thiệu bản thân là con gái của Grandel. Hai năm trước bọn họ đã từng gặp nhau, Rasen ở bên không hiểu gì cả, có đúng là đứa nhóc lúc trước đó không? Bỗng Rosaline hét lớn lên rằng cô muốn trở nên mạnh mẽ giống Evelia bởi các nữ võ giả thường ở thế bất lợi nếu so với cánh đàn ông và lại bây giờ cô vẫn chưa sử dụng được đấu hồn của mình. Đấu hồn, Kiếm giả sử dụng kiếm làm vũ khí và các pháp sư thì sử dụng ma thuật và các võ giả thì sử dụng khả năng thể chất của họ. Cơ thể của con người có giới hạn, nhưng họ có thể sử dụng đấu hồn để bất chấp các quy luật vật lý và làm những điều không thể. Rosaline còn nói rằng cô sẽ tập luyện đấu hồn của mình để trở thành một người mạnh như Evelia, Evelia cũng bảo rằng cô sẽ đợi. Cổng không gian sẽ được tái kích hoạt hôm nay lúc 7 giờ 17 phút tối, Evelia bảo cô sẽ tự mình vận hành nó, hỏi Magnus rằng ông có muốn đi cùng không, ông cũng sẵn khoái đồng ý. Bây giờ tới lúc đó còn khoảng một giờ, Evelia hiện tại có chuyện cần nói với Rasen, nên đã xin phép Magner và Rosaline một lát. Bọn họ cũng hẹn gặp lại nhau ở cổng không gian vào lúc 7 giờ 17 phút. Evelia muốn nói chuyện với Rasen về chuyện xảy ra vào lúc trước, chính là chuyện xảy ra ở cổng không gian. Cô muốn hỏi kế hoạch của Rasen là gì? Rasen cũng biết Rosaline sẽ tấn công hắn, đó cũng là lý do vì sao hắn đến. Evelia bảo Rasen rằng nếu hắn đang định giải quyết hận thù với cô ta, Lẽ ra hắn đã có thể nhắc đến đấu trường đã được phi quân sự hóa của gia tộc Sider và yêu cầu giải quyết mọi chuyện. Ý cô muốn hỏi hắn tại sao lại sử dụng kỹ thuật ma thuật chiến đấu. Vì chiến vương Magner ở đó, Magner là người mạnh thứ hai trong gian tộc Grandel. Hẳn ông ấy đang nghĩ về sự thật rằng hắn đã sử dụng hiệu quả kỹ thuật ma thuật chiến đấu. Ông ấy chắc hẳn đã nghĩ đến việc khả năng sử dụng kỹ thuật ma thuật chiến đấu của Rasen cao hơn dự kiến ở một đứa trẻ 10 tuổi. Hẳn ông ta cũng đã để ý thấy lượng mana trên người Rasen. Rasen nổi tiếng là một tên lưu manh, như vậy, kết luận hợp lý nhất mà ông ấy có thể nghĩ ra là hoặc Rasen đã thay đổi, hoặc hắn đã được nuôi nấng để tạo ra khác biệt. Lẽ ra Rasen phải không hiểu quá rõ về Magner, nếu hắn ta đã đoán trước được tất cả những việc đó và tạo ra tình huống này thì đúng thật là quá ấn tượng. Rasen nghĩ rằng có lẽ Magner nghĩ hắn ta là một con át chủ bài mà gia tộc Dô Mây nuôi dưỡng, ông ấy sẽ muốn biết tất cả về hắn ta. Evelia nhớ lại những gì mà cha mình đã dặn, Ông bảo rằng khiến cho việc Rasen là con át chủ bài lộ rõ trước mắt người khác, cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao cha lại nói vậy rồi. Kỹ thuật ma thuật chiến đấu có giới hạn về tiềm năng, nhưng khả năng sắp xếp kế hoạch cho mọi thứ trong khi xét đến tình huống ngay lúc đó và các tình huống có thể xảy ra của Rasen thật quá xuất sắc. Điều quan trọng nhất là Rasen mới chỉ có 10 tuổi, tiềm năng của hắn nhiều hơn bất kỳ ai, dù không có lệnh của cha, cô cũng muốn biến Rasen thành một trong những kẻ dưới trướng của cô. Evelia cũng kể cho Rasen việc cô đã gặp Magner lúc 14 tuổi, với tư cách là người hành hương chứ không phải là một pháp sư. Những người kế tục của gia tộc Zomei sẽ phải trải qua các cấp độ hành hương và đi tìm sự thật trước khi được công nhận trở thành một ứng cử viên cho vị trí gia chủ. Khi ấy cô thậm chí còn không biết ông ta là ai, nếu biết cô đã cố gắng hơn để giết được ông ta rồi. Tuy biểu hiện của cô rất ấm áp nhưng những lời mà cô nói ra thì thật quá dã man. Ông ấy đã bảo cô giết ông ấy nếu cô không vui và rằng ông ấy sẽ cho cô ba cơ hội. Tuy Rasen không biết Evelia có bao nhiêu ký ức với Magner, nhưng theo hắn thấy thì có vẻ như là chúng đều là những kỷ niệm đẹp. Cô cũng biết rằng Magner là loại người bắt buộc phải tìm hiểu tới ngọn nguồn về điều mà ông ấy thấy khả nghi hay tò mò, dù cho đó có là một pháp sư mới lớn đang cố giết ông. Nếu ông ra đủ tò mò về Rasen thì ông ấy sẽ tự mình tiếp cận hắn, Rasen nghĩ hắn sẽ học được rất nhiều từ ông ấy. Bây giờ tới giờ hẹn còn khoảng 30 phút, nên Evelia mở lời mời Rasen đi hẹn hò chị em một chút. Dù gì đây cũng là thương thành nên xung quanh đây cũng có rất nhiều thứ để xem. Cô cũng đã đến thương thành rất nhiều lần rồi. Hầu hết các thương thành mà Evalia từng đến đều đã bị phá hủy. Vì cô, Rasen cũng tới nắm lấy tay cô và bảo rằng hắn sẽ dẫn đường. Cô cũng cười nhẹ nhàng và đi cùng hắn. Bây giờ, Marner cùng Rosaline cũng đang đi dạo ở thương thành. Marner nhớ lại vào hai năm trước, Rasen 8 tuổi từng là một tên vô cùng lưu manh. Nhưng hiện tại hắn ta đã thành một con người hoàn toàn khác biệt một người trong hai năm mà lại thay đổi nhiều đến thế. Điều đó khiến ông không tin được, bởi con người không bao giờ thay đổi. Điều đó chắc chắn có nghĩa là hình tượng trước đây của hắn đều là giả, hình tượng của hắn ta đã bị bóp méo. Ông thắc mắc rốt cuộc Rasen muốn đạt được thứ gì mà phải làm như vậy, ông nghĩ chắc hẳn phải có âm mưu to lớn nào đó. Gia tộc Saider cũng mời bọn họ nhưng chỉ để phụ vào mà thôi, điều họ thật sự muốn là mối quan hệ giữa Seth và Maten. Có điều gì đó diễn ra mà ông vẫn chưa hề hay biết, ông chắc chắn với điều đó, gia tộc Grandel yếu hơn gia tộc Zomay và gia tộc Cider. Nếu một tình huống không được dự báo trước xảy ra thì có thể gia tộc Grandel sẽ bị hai gia tộc còn lại nuốt chửng. Nếu Rasen là trung tâm của những gì hai gia tộc đó âm mưu, thì ông quyết tâm sẽ tìm ra âm mưu đó là gì. Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, bọn họ đã tập trung đông đủ, lúc này cổng không gian cũng được chính Evelia vận hành. Cô dặn mọi người khi dịch chuyển cần phải cẩn thận một chút, cô còn nhắc nhở Marner rằng cô vẫn còn một cơ hội, ông cũng bảo ông sẽ cẩn thận hơn. Khi bước qua cánh cổng không gian, Rosaline cảm thấy rất chóng mặt, cô cảm giác như cơ thể và tâm trí của cô đang phân tách ra vậy. Cuối cùng cũng đã đến nơi, lúc này Magner cũng hỏi Evelia không thử làm gì sao, thì cô bảo rằng cô phải cư xử tốt một chút, do dù sao cũng có một đứa bé dễ thương đi cùng. Bỗng có tiếng hét kêu tên Rasen cùng với Rudia, thì ra là Cassin, hắn vừa chạy đến vừa hỏi thăm bọn họ đi đường dài có mệt không. Magner cũng bất ngờ, đó chính là Cassin Sider, người có khả năng cao nhất sẽ kế thừa gia tộc Sider, gia tộc Cider chưa bao giờ tự đến đón bọn họ. Trong lúc Cassin và Rasen đang chào hỏi nhau, thì Rudia liền xông tới tách hai người đó ra, cô bảo rằng cô mới là người thân của Rasen nhất. Bảo Cassin tránh xa Rasen ra, Cassin lại không tức giận mà cười bảo rằng theo anh ta nghĩ thì tình bạn không có cấp độ. Chỉ là Rasen và anh có cùng suy nghĩ và mục đích vậy nên bọn họ mới quyết định trở thành bạn bè, đó mới thật sự là chuyện quan trọng. Cô không hiểu Cassin nói gì nên vẫn kiên quyết bảo rằng cô vẫn thân với Rasen nhất, Bỗng Casin bảo rằng hai người họ cũng có thể làm bạn, cô cũng bình tĩnh trở lại và quyết định cũng sẽ làm bạn với anh. Bỗng nhiên, Rosaline bước đến nhắc nhở Casin rằng hiện giờ cô cũng đang ở đây, cô cũng được mời đến, Casin liền xin lỗi bởi anh vừa gặp người bạn mà anh hằng mong nhớ nên có chút phấn khích, còn nói rằng bản thân rất vinh dự được gặp một người mang huyết mạch cao quý mà lại một mình đi trên con đường tu luyện như cô. Nói xong liền quay lại cười đùa với Rasen và Rudia khiến Rosaline cảm thấy rất khó chịu và bực mình. Bởi vì Casin đối với bọn Rasen và Rudia thì rất thân thiện hòa đồng và không ngờ với cô lại tỏ ra xa cách như vậy. Manner đứng bên thầm khen Rasen là một người thông minh, ông cảm thấy có vẻ như hắn đã cố tình tạo ra tình huống hiện tại. Ông tin rằng Rasen không phải là một đứa trẻ thông thường, giống như có con rắn 100 tuổi đang điều khiển hắn vậy. Lúc này Rasen lên tiếng nhờ Casin một chuyện, đó là về việc hắn và Rosaline sẽ so tài, Casin nghe vậy cũng bất ngờ. Rasen muốn nhờ anh sắp xếp chỗ cho bọn họ tổ chức so tài với nhau. Đối thủ của hắn là con gái duy nhất của một gia tộc võ thuật danh giá. Bối cảnh là sân thi đấu của một gia tộc kiếm thuật danh tiếng và người thuộc ba gia tộc sẽ theo dõi trận so tài. Đó cũng chính là sàn đấu ra mắt chính thức của Rasen. Bây giờ mọi người đều xôn xao bàn tán ai sẽ là người chiến thắng. Có người bảo Rasen là một tên tiểu vô lại ngu ngốc nên chắc chắn Rosaline sẽ giành chiến thắng. Nhưng lại có người bảo rằng Rosaline chưa thể điều khiển tốt đấu hồn và dĩ nhiên bây giờ thì năng lực thể chất của bọn họ sẽ quyết định trong bọn họ ai là người chiến thắng. Có thể Rosaline sẽ giành chiến thắng, nhưng có một sự thật thú vị là kỹ năng chính của Rasen là tuyệt chiêu ma pháp chiến đấu, nên bây giờ bọn họ rất phân vân không biết ai sẽ thắng ai. Chuyện này cũng đến tai gia chủ của gia tộc kiếm thuật danh giá các Searsider, ông hỏi con trai mình rằng anh nghĩ ai sẽ là người giành chiến thắng, nhưng lại nhận được câu trả lời là anh cảm thấy rất ghen tị, ông cũng cảm thấy đúng bởi so sài với bạn bè sẽ rất là vui, còn bảo Rasen là một tên vô lại ngu ngốc. Nhưng Kassen lại không đồng ý với điều đó, anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ai ngờ Rasen thật sự rất tốt và anh cũng nghĩ Rasen sẽ là một đối thủ đáng gờm, nhưng hiện tại thì anh mạnh hơn. Các xia đoán thông tin về Rasen đã bị cố ý bóp méo, điều đó có nghĩa là Rasen là con át chủ bài mà gia tộc Jo Mây muốn giấu và trận chiến này được để cắt tạo nên. Ông lại tiếp tục hỏi con mình nghĩ ai sẽ thắng, Kassen không do dự mà trả lời nghĩ rằng Rasen sẽ thắng. Nhưng cũng nghĩ Rasen sẽ thua bởi vì Rasen rất tốt bụng. Ông cũng hiểu ý của con trai mình và vì cảm thấy quá thú vị nên ông quyết định cũng sẽ đi xem trận thi đấu vào ngày mai. Kasen cũng rất vui vì ông sẽ đến bởi vì anh có thể giới thiệu bạn của mình cho ông. Ngày hôm sau tại sàn đấu thương khung kiếm, Rosaline và Rasen đang thủ thế chuẩn bị tấn công nhau. Rasen chắc chắn bản thân mình là bá chủ của sàn đấu này. Bởi ở đây cố làm một đứa trẻ bình thường chẳng được lợi lộc gì cả. Đây cũng chính là sàn đấu ra mắt chính thức của hắn ta. Sau khi tiếng chuông bắt đầu, Rosaline liền xông về phía Rasen như một con thú dữ. Tài năng dĩ chuyển chậm của Rasen đã được tự động kích hoạt. Bây giờ nếu xét về trận chiến thể lực thì Rasen đang rất có lợi vì Rosaline chưa thể điều khiển được đấu hồn của mình. Lúc này Rasen chỉ có né đòn và thế chủ động đang nghiêng về phái Rosaline. Cô nhảy lên cao và đá một cú vào tay Rasen. Lúc này kỹ năng ma thuật chiến đấu phòng ngự của Rasen đã được kích hoạt. Rosaline định dùng một chiêu để đánh gãy tay và xương sườn của Rasen và không ngờ bây giờ như thể cô đang đánh phải nước vậy. mơ và Evelia đứng xem cũng bất ngờ về điều này. Rosaline lại tiếp tục tung chiêu, lần này Rasen lại đỡ tiếp. Cô vẫn liên tục tấn công nhưng Rasen vẫn chỉ né đòn. Bây giờ sức lực của cô đã gần cạn kiệt vậy mà Rasen vẫn đang còn rất bình thường. Mọi người đứng xem cũng phải há hốc mồm về điều này, bởi vì Rasen đang nhìn thấu trước được một đến hai chiêu tấn công của Rosaline. Con nhà tông không giống long cũng giống cánh. Bây giờ họ có thể chắc chắn tin đồn về Rasen tất cả chỉ là bịa đặt. Rasen bây giờ chỉ có phòng thủ và kéo xa khoảng cách mà thôi. Rosaline rất thắc mắc tại sao Rasen lại làm như vậy. Manner cũng đã phân tích được vấn đề. Rasen đã phát hiện ra một sơ hở của Rosaline. Thời gian càng lâu thì Rosaline sẽ càng xuất nhiều lực hơn. Nhưng càng gấp gáp thì cô ấy sẽ càng lộ nhiều sơ hở và Rasen cũng đã phát hiện ra những sơ hở đó. Trong khi chỉ tấn công khi an toàn, chỉ có thể làm vậy khi mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Hắn ta bây giờ vừa phòng thủ vừa thể hiện rằng bản thân giỏi hơn Rosaline nhiều, đúng là con nhà Zomei. Ma thuật chiến đấu là một trong những dạng ma thuật cấp thấp nhất nhưng hắn giỏi hơn võ sĩ nhiều, dù là trẻ con nhưng hai người bọn họ có rất nhiều tiềm năng. Rasen biểu hiện như thế vì hai lý do, một là để thể hiện rằng ma thuật chiến đấu có thể còn hơn võ thuật. Lý do còn lại là để thể hiện sức mạnh của gia tộc Zomei ở nơi có cả ba gia tộc danh tiếng, lúc này siêu và Magner đều có chung suy nghĩ giống nhau. Bọn họ nghĩ rằng Rasen có lẽ đã được huấn luyện thành pháp sư chuyên về ma thuật chiến đấu trong bí mật, nhưng họ lại thắc mắc rằng tại sao Rasen lại để lộ ra ở đây. Họ nghĩ rằng Rasen đã bí mật luyện tập ma thuật chiến đấu và giờ hắn đang muốn sử dụng trong trận chiến thật sự để chứng tỏ bản thân và tiến bộ. Họ còn chắc rằng Rasen biết bọn họ phát hiện ra, nó như một lời khiêu khích vậy. Evelia đứng bên cũng mỉm cười nhận ra đây chính là kế hoạch của Rasen. Rosaline cuối cùng cũng không nhịn được, vừa thở hồn hển vừa hỏi Rasen định cứ phòng thủ tới khi nào, hắn trả lời rằng đến khi nào cô không tức giận nữa. Nghe vậy Rosaline càng hăng hơn, cô đã dùng linh hồn chiến đấu, đấm một cú vào bụng Rasen khiến hắn ta học máu. Cô thắc mắc rằng tại sao lần này Rasen lại không tránh. Thì hắn bảo rằng vì hắn có cảm giác cô muốn đánh trúng hắn một cú, cô tức giận ném bình thuốc cho Rasen rồi rời đi, còn bảo bản thân đã thua rồi. Cô cảm thấy Rasen rất phiền, tuy Rasen không phát hiện ra nhưng lúc này cô đã dùng linh hồn chiến đấu, Rasen cứ tử tế khiến cho cô cũng chẳng muốn giận nữa. Cô tha thứ cho hắn, dù gì Rasen cũng đã gãy xương rồi, nên cô sẽ không ghi thủ chuyện lúc trước nữa, Rasen cũng cảm ơn cô. Lúc này Casin cũng từ khán đài nhảy xuống, Casin từ nhỏ đã rất thích chuyện anh hùng, anh ta nhìn đời bằng một ánh mắt tích cực, do cô đơn không có bạn bè nên anh ta rất thích những thứ như bạn bè. Tín nhiệm và tình hữu nghị, Casin khen Rasen đã tiến bộ lên rất nhiều, Rasen nghĩ ý của anh ta là thích trận đấu giữa hắn và Rosaline. Ma thuật chiến đấu tiến bộ rất nhanh vào giai đoạn đầu, Bỗng Kasin bảo rằng bản thân rất vui vì bạn mình đã mạnh lên khiến Rasen ngờ ngợ. Ai ngờ anh ta lại khiêu chiến với Rasen, thật đúng như những gì mà Rasen nghĩ, nhưng Rasen đã từ chối khéo anh ta, nói rằng do ma thuật chiến đấu tiêu hao rất nhiều mana, nói rằng bản thân muốn đấu với anh trong trạng thái tốt nhất, nhưng hắn biết rằng nếu hắn đấu với Kasin trong khi anh ta đang phấn khích như thế này, hắn không nghĩ bản thân sẽ còn sống sót đâu. Kasin cũng chấp nhận lời từ chối của Rasen, nhưng lại mời Rasen ngày mai đấu với anh ta. Chắc có lẽ anh ta muốn đấu với hắn để làm quà sinh nhật. Rasen cũng đồng ý bởi vì ngay sau khi uống thứ thuốc mà Rosalind đưa, cơ thể của hắn ta đã khỏi hẳn. Rasen tới tìm Rosalind vì muốn nhờ cô một chuyện, nói rằng khi nãy cô đã dùng linh hồn chiến đấu để đánh với hắn ta. Nghe đến đây Rosalind nghĩ rằng hắn ta đang tính hạ nhục cô, nhưng không phải, chỉ là lúc cô ta đánh trúng hắn, hắn như cảm nhận được điều gì đó. Hắn cũng không biết là gì, hắn cảm thấy giống như kiểu nhận ra gì đó hắn gần như có thể cảm nhận được nhưng mà hắn lại không chắc, hắn muốn Rosaline giúp hắn. Bởi vì hắn nghĩ kỹ năng võ thuật của cô sẽ giúp hắn ta mạnh hơn, cô thắc mắc tại sao cô phải giúp hắn thì hắn chỉ bảo rằng bản thân sẽ trả ơn cô sau. Rosaline mỗi đêm đều tự hứa với bản thân mình là sẽ trả thù, nhưng giờ mọi thứ đã tanh bành hết cả, bỗng một giọng nói bảo Rosaline cứ thử xem. Thì ra là Magner, ông khuyên cô rằng công khai giúp đỡ con trai của gia tộc ma thuật lừng danh cũng không phải là một ý tồi. Rosaline cũng quyết định sẽ giúp Rasen và nhắc nhở hắn rằng phải trả ơn cho cô. Rasen lại thể trước danh hiệu pháp sư tương lai về điều đó, điều này cũng lọt vào tai của Evelia, cũng như nói rằng hắn ta sẽ tham gia vào cuộc chiến thừa kế với tư cách là người thừa kế tiềm năng của gia tộc Zomei, hắn ta lại nói thể trước mặt gia chủ hai gia tộc danh tiếng. Lúc này Rasen bảo Rosaline đánh vào hắn ta như lúc nãy, hắn chắc chắn là có phản ứng. Mana trong tim hắn phản ứng lại linh hồn chiến đấu chưa hoàn chỉnh của Rosaline. Rasen lại bảo cô làm lại một lần nữa. Cô không tin vào tai mình nhưng vẫn chiều theo ý Rasen. Mọi người xung quanh thắc mắc không biết Rasen đang tính làm gì. Chỉ có Evelia biết rằng Mana trong tim Rasen phản ứng lại với linh hồn chiến đấu của Rosaline. Cô không biết phản ứng như thế nào. Cô chỉ biết là có phản ứng mà thôi. Rasen bây giờ đứng không nổi. Nhưng hắn chắc chắn rằng mana siêu việt của hắn phản ứng lại với linh hồn chiến đấu. Nhưng theo như hắn viết về linh hồn chiến đấu và mana không thể hòa hợp, có nghĩa là tính chính xác đang giảm, hiện tại Rasen đã tự mình khám phá ra sự thiếu chính xác, nên hắn đã được trao năng lực đền vào một yếu tố thiếu chính xác. Điều hắn phải làm trong thế giới thiếu chính xác này không chỉ là sinh tồn, bỗng nhiên cuốn sách thiết lập lúc trước hiện ra, mọi người xung quanh bỗng đứng im, thì ra thời gian đã ngừng lại, bởi vì khi thế giới được thiết lập thì thời gian sẽ ngừng lại. Rasen liền giở cuốn sách ra và thấy được rằng linh hồn chiến đấu của gia tộc võ sĩ Lừng Danh mana của gia tộc ma thuật lừng danh, hai thứ này không thể trộn lẫn với nhau được. Nhưng trong trận đấu giữa Rasen và Rosaline vào tháng 1 năm 219, mana của Rasen đã phản ứng lại với linh hồn chiến đấu của Rosaline, lý do là sau đó là ba chấm, đây cũng là nơi Rasen phải điền vào. Thiết lập đã được viết sẵn sẽ kết thúc ở đây, hắn phải liền thôi, nếu hắn không cẩn thận thì hắn sẽ gây mâu thuẫn với thiết lập trước đó, hắn ta không thể cứ viết rồi xóa được. Hắn có thể sẽ trở thành kẻ hủy diệt thế giới, một lý do hợp lý không mâu thuẫn với thiết lập, lý do chính là nhân vật Jason Mây không tuân theo quy tắc của thế giới này. Tuy hắn ta đã nghĩ về việc viết về một lý do khác, bởi vì hắn có siêu việt chén thánh hay bởi vì tôi có mana thuộc tính siêu việt, hoặc bởi vì tôi có thánh thể. Nhưng hắn nghĩ tốt nhất là nên tập trung vào Rasen Mây hơn là các yếu tố bên ngoài, nếu hắn để bản thân như một nhân vật không tuân theo quy tắc của thế giới này. Hắn hoàn toàn tự do khỏi xác suất của thế giới và hắn sẽ không bị vướng vào các sự chuẩn bị trước của thế giới, nó có nghĩa là hắn ta là một cá nhân đặc biệt dựa trên việc có được thiếu xác suất hắn đã nhận được một đặc quyền của thêm một dòng, đặc quyền thêm một dòng sẽ có thể sử dụng trong 10 giây. Khi Rudia đang ngủ gục thì bỗng có tiếng gõ cửa, người đến chính là cha của Rosalind, ông đến cùng gia đình kiếm thuật lừng danh, muốn hỏi xem Rasen đang ở đâu vì nhìn vẻ bề ngoài của ông hơi hung dữ nên Rudia đã không cho vào. Bày ra tư thế chiến đấu, bỗng Rasen bước ra khiến cho ông ta rất bất ngờ. Mana khác với linh hồn chiến đấu chảy khắp người của hắn ta, đa số các pháp sư tập trung lượng mana của họ vào trong trái tim của họ. Nhưng Rasen thì là độc nhất, cứ như một người đột biến vậy, sử dụng mana sẽ không được thoải mái lắm nếu cậu ta rèn luyện cơ bắp quá sức giống như sự rèn luyện võ thuật của gia đình. Cơ thể của hắn ta đã được tôi luyện đặc biệt cho kỹ thuật chiến đấu bằng pháp thuật. Lúc này vì nhìn trên bụng của Rasen có 8 múi, Rudia nhìn nó như 8 cái bánh bao và muốn chạm vào nhưng Rasen kiên quyết không cho. Lúc này Rasen bảo Hayra lấy quần áo cho hắn. Ông ta lại có một phen bất ngờ hơn, các bước di chuyển của Heyra cũng ở một đẳng cấp khác, ông không ngờ rằng Rasen lại sử dụng một người mạnh như thế để làm người hầu của mình. Rasen biết ông ta đến đầy gặp hắn là vì ông tò mò về kỹ thuật chiến đấu bằng pháp thuật của hắn, ông cũng không che giấu gì cả, bởi vì Rasen đã khêu gợi sự tò mò bên trong ông, Rasen cũng bảo rằng bản thân cũng rất tò mò về võ thuật, Rasen có thể tự tin rằng ông sẽ nói cho hắn biết về võ thuật, bởi hắn chắc rằng ông ta đủ tò mò để kể cho hắn nghe về chuyện đó nhưng kể cả hắn ta được học võ thuật từ ông thì cũng chưa chắc tha tài cũng là lý do vì sao gia đình kiếm thuật danh giá đó lại cho mời người lạ chớ trêu thay mắt của cha hắn đã không còn nhìn rõ nữa kể cả gia chủ đề cắt ra không thể cài rắn điệp vào gia đình kiếm thuật đấy vì nhiều lý do gia đình kiếm thuật danh giá là sào huyệt mạnh nhất của kẻ địch nhưng nói cách khác nó cũng là một nơi an toàn nhất với một số người và dĩ nhiên ông đã mở lời muốn ra sen cởi áo và quay ra sau để ông có thể xem qua cơ thể của hắn ta Ông cảm thấy Rasen có lưng rất mịn và cứng, ông không thể tin được đây là cơ thể của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, không thể chỉ có sau mấy ngày tập luyện được. Ông cũng dặn Rasen rằng linh hồn chiến đấu của ông sẽ đi loanh quanh cơ thể hắn, dặn hắn đừng chống cự nó, cứ thuận theo ý nó thôi. Rasen thắc mắc rằng nó có tác dụng phụ gì không nhưng ông chỉ bảo rằng hãy tin ông. Còn đe dọa hắn rằng hắn có thể làm gì nếu hắn định lật mặt với ông. Thì hắn liền trả lời rằng tin ông, thật là một thằng nhóc xảo quyệt hắn ta đã tạo ra một tình huống mà ông không biết gì nhiều, nhưng hắn ta lại ứng xử khá khôn ngoan, ông cảm thán Rasen rất thông minh. Sau khi đấu với Rosaline, Rasen đã có rất nhiều suy nghĩ, một tác giả sẽ đưa cho nhân vật chính cái gì nếu hắn là một tác giả. Bộ phim đến đây thôi nhé, gấu mong các bạn ủng hộ một like, share, để có động lực làm thêm nhiều bộ đặc sắc.